Người vừa tới vậy mà lại là một trong ba thủy tổ của ma tộc, Nguyên Yểm. Sao vậy, chẳng lẽ tại hạ không thể tới đây sao, nhưng mà ta cũng đã tới đây rồi. Hàn Lập cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, pháp quyết trong tay không ngừng lại chút nào, miệng thì nhàn nhạt trả lời lại một câu. Hư, Hàn Đạo Hữu không hào hảo ở lại nhân giới, lại đến khổ linh đảo lần nữa làm gì. Người bây giờ đã tiến vào cảnh giới đại thừa, tẩy linh trì cũng chẳng còn chút tác dụng nào với người nữa. Nguyên yểm nhìn giải đạo nhân sau lưng hàn lập rồi lại nhìn thoáng qua quang trận dị thường dễ gây chú ý cùng chiếc bình lớn kia, gã âm trầm nói. Nguyên đạo hữu không cần đa tâm, ta không còn chút hứng thú nào với tẩy linh trì nữa rồi, lần này tới đây chỉ là muốn tìm một đồ vật khác. Sau khi tìm được ta sẽ lập tức rời đi, thần sắc hàn lập không thay đổi trả lời. Tìm cái gì, cái này thì Nguyên huynh không nên hỏi nhiều. Hàn lập nhàn nhạt trả lời, vừa dứt lời, ngón tay hàn lập bắn ra một đạo pháp quyết vào quang trận bên dưới. Lúc này một cột sáng màu xanh sẫm từ trong miệng bình bắn ra ngoài bay thẳng lên trời cao. Thấy vậy, sắc mặt nguyên yểm thay đổi, nhưng sau khi do dự một chút thì gã cũng không có đi lên ngăn cản, chỉ là sắc mặt bỗng âm trầm như nước. Tuy sự việc hàn lập chém giết tiên nhân vẫn chưa lan truyền đến ma giới, nhưng sự tình hắn cùng bảo hoa năm đó liên thủ diệt sát minh trùng mẫu cũng đã làm cho gã sớm cực kỳ kiêng kỵ hàn lập rồi. Cộng thêm việc ở nơi như khổ linh đảo này vốn ma khí rất thưa thớt, có lực áp chế nhất định đối với ma tộc, Nguyên Yểm lại càng không nguyện ý ở tại chỗ này tranh đấu cái gì với Hàn Lập. Đương nhiên việc giải đạo nhân đứng ở một bên nhìn chằm chằm cũng là một nguyên nhân khiến gã không dám có ý trở mặt với Hàn Lập. Cho nên sau một hồi tự định giá, Nguyên Yểm dứt khoát đứng ở một bên lạnh lùng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Lập ở bên dưới. Ồ, vị trí tọa độ quả nhiên là ở đây rồi. Hàn Lập chỉ nhắm mắt cảm ứng một chút lập tức hắn đã có kết quả, tay áo run lên vừa thu lại cái bình cùng trận kỳ xong lập tức hắn cùng giải đạo nhân hóa thành hai đạo cầu vòng phá không bay đi. Nguyên yểm thấy vậy cũng không do dự chút nào liền bay theo sát nút. chương 2435, Bình Linh trở về. Tốc độ phi độn của ba người dĩ nhiên là cực nhanh, vì vậy trong nháy mắt đã bay đến bên trong cự đảo. Từ đằng xa đã có thể thấy được ngay trước mặt là một ngọn núi trông có vẻ rất bình thường. Bỗng nhiên có một âm thanh trầm đục từ trên ngọn núi chuyển đến, rồi từ chỗ đó một cột sáng màu trắng đục phóng lên cao tiếp theo cảnh vật phía trước lập tức giống như một tấm gương vỡ tan ra từ giữa hiện ra hai ngọn núi xanh biếc và một cái sơn cốc giạt rào linh khí cột sáng màu trắng đục đúng là được tuôn ra từ trong sơn cốc linh tiêu thiên trụ hàn lập vừa thấy cột sáng xuất hiện trên mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên thời điểm lần trước hắn đến đây cột sáng linh khí này phải là sau khi xóa bỏ cấm chế mới xuất hiện mà hiện giờ người còn chưa tới Tại sao cột sáng này đã lại tự động xuất hiện trong khổ linh cốc rồi? Hàn Lập suy nghĩ thật nhanh, đang cân nhắc nguyên nhân tại sao thì trên người bỗng nhiên có âm thanh ông ông vang lên, một đoàn ánh sáng màu xanh từ trong tay áo bắn ra, sau khi mơ hồ một cái, lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh mờ ảo bay thật nhanh về phía cột sáng ở xa xa. Hàn Lập vô cùng bất ngờ, nhưng phản ứng cũng rất nhanh, một cái bàn tay thật lớn lập tức xuất hiện rồi chụp nhanh về phía trước, đồng thời một cổ sức lực vô hình rất lớn tuôn ra trong nháy mắt đã tóm được đoàn ánh sáng màu xanh kia ở chỗ cách xa mấy trăm trường. Sau khi đoàn ánh sáng màu xanh tắt đi, hiện ra một vật đúng là chiếc bình nhỏ màu xanh đậm. Mà trên mặt ngoài của chiếc bình nhỏ vào lúc này hiện đang ra vô số ký hiệu màu xanh sẫm, cả vật thể cũng gần như trong suốt đang không ngừng rung động, dường như là đang liều mạng dãy giụa để thoát khỏi giam cầm. Gần như cùng lúc, cột sáng màu trắng đục cách đó không xa lại chợt truyền ra tiếng kêu chói tai, một đoàn ánh sáng vàng bên trong đó lóe lên rồi giống như lưu tinh bắn nhanh về phía Hàn Lập ở bên này. Hàn Lập trong lòng dùng mình, không cần suy nghĩ, xuất ra một trường chộp về phía xa xa. Lúc này trên không trung chỗ đoàn ánh sáng vàng dao động một cái, lập tức xuất hiện một bàn tay khổng lồ màu vàng kim, năm ngón tay mở ra, nhanh như tia chớp đã chộp được đoàn ánh sáng vàng bên dưới vào trong tay. Bên trong đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên vang lên âm thanh suy suy rất lớn. Vô số sợi tơ màu xanh từ trong đó bắn ra bàn tay khổng lồ màu vàng kim nhìn như kiên cố không thể phá vỡ vậy mà trong nháy mắt đã bị xuyên thủng thành trăm ngàn lỗ sau một chút run rẩy liền biến thành nhiều điểm ánh sáng nhỏ tán loạn biến mất mà đoàn ánh sáng màu vàng này tiếp tục mơ hồ một cái lập tức kéo dài qua vài dặm rồi xuất hiện bên cạnh chiếc bình nhỏ màu xanh đậm sau khi ánh sáng màu vàng tiêu tán hết bên trong hiện ra một cái bình nhỏ màu vàng nhạt chiếc bình nhỏ này so với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm thì có hình dáng bên ngoài giống nhau như đúc chỉ khác là nó có màu vàng nhạt cả vật thể đang có ánh sáng chấp động không ngừng, khiến người ta có một loại cảm giác rất quỷ dị, trông như không phải là thực thể. Vật ấy vừa mới hiện thân, đã lập tức không nén nổi mà xông thẳng vào chiếc bình nhỏ màu xanh đậm, dường như có ý muốn hòa làm một thể với chiếc bình nhỏ màu xanh đậm vậy. Phanh, hào quang bên ngoài chiếc bình nhỏ màu xanh chợt sáng mạnh lên, một tầng quang văn xanh thấm bất chợt hiện ra, thoáng cái đã bắn thẳng về phía chiếc bình nhỏ màu vàng. Chiếc bình nhỏ màu vàng nhanh như chấp lui ra xa mấy trượng, rồi hào quang mới một lần nữa ngưng tụ ổn định lại thân hình trên thân bình có hai điểm ánh sáng màu vàng lóe lên rồi hiện ra một đôi mắt màu đen to cỡ hạt đậu vô cùng quỷ dị nhưng lại lộ ra vẻ giật mình trông cực kỳ nhân cách hóa tiếp đó bình nhỏ màu vàng lại động đậy tấn công một cách điên cuồng xung quanh bình nhỏ màu xanh nhưng bất kể là thi triển thủ đoạn nào cũng đều bị tầng quang văn xanh thấm kia không khoan nhượng đẩy ra làm cho nó hầu như không thể nào tiếp cận được với bình nhỏ màu xanh Đôi mắt màu đen trên chiếc bình nhỏ màu vàng không khỏi chớp nháy liên tục, bắt đầu hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Cùng một lúc ở cách đó không xa, Hàn Lập đang bấm niệm một loại pháp quyết tiên giới nào đó, thấy vậy lại thở phào một hơi. Đem kiện bình nhỏ phỏng chế phẩm kia dung hợp với bản thể trưởng thiên bình, phương pháp khống chế tạm thời chiếc bình này quả nhiên cũng vô cùng hữu hiệu đối với cái bình linh kia. Chẳng trách vị tiên nhân mã lương kia khi giáng xuống giới này đã được ban thưởng kèm theo kiện bảo vật phỏng chế như thế, 89 phần 10 là vị cửu nguyên đạo tổ kia cũng có ý định tương tự. Trong lòng Hàn Lập nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại không thay đổi chút nào, quay người chớp lên một cái, từ từ bay tới gần chỗ hai cái bình nhỏ kia. Nguyên yểm thánh tổ luôn luôn bám sát phía sau, cũng bị một màn ngoài dữ liệu này làm cho hoảng sợ trợn mắt há mồm. Hắn và hai đại thủy tổ khác vẫn luôn thay phiên nhau chấn thủ cái khổ linh đảo này đã hơn mấy vạn năm, Vậy mà vẫn không biết được trên đảo này còn tồn tại loại dị bảo như thế này. Cái bình nhỏ màu vàng này tuy rằng còn chưa có chân chính hóa hình, nhưng rõ ràng là đã thực sự thông linh rồi, giá trị của nó tuyệt đối to lớn không kém so với Huyền Thiên chi bảo. Còn chuyện tại sao Hàn Lập lại biết bảo vật này ở đây, hơn nữa trên người lại có một một kiện bảo vật khác tương tự có liên quan mật thiết với nó. Đối với vấn đề đó thì vị thủy tổ ma tộc này cũng không thèm tiếp tục suy nghĩ nguyên do làm gì. Ngược lại trong lòng hắn nóng lên, đang định tiếp tục theo dõi Hàn Lập nhưng vào lúc này tại nơi gần đó vang lên tiếng sét đánh, giải đạo nhân lại xuất hiện chắn ngang trước người hắn. Trên thân giải đạo nhân đang có vô số tia sét màu bạc lượn lờ, không nói một lời mà chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng nguyên yểm thánh tổ có chút ớn lạnh, lập tức dừng lại, đôi mắt màu tím liếc tới bóng dáng hàn lập ở đằng xa, rồi nhìn lại gương mặt vô cảm của giải đạo nhân khiến hắn không khỏi lộ ra vẻ trần trừ, trong lúc nhất thời không biết là có nên cứng rắn vượt qua hay không. Mặc dù là hắn chưa có giao thủ với hàn lập bao giờ, nhưng năm đó trong thời điểm tu vi đối phương còn ở hợp thể kỳ đã có thể giữ được tánh mạng trong tay mình. Thiết nghĩ sau khi tiến dài đại thừa thì thực lực còn đáng sợ hơn lời đồn đãi không ít, lại còn có một cái ngụy tiên bảo có thực lực cũng không giống như đại thừa bình thường, đang ở bên cạnh như hổ rình môi. Tuy rằng hắn luôn luôn tự cho là mình rất mạnh, cũng tuyệt đối không nghĩ rằng mình có thể thực sự đánh bại đối phương. Giành được bảo vật lại càng là chuyện mơ mộng hão huyền, nếu mạo muội ra tay cùng lắm cũng chỉ là chọc giận đối phương thêm mà thôi kết quả bản thân chắc chắn sẽ có thêm một gã đại địch sinh tử chân chính. Nguyên yểm thủy tổ cẩn thận cân nhắc một phen, trong lòng thầm than, rồi lựa chọn bỏ qua những suy nghĩ khác mà bình tĩnh dừng lại tại chỗ, quan sát hành động tiếp theo của Hàn Lập. Vị ma tộc thủy tổ này thực sự là không biết mình đã bỏ lỡ mất đi bao nhiêu cơ duyên rồi. Bảo vật thông linh trong mắt hắn kia thực tế lại là một món trí bảo mà đến tận như đạo tổ tiên giới cũng phải coi trọng vạn phần. Nếu như hắn biết được lai lịch thực sự của trường thiên bình kia, cho dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, vị ma tộc thủy tổ này cũng sẽ tuyệt đối không có trơ mắt mà nhìn cái bình kia rơi vào tay Hàn Lập như vậy. Cùng một lúc, Hàn Lập gần như đã tiếp cận đến rất gần chỗ hai cái bình nhỏ kia, đồng thời hành động cũng vô cùng thận trọng. Mặc dù đối phương chỉ là một cái bình linh không có thật thể, nhưng vừa rồi đối phương đã dễ dàng đánh tan bí thuật của mình, trong lòng hắn đã sớm quyết định phải hành động thật cẩn thận, tuyệt không dám xem đối phương là linh vật bình thường. Bình nhỏ màu vàng sau vài chục lần liên tiếp không thể vào tới bên cạnh bình nhỏ màu xanh, rốt cục cũng ngừng loại hành động điên cuồng vô nghĩa này lại rồi dừng ở bên cạnh trong hư không đôi mắt màu đen nhìn chằm chầm về phía hàn lập bên này biểu hiện của nó có vài phần nghi hoặc lại có vài phần ngưng trọng hàn lập thấy vậy ngược lại nhẹ thở ra một hơi chỉ cần bình linh này không có vừa gặp mặt đã công kích hoặc bỏ chạy thì mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn trong lòng hắn nghĩ vậy một tay áo run lên một cái phủ lục màu vàng kim trong tay áo không một tiếng động nổ tung ra lập tức một mảnh xương mù màu xanh dày đặc từ trong tay áo hắn cuồn cuộn tuôn ra sau một trận quay cuồng đã bao phủ toàn bộ hư không trong phạm vi cho phép vào bên trong hàn lập và hai cái bình nhỏ tức thì bị xương mù dày đặt hoàn toàn che phủ biến mất cho dù lấy thần thông của nguyên yểm thủy tổ thì thần niệm cũng không có cách nào xuyên qua được vị ma tộc thủy tổ này thấy vậy sắc mặt hơi đổi thầm nghĩ may mắn là vừa rồi mình không động thủ bên cạnh đó đối với loại thần thông có thể ngăn cản thần niệm này của đối phương tuyệt đối là khiến cho người ta rất đau đầu. Thời gian trôi qua từng chút một, biển xương mù màu xanh kia vẫn không có bất kỳ tiếng động nào truyền ra, mà xương mù lại cũng yên lặng không hề thay đổi chút nào. Nguyên yểm thấy vậy thì cho mày, nhưng lại không thể thực sự yên tâm để cho một mình hàn lập ở lại trên đảo. Sau khi hắn âm thầm dò xét một chút thì triệu hồi ra một con hắc dao ba đầu, bản thân bắt đầu khoanh chân tĩnh tọa ở trên thân hình khổng lồ của nó. Chờ đợi một chút như vậy thế nhưng cũng đã trôi qua 7 ngày 7 đêm, đang lúc trong lòng Nguyên Yểm cảm thấy sắp hết kiên nhẫn, vừa tính toán có nên đi xem xét một chút sự việc đang diễn ra bên trong biển sương mù hay không thì một tiếng thét dài vô cùng vui vẻ từ trong biển sương mù truyền ra. Sương mù màu xanh bắt đầu cuồn cuộn khởi động, độn quang chợt lóe, một đạo thanh hồng từ trong biển sương mù bay nhanh ra. Bóng người nhoáng lên một cái, Hàn Lập thần thái sáng láng xuất hiện ở trước người Nguyên Yểm, sau khi nhìn gã một cái thì mỉm cười nói: "Ô, đạo hữu còn chưa bỏ đi, tại hạ đã khiến cho Nguyên huynh chờ lâu rồi." hư đảo này là ở bên trong ma nguyên hải làm sao có thể để một mình một gã dị tộc như ngươi ở lại chuyện của ngươi đã xử lý xong rồi chứ nếu như đã thu được bảo vật rồi vậy hãy nhanh chóng rời đi nguyên yểm từ trên thân thể khổng lồ của hắc giao đứng dậy tức giận nói cho dù đạo hữu không nói tại hạ cũng không có ý định ở lại đây hắc hắc không biết lần tiếp theo có thể gặp lại đạo hữu là chuyện bao lâu sau này hàn lập ngáp một cái cảm giác vui sướng trong lòng không có giảm bớt chút nào Tiếp theo hắn cũng không nói thêm gì với vị thủy tổ ma tộc trước mắt nữa, sau khi gọi giải đạo nhân một tiếng thì hai người liền bay trở về theo con đường mà lúc trước đã đến đây. Nguyên yểm sau khi thấy độn quang của hai người đã đi xa, sắc mặt mới biến đổi trở nên vô cùng âm trầm. Trong mật thất trên con thuyền lớn màu đen, Hàn Lập đang vuốt vuốt một cái bình nhỏ xanh biếc mượt mà trong tay, khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Hồi lâu sau, hắn mới thu lại bình nhỏ rồi bắt đầu nhắm mắt tĩnh tỏa. Lại nói, Quá trình hắn thu phục Bình Linh cùng với chuyện xảy ra bên trong biển sương ngủ 7 ngày 7 đêm rốt cuộc là gì, bất luận là sau khi Hàn Lập trở lại nhân tộc, hay là sau khi phi thăng tiên giới, hay cả đến khi trở thành tồn tại chí tôn một phương ở tiên giới, cũng đều chưa bao giờ lộ ra cho người ngoài biết nửa phần. Chuyện này khiến cho không ít hảo hữu cùng môn nhân đệ tử đều âm thầm đoán mò rất lâu mà cũng không tìm ra đáp án. Mấy tháng sau, trên không một cái khe sâu không thấy đáy nổi tiếng nhất ma giới, một chiếc thuyền lớn màu đen đang lẳng lặng trôi nổi giữa không trung hàn lập và giải đạo nhân bay ra ngoài đang sóng vai tìm kiếm gì đó ở bên dưới ở chỗ này phá giới là có thể đến ly long đảo nơi gần nhất với ma kha giới rồi tên phàn bào tử này nói rất hàm hồ hắn nói sẽ có sứ giả long đảo đặc biệt đưa đón chúng ta nhưng lại không cho biết vị trí chuẩn xác việc này có chút phiền phức rồi hàn lập cười khổ thì thào vài tiếng một tay bấm niệm thần chú rồi điểm một cái về phía chiếc thuyền lớn màu đen Lúc này Mạc Linh Thánh thuyền vù một tiếng thu nhỏ lại, sau một cái chớp động đã bay vào trong tay áo Hàn Lập. Tiếp đó Hàn Lập chảo một cái vào trong hư không, vết kiếm màu xanh trên tay nhoáng lên, trong tay lập tức có thêm một thanh một kiếm màu xanh sẫm, hung hăng chém xuống phía dưới. Chương 2436, sứ giả Long Đảo. Ngay khi một đạo kiếm quang xanh thấm cuốn quanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sâu tận dưới đáy hẻm núi bên dưới truyền lên, cùng với những chấn động kịch liệt, một vết nứt không gian mở mở vững vàng xuất hiện. Đi, Hàn Lập khẽ quát, tay bấm pháp quyết, cự thuyền màu đen ở sau lưng hắn vang lên những tiếng ầm ầm, sau đó thu nhỏ thành một quả cầu nhỏ rồi lóe lên bay vào người hắn. Độn quang thấp thoáng, một đạo thanh hồng cùng một đạo ngân cung lao về phía dưới, cũng lóe lên rồi xuyên qua. Sau khi vết nứt không gian từ từ khép lại, hẻm núi phía dưới lại bắt đầu khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, trên khoảng không chỗ chiếc thuyền lớn màu đen lúc trước xuất hiện một chấn động khác một đóa sen màu vàng nhạt rộng khoảng một trượng đột nhiên hiện ra, bên trong có một nam một nữ đang đứng. Nam khoác một bộ y phục màu vàng, không rõ diện mạo, nữ lại khoác áo bào trắng, đầu tóc lấp lánh chân trần, chính là bảo hoa. Cuối cùng người này cũng rời đi, xem ra quả thật hắn đến đây chỉ vì muốn lấy món bảo vật thông linh mà nguyên yểm nhắc đến. Có điều vết nứt không gian mà hắn vừa đi qua giường như không phải là con đường quay trở về linh giới mà hẳn là ma kha giới. So với thánh giới chúng ta, Giới diện này còn cường đại hơn nhiều, chẳng biết hắn đến giới diện này làm gì. Người khoác áo bào vàng nhìn về nơi vết nứt không gian biến mất, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng, âm thanh có chút khàn khàn, bộ dáng như người bị bệnh nặng. Hà Cớ gì niết bàn đạo hữu phải suy nghĩ nhiều, bất kể hắn đến giới diện khác làm gì, chỉ cần không dừng lại tại thánh giới chúng ta quá lâu là được rồi. Nếu không, với sự có mặt của một tên cường giả thâm bất khả chắc như vậy, chỉ sợ ta và ngươi đều không thể an tâm bế quan tu luyện. Bảo Hoa hờ hững trả lời, kẻ mặc áo bào vàng này đương nhiên cũng là một trong tam đại thủy tổ của ma tộc, là thủy tổ thần bí nhất, từ trước đến nay ít xuất hiện trước mặt người khác nhất, Niết Bàn. Điều này cũng đúng, nếu không ta và ngươi cũng không lập tức bí mật theo gót hắn đến đây ngay sau khi nhận được tin tức của Nguyên Yểm. Có điều nếu tin tức từ nhân giới bên kia truyền đến là đúng, thì việc một tên tiểu tử vừa tiến giai đại thừa không lâu như hắn có thể chém giết tồn tại cỡ chân tiên, dù tên tiên nhân này bị giới diện áp chế cũng thật sự khó tin niết bàn cười âm trầm sau đó thắc mắc hỏi đối với tin tức trọng yếu như vậy có lẽ bên kia sẽ không báo sai nghe nói là sau khi tên chân tiên kia bị phần đông cường giả linh giới vây công bị thương không nhẹ rồi mới để hắn ra tay thành công bảo hoa từ tốn trả lời dù là vậy cũng có thể thấy tiểu tử này rất khó lường ta và ngươi đều hiểu tồn tại càng cường đại thì càng có nhiều thủ đoạn bảo mệnh đối với tầm cỡ chân tiên thì càng không biết có bao nhiêu thủ đoạn áp dương vậy mà lại chúng chiêu trong tay hắn xem ra thực lực chân chính của hắn cũng không thể lường trước được. Nghe nói hắn còn đoạt được chân hồn đan, chật chật, bảo vật có cấp bậc như vậy. Nếu không phải ta và ngươi đều là người của thánh tộc, chúng ta không dùng được đan dược này, nói không chừng cũng đã liều lĩnh tìm cách giữ hắn lại thánh giới rồi. Niết bàn trước cười hắc hắc, sau lại chật chật hai tiếng rồi nói. Đây là điều tất nhiên, nếu đổi là chân ma đan, ta và ngươi sao có thể để hắn dễ dàng rời khỏi thánh giới. Nhân đây, có lẽ niết bàn đạo hữu cách thiên kiếp phi thăng cũng không xa, không biết có mấy phần nắm chắc có thể phi thăng thượng giới. Bảo Hoa khẽ gật đầu, sau lại hỏi một câu, nếu không bị trọng thương sau sự kiện minh trùng mẫu, với thực lực đã tu luyện đại thành niết bàn thánh thể, nói không chừng ta thật sự có một hai thành cơ hội. Hiện giờ mặc dù thương thế của ta đã khỏi hẳn, song trên thực tế lực lượng bổn nguyên đã bị hao tổn quá nhiều, đến lúc đó chỉ đành liều mạng giành lấy một tia hy vọng nhỏ nhoi kia. Niết bàn thở dài, âm thanh có vài phần chán nản. Niết bàn huynh không cần bi quan như vậy. Có thể nói niết bàn thánh thể của ngươi nằm trong ba loại pháp quyết luyện thể nổi tiếng chư giới. Nói không chừng còn có thể giúp đạo hữu thành công vượt qua thiên kiếp. Đúng rồi, dường như tên Hàn lập này cũng tu luyện niết bàn thánh thể. Tuy có vài điểm khác biệt so với đạo hữu nhưng quả thật đúng là công pháp này. Không biết nhờ đâu mà hắn tu luyện thành. Bảo Hoa An ủi người mặc áo bào vàng vài câu. Sao lại nhớ ra rồi nhắc đến chuyện này? Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Niết bàn thánh thể vốn được suy diễn từ một bộ ma công trụ cột nhất của thánh tộc ta, mà công pháp của bổn tổn truyền khắp các giới, bị người khác suy diễn ra niết bàn thánh thể tương tự cũng là chuyện bình thường. Việc duy nhất khiến ta giật mình chính là cơ hội tu luyện thành loại thánh thể này gần như là bằng không. Năm đó ta cũng đã gặp rất nhiều cơ duyên mới có thể tu luyện thành công, nếu phải tu luyện thêm một lần nữa thì ta cũng không tự tin có thể đạt đến cảnh giới hiện nay. Nhưng bây giờ lại có một tên ngoại tộc tu luyện đến trình độ như vậy, thật khiến bổn tỏa cảm khái niết bàn cười khổ rồi trả lời năm đó khi bắt gặp kẻ này thi triển thánh thể thiếp thân cũng khiếp sợ như đạo hữu vậy có thể thấy hắn là người có đại tạo hóa tốt rồi không bàn đến tên tiểu tử nhân tộc này nữa sau sự việc lần này ta cũng có ý định bế quan không xuất hiện tranh thủ sớm ngày đạt đến cảnh giới phi thăng chân ma giới bảo hoa mỉm cười sau đó nghiêm mặt nói ừ việc ngoại giới cứ giao toàn bộ cho nguyên yểm xử lý hắc hắc trong hai người các ngươi bổn tỏa vẫn coi trọng ngươi hơn Tuy ngươi từng trải qua một lần đại kiếp nạn nhưng pháp lực lại còn hơn xưa, cộng thêm việc tìm hiểu được linh vực đại thần thông của thượng giới, có lẽ cơ hội phi thăng là khá cao. Niết bàn gật gật đầu, sau lại nói tiếp với giọng hâm mộ. Hi hi, hy vọng thật sự có thể như vậy, thiếp thân cũng không thể dừng mãi tại đây, xin cáo từ đi trước. Bảo hoa khẽ cười vài tiếng, sau đó dùng chân ngọc nhẹ nhàng dẫm lên đóa hoa sen màu vàng dưới chân. Ngay lập tức hoa sen quay tròn một vòng, đột nhiên sinh ra một luồng nhu lực đẩy niết bàn ra, tiếp đó vô số cánh hoa nhanh chóng khép lại, biến thành một hư ảnh màu vàng phá không rời đi. Thấy vậy, Niết Bàn lắc đầu, tay áo hất về phía sau, hóa thành một giải cầu vồng màu vàng phá không bay về một hướng khác. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời phía trên hẻm núi một lần nữa trở nên trống rỗng. Một tháng sau, tại một sườn núi bị bao phủ bởi rừng phong đỏ thấm trải dài. Hàn Đạo Hiếu, xem ra người đã sớm phát hiện có hai tên đại thừa của ma tộc vẫn luôn đi theo chúng ta. Giải đạo nhân nhìn về phía Hàn Lập đang ngồi xếp bằng dưới cây, đột nhiên hỏi một câu. Đương nhiên ta đã nhận ra, một trong số đó có thể nói là người quen trước kia. Có điều họ không chủ động ra tay cản trở hành trình của chúng ta, đương nhiên ta cũng muốn để ý thêm. Hàn Lập hơi ngạc nhiên trả lời, tuy cái ngụy tiên khôi lỗi này có linh tính nhất định nhưng rất ít khi chủ động nói chuyện với hắn. Thì ra là thế, giải đạo nhân gật đầu, sau đó lại im lặng không nói gì nữa. Điều này khiến Hàn Lập sờ sờ cầm, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Nếu ta nhớ không lầm, lúc đang cùng chúng ta giao thủ, tên tiên nhân Mã Lương kia từng nói ngươi là một cái tiên khôi lỗi chân chính chứ không phải là ngụy tiên khôi lỗi. Nói như vậy lúc trước dường như đạo hữu vẫn còn giấu ta một vài điều nào đó. Hàn Lập nhìn Giải Đạo Nhân, từ từ nói tiếp, hắn có nói thật hay không ta cũng không rõ. Ta cũng chưa bao giờ giấu giếm ngươi điều gì." Giải Đạo Nhân lại trả lời với vẻ mặt hờ hững, lời này của đạo hữu rất khó làm người ta tin tưởng đấy. Hàn lập nhướng mày, bộ dáng có vẻ không tin. Bản thân ta bị người khác hạ cấm chế, hiện giờ chỉ có thể bỏ niêm phong một bộ phận trí nhớ, trừ khi đạo hữu tìm đủ tài liệu mà ta yêu cầu lúc trước, ta mới có thể xóa bỏ tầng cấm chế tiếp theo, khi đó dưới tình huống cho phép ta mới có thể nói cho đạo hữu nhiều tin tức hơn nữa. Giải đạo nhân đáp lại với vẻ mặt không khác trước, tốt, với giao tình một mực giúp đỡ ta, ta tin lời của đạo hữu. Vậy sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Hàn Mỗ sẽ lại hỏi đạo hữu để được biết chi tiết thực tế hàn lập chớp mắt vài cái bỗng nhiên mỉm cười giải đạo nhân không nói gì nữa mà chỉ gật đầu nhưng vẫn đứng bất động tại chỗ hàn lập lại ngoảnh đầu nhìn về phía xa xa bỗng phất tay một cái một tấm lân phiến lấp lánh màu bạc xuất hiện nó quay tít một vòng trên lòng bàn tay hắn sau đó trên bề mặt hiện ra hư ảnh vài văn tự hoàn toàn khác với mấy hàng lúc trước sứ giả long đảo kia quả có bổn sự lớn chúng ta chỉ vừa đến giới này kích phát tấm lân phiến thì đã lập tức có thể đến đây gặp mặt trong vòng một tháng ngay từ đầu cứ nói rõ chuyện này là được rồi, hà tất phải chia ra nói nhiều lần chứ. Có điều nhầm tính thì thời gian cũng không xê xích nhiều lắm, vậy cũng ổn. Sau khi nhìn lướt qua văn tự trên lân phiến, Hàn Lập nhướng mày nói. Đó là bởi vì trong đại hội đạo quả lần này, chân long nhất tộc chúng ta đã phái ra gần nửa số tộc nhân để nghinh đón khách quý là cường giả các giới. Một âm thanh dịu dàng bỗng vang lên xung quanh đỉnh đầu hai người Hàn Lập. Đồng thời trên không trung xuất hiện dao động, một con dao long ngũ trảo lăng không hiện ra, sau lại lóe lên một cái rồi biến thành một nữ tử áo xanh da thịt trắng như tuyết, trên đầu có một chiếc sừng ngắn, mỉm cười nhìn Hàn Lập. Điền tiên tử, chẳng lẽ sứ giả đến nghênh đón Hàn mỗ lại là đạo hữu sao? Vừa thấy nữ tử áo xanh, Hàn Lập không khỏi ngạc nhiên. Nàng chính là người đã từng giao dịch với Hàn Lập một lần, Điền Phi Nhi. Thế nào, bổn tiên tử đích thân đến đây nghênh đón lại khiến Hàn Huynh thất vọng sao? Điền Phi Nhi trên không trung thản nhiên cười nói ha ha, tất nhiên là không, chỉ là lúc trước nghe nói tiên tử là một trong số những chấp sự của đạo quả đại hội, không ngờ lại đích thân đến đây. Hàn lập ho nhẹ một tiếng, trên mặt nở nụ cười, khẽ chắp tay về phía không trung. Chấp sự gì chứ, chỉ là gọi cho dễ nghe mà thôi, chứ khác gì người hầu kẻ hạ đâu. Số lượng tộc nhân của chân long tộc ta quá ít, vì vậy trước hết đành làm sứ giả tiếp khách, sau lại đảm nhiệm vai trò của chấp sự mà thôi. Điền phi nhi bĩu môi một cái, hơi hợt đáp lại. Tiếp đó bóng người nàng nhoáng một cái rồi xuất hiện tại một chỗ gần hàn lập, cũng không ngừng đánh giá từ trên xuống dưới. Sao, biển tiên tử nghi ngờ tại hạ là kẻ giả mạo ư? Thấy ánh mắt cổ quái của đối phương, hàn lập không khỏi ngạc nhiên hỏi ngược lại một câu. Không có gì, ta thấy pháp lực của ngươi cũng không tăng vọt bao nhiêu, sao có thể chém giết một tên chân tiên hàng lâm được nhỉ? Ta nhắc nhở ngươi trước một câu, đã có không ít cường giả biết đến việc ngươi có khả năng sở hữu chân hồn đan, nói không chừng sẽ có vài kẻ có chú ý đối với đan dược này của ngươi đấy. Điền Phi Nhi nhíu hai mắt lại, mỉm cười rồi nói. chương 2437, Long Đảo. Sao, không ngờ việc này lại lan truyền ra nhanh đến như vậy, nhưng chỉ sợ là làm cho bọn hắn phải thất vọng. Chân hồn đan kia đã sớm bị ta đổi cho mấy vị đại thừa linh giới khác rồi. Cho dù có thừa thì tất nhiên là ta cũng đã sử dụng từ lâu, tuyệt đối không thể có chuyện mang trên người được. Hàn Lập nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cười ha ha trả lời. Trao đổi, sớm đã sử dụng, những lời này thì có thể lừa gạt được những người bình thường, nhưng đối với những cường giả chính thức uy chấn thế giới kia mà nói chỉ sợ chẳng có bao nhiêu tác dụng đâu. Điền Phi Nhi sau khi nghiêng đầu liếc nhìn Hàn Lập, giống như cười mà không phải cười nói. Tin hay không thì tùy bọn hắn, nếu là người thật sự không biết tốt xấu, ta cũng chẳng thèm quan tâm mặt mũi mà cho chúng nếm một chút đau khổ đâu. Hàn Lập mỉm cười, cũng không thèm để ý nói. Khanh khách, xem ra đạo hữu sớm đã có kế sách ứng đối với việc này tiểu muội lại là người nhiều chuyện rồi bất quá kim trưởng lão của bổn tộc nghe nói đến chuyện chân hồn đan ngược lại là muốn lén gặp mặt hàn huynh trước một lần đấy điền phi nhi thấy vậy sau khi lông mày kẻ đen lơ đáng khẽ nhíu một cái bỗng nhiên cười nói kim trưởng lão chính là kim long đại trưởng lão người được xưng tụng là đệ nhất nhân chân long tộc sắc mặt của hàn lập rốt cục hơi đổi rồi đạo hữu không cần đa tâm Nguyên Vốn Đạo Quả Đại hội là Long Đảo tổ chức ra một cuộc tụ hội giúp cho các cường giả khác tập trung trao đổi bảo vật cho nhau, tuy nhiên đúng là Kim trưởng lão cảm thấy hứng thú với Chân Hồn Đan, nhưng tuyệt đối sẽ không lợi dụng dịp Đạo Quả Đại hội này để cưỡng ép mua bán trao đổi. Nếu như đạo hữu thật sự không muốn mang cái gọi là Chân Hồn Đan kia ra thì tất nhiên là cũng không cần phải gặp Kim trưởng lão. Sắc mặt của Điền Phi nhi nghiêm nghị nói, bạn đang đọc truyện được copy tại, quý tộc đúng là cực kỳ đại khí. Đáng tiếc là chân hồn đan này quả thực vô cùng trọng yếu đối với việc độ kiếp của tại hạ, mặc dù ta vẫn còn thừa nhưng không có ý muốn lấy ra trao đổi. Sau khi Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, mới lắc đầu trả lời. Hàn Huynh đừng vội vã trả lời chuyện này, Kim trưởng lão còn tiện thể nhờ ta nhắn cho Hàn Huynh một câu, đồ vật mà hắn dùng để đổi lấy chân hồn đan, giá trị đối với thiên kiếp phi thăng tuyệt đối chỉ có thể trên chân hồn đan. Người cũng biết là nhất tộc ta cùng với sinh linh bình thường các ngươi không giống nhau, có thể cũng không cảm thấy hứng thú với việc phi thăng lên tiên giới cho nên một ít đồ vật có thể ngộ chứ không thể cầu đối với cường giả các ngươi thì bổn tộc lại không thể dùng được điền phi nhi trả lời hàn lập như đã đoán trước được rồi lại còn thong thả nói thêm cái gì giá trị khi độ kiếp phi thăng còn lớn hơn cả chân hồn đan nếu thực sự đúng như lời nói của đạo hữu thì ta cũng có thể suy nghĩ lại một chút như vậy đi chờ sau khi đến long đảo ta sẽ quyết định xem là có nên lén đi bái kiến kim trưởng lão một lần hay không sắc mặt hàn lập sau khi thay đổi mấy lần rốt cục đã có quyết định trả lời nếu hàn huynh quả thực đáp ứng việc này thì tin tưởng rằng kim trưởng lão cũng sẽ không để hàn huynh phải thất vọng đâu mặt khác nếu chân hồn đan này quả thật là có thể đến tay long đảo chúng ta chỉ cần hơi thả ra một chút tin tức thì tin rằng cũng sẽ không còn cường giả nào tìm đến làm phiền hàn huynh nữa cái này đối với hàn huynh cũng là một việc cực kỳ có lợi điền phi nhi vỗ tay cười một cái hắc hắc hy vọng là được như thế sau khi hàn lập cười hắc hắc cũng trả lời qua loa một câu. Tốt, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng lên đường thôi, mặc dù Long Đảo ở ngay bên cạnh Ma Kha Giới, nhưng muốn đến được cũng phải mất không ít thời gian. Điền Phi Nhi cực kỳ thức thời, không có nhắc đến chuyện chân hồn đan nữa mà chuyển chủ để nói. Tất nhiên là Hàn Lập cũng không có ý kiến gì khác nữa, lập tức gật đầu đồng ý. Vậy nên sau đó, cánh tay của Điền Phi Nhi khẽ động đánh ra một chiêu lên bầu trời. Từ một đám mây trắng nhìn trông rất bình thường trên bầu trời truyền ra một tràng âm thanh vù vù, một cỗ phi xa được kéo bằng mấy con quái thú giống như ngựa màu đỏ bay ra. Phi xa trừng dài hơn 10 trượng, chẳng những toàn thân trắng noãn như ngọc, phía trên còn khắc đủ các loại hoa văn tinh mỹ, phía trước kéo xe là bốn đầu quái thú, từ thân sinh ra bốn vó, trên đầu mọc ra long rác, toàn thân là lân phiến màu đỏ thẫm, phảng phất như là bị một tầng hỏa diễm bao phủ lập lè bên ngoài, đúng là bộ dáng nửa ngựa nửa rồng dữ tợn. Đây là loài nhanh mã mà chỉ Long đảo chúng ta mới có, tuy không bàn tới khả năng tranh đấu của chúng, nhưng sức lực vô tận của chúng lại hơn hẳn các loài khác, sức chịu đựng cũng kinh người, cho dù chạy băng băng mấy tháng trong hư không mà không ăn uống gì thì cũng vẫn không bị kiệt sức. Điền Phi Nhi nhìn thấy thái độ hàn lập, cũng giới thiệu thêm vài phần. Quả nhiên là có chút ý tứ, trước kia ta cũng có được chứng kiến một ít gọi là long mã, nhưng mức độ thần kỳ thì không thể nào so sánh được với vài đầu nhanh mã này được loại linh thú này không biết quý đảo có bán ra ngoài hay không sau khi hàn lập lần lượt đánh giá mấy con nanh mã này vài lần miệng tấm tắc tán dương nói ha ha loại linh thú cấp thấp này tất nhiên là long đảo chúng ta cũng có bán ra bên ngoài bất quả bởi vì một số nguyên nhân đặc thù linh thú này chỉ có thể sinh sản ở trên long đảo thì mới trở nên thần tuấn được như vậy nếu là ở bên ngoài long đảo huyết mạch của nó sẽ càng ngày càng mờ nhạt cuối cùng so với long mã ở các địa phương khác cũng chẳng khác nhau là mấy Điền Phi Nhi thuận miệng giải thích hai câu, nếu đúng như vậy thì quả thực là đáng tiếc. Hàn Lập nghe xong, lộ ra vài phần tiếc nuối. Nếu như loài nanh mã này có thể tự sinh nở được, thì chỉ cần mang về nhan tộc vài con, tin tưởng sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn. "Khanh khách, Hàn huynh không cần quá nóng lòng. Thứ tốt ở Long Đảo chúng ta không phải chỉ có mấy đầu long mã vậy thôi, đảm bảo là những vật phẩm đặc sản khác tuyệt đối cũng làm cho đạo hữu được mở rộng thêm tầm mắt." Điền Phi Nhi nhẹ giọng cười thân hình khẽ động phiêu phiêu bay lên trên phi xa. a, à, nếu quả thực là như vậy, mặc dù chuyến đi này của ta không có được quảng linh đạo quả kia, cũng không thể coi là thất bại được. hàn lập vừa nói vừa hóa thành một đạo cầu vòng trùng thiên bay tới. chỉ sau chốc lát, bốn đầu long mã hí vang một tiếng, lập tức chân đạp hư không kéo phi xa chạy như điên về phía trước. hàn lập ngồi ở phía đằng sau, cảm thấy phi xa vô cùng vững vàng, giống hệt như vẫn đang ở trên đất bằng, nội tâm không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc cúi đầu quan sát chiếc phi xa nhìn không khác gì vật bình thường ở phía dưới. Hàn huynh không cần dò xét nhiều, phong linh xa này cũng là do long đảo chúng ta dùng một loại linh đồng mà chỉ ở đây mới có chế tạo mà thành, chẳng những trời sinh nhẹ hơn các linh kim khác gấp trăm lần, mà lại còn có thể dung nạp phong linh lực quán trú vào trong đó, ở bên ngoài cũng được coi như là một loại tài liệu hiếm thấy. Điền Phi Nhi cười mỉm nói, quả thật bây giờ Hàn Mỗ cũng có vài phần tin tưởng lời của tiên tử rồi, thực hy vọng có thể đến Long Đảo sớm hơn một chút, Hàn lập lộ ra vẻ tươi cười. Hàn huynh đã có yêu cầu này, vậy thì để tiểu muội thi pháp phụ trợ một chút. Hai mắt Điền Phi Nhi chớp nhẹ một cái, khẽ hé cặp môi đỏ mọng nói. Tiếp theo tay nàng liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết, tất cả đều lóe lên chui vào bốn đầu nanh mã phía trước. Sau một khắc, bốn đầu nửa ngựa nửa rồng cùng phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng màu đỏ bên ngoài thân đại trướng, ầm ầm điên cuồng phát ra thêm hơn nửa, đồng thời trong miệng mọc ra vài cái răng nanh thô to, hai mắt cũng thoáng cái biến thành màu vàng ròng. Những linh thú này sau khi bốn chân mơ hồ một cái, tốc độ lập tức tăng vọt hơn gấp đôi, kéo theo phi xa đằng sau trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ thật dài phá không bay về phía trước. Mấy tháng sau, Hàn Lập cùng với Điền Phi từ trong một tòa cung điện khổng lồ lơ lửng bên trong vô tận tinh không bước ra, lập tức xuất hiện bên trên một quảng trường bên ngoài đại môn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên không cách đó không xa, bất ngờ có một tinh cầu màu xanh lục cơ hồ che lấp cả tinh không. Không, phải nói là một hòn đảo gần giống như nửa vòng tròn cực lớn bên trên còn có thể mơ hồ trông thấy một ít điểm đen kiến trúc hơn nữa toàn bộ đều bị một tầng màn sáng màu xanh nhạt bao phủ bên trong đây chính là long đảo quả thực là so với tưởng tượng của ta cũng không khác biệt cho lắm hàn lập ngóng nhìn tinh cầu như mặt trăng trên không trung miệng tự thì tầm vài tiếng bộ dáng của long đảo chúng ta trước kia cũng không phải như vậy chỉ là sau khi trải qua rất nhiều đời tổ tiên dùng pháp lực to lớn lần lượt cải tạo mới dần dần hình thành bộ dáng như vậy đấy Tốt rồi, Hàn Huynh ở đây coi như là đã trải qua kiểm nghiệm thiếp 10 rồi, trong thời gian đạo quả đại hội có thể tùy ý xuất nhập bản đảo, chỉ là những khu cấm địa đã nhắc đến lúc trước thì đạo hữu không thể tùy tiện xâm nhập được. Giờ tiểu muội còn phải đi thực hiện một ít chức trách của chấp sự, không thể tiếp tục đi theo bồi tiếp Hàn Huynh rồi. Điền Phi Nhi ở một bên thuận miệng nói vài câu, chờ thần sắc nghiêm nghị nói. Đoạn đường này tiên tử cũng đã vất vả rồi, dù sao cũng đã đến được nơi này rồi, đạo hữu cứ giải quyết cho tốt hết mọi việc của mình đi hàn lập gật đầu trả lời trước khi ta đi chẳng lẽ hàn huynh không còn muốn nói thêm điều gì nữa điền phi nhi nghe xong hàn lập nói như vậy không lập tức rời đi ngược lại giống như cười mà không phải cười hỏi thêm một câu a sự tình gì đạo hữu có chuyện gì thì cứ nói thẳng là được nội tâm hàn lập khẽ động nhưng trên mặt không biểu lộ ra chút nào nói Hừ, xem ra ta không chủ động nói thì hàn huynh cũng không có ý định muốn hỏi rồi được rồi đỡ lấy ngày trước ta đã từng hứa đáp ứng với ngươi, còn có thể nhờ vào những thứ này mà lấy được đạo quả hay không thì vẫn phải dựa vào chính bổn sự của mình rồi. Sau khi Điền Phi Nhi trợn mắt nhìn Hàn Lập một cái, tay áo run lên, một khối ngọc giản màu trắng bay ra. Ha ha, tiên tử thật có lòng, Hàn Mỗ phải cảm ơn rồi. Hàn Lập hai mắt sáng ngời, không lưỡng lự giơ tay ra bắt lấy ngọc giản vào tay, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng nói. Mối nhân tình ngày trước ta đã trả xong, giờ tiểu muội quả thật phải đi trước. Sau đó Điền Phi Nhi cũng không nói thêm gì nữa, hơi thi lễ rồi lập tức xoay người đi vào trong đại điện. Hàn Lập mỉm cười, đợi đến lúc bóng hình Điền Phi Nhi đi vào bên trong đại điện, cũng mới thu lại ngọc giản vừa nhận được vào, sau đó lập tức đi đến một cái truyền tống pháp trận màu trắng đặt ở một nơi hẻo lánh bên trong quảng trường. Ở gần pháp trận không thấy bất cứ thủ vệ nào, nhưng sau khi Hàn Lập vừa mới tiến vào trong đó, mặt đất gần đó bỗng hiện ra một tấm bia đá cao hơn một trường, trên đỉnh bất ngờ có một lỗ khảm hình bầu dục. Hàn Lập đưa mắt nhìn tấm bia đá, ngón tay bên trong tay áo bắn ra một chỉ, một điểm ánh sáng lập tức bắn thẳng ra chui vào trong lỗ khảm. Chính là miếng lân phiến màu bạc mà năm đó phản bào tử giao cho hắn. Vật ấy vừa mới khảm nhập trên tấm bia đá, lập tức phát ra một tia chấn động, trực tiếp liên hệ thành một thể cùng với truyền tống pháp trận. Truyền tống pháp trận vốn đang bất động, lúc này khẽ run lên, bắt đầu phát ra thanh âm trầm thấp vù vù, đồng thời từng sợi tơ bạch quang từ đó lượn lờ tuôn ra. Hàn lập thần sắc hơi động, lại đánh ra một chiêu về tấm bia đá, tấm lân phiến màu bạc lại bay trở về trong tay áo của hắn. Lúc này truyền tống pháp trận mới đột nhiên hiện lên vô số phù văn. Hàn lập ở trung tâm, sau khi mơ hồ một cái liền biến mất không còn bóng dáng. chương 2438 thu hoạch, một tháng sau, trong một tiểu trấn nhìn rất bình thường, một vài người trên đầu mọc ra những chiếc sừng quái dị cùng thân dưới phủ đầy lân phiến đang đi tới đi lui. Mặt khác còn có một vài người khí thức đặc biệt cường đại, đều dùng các loại phương pháp che giấu tướng mạo, xuất hiện trên đường tại khu vực phía đông chuyên môn bán tài liệu, cũng thỉnh thoảng ra vào một vài cửa hàng bí mật ít có người vào xem. Cái gì, tiền bối muốn hai vạn cân phong tinh kim sao? Trong một gian cửa hàng tối lờ mờ, một gã trưởng quầy trung niên, trên đầu có sừng ngắn màu tím, có chút giật mình nhìn khách nhân trước mắt. Mặc dù gần đây một vài người xuất ra đại thủ bút để giao dịch đã khiến hắn không thể trách rồi, nhưng người trước mắt yêu cầu tài liệu quá lớn, lại để cho trong lòng hắn có chút hoảng sợ sao thế, các ngươi không xuất ra được à? Ta nghe nói cửa hàng này nổi danh trên long đảo về bán ra phong kim tinh, không ngờ chỉ với số lượng từng ấy cũng không xuất ra nổi. Người đứng trước mặt trường quầy, giọng nói trầm thấp, toàn thân được bao phủ trong một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, căn bản nhìn không ra bất luận tướng mạo hay tuổi tác, gây cho người ta một loại cảm giác thần bí dị thường. Nếu tiền bối đến vào nửa tháng trước, bổn điếm vẫn có thể gom góp được lượng phong tinh kim lớn như vậy, nhưng hiện tại số lượng tồn trong kho hoàn toàn chính xác chỉ có 8.000 cân mà thôi, phần còn lại trong nửa tháng vừa rồi đã phân biệt bị mấy vị tiền bối khác mua đi. trưởng quầy trung niên cung kính nói, khách nhân có cách ăn mặc và ra tay hào phóng như vị tiền bối trước mắt này, không hề nghi ngờ đều là cường giả đến từ giới diện khác bên ngoài long đảo, hắn thân là một gã long nhân chỉ có một chút huyết mạch chân long, đương nhiên không dám tỏ ra lãnh đạm chút nào. 8.000 cân thì 8.000 cân, ta đây muốn toàn bộ số còn lại. Đây là tiền hàng, Người trong vầng sáng màu xanh chỉ suy nghĩ một chút đã có quyết định, tay áo run lên, một vòng tay từ trong đó bay ra. Vâng, tiền bối chờ một lát, vãn bối kêu người lập tức mang tài liệu tới. Trường quầy trung niên chỉ kiểm tra đồ vật trong vòng tay chữ vật một chút, lập tức đáp ứng nói. Sau đó hắn từ trên người lấy ra một pháp khí hình mâm tròn, thấp giọng nói vài câu rồi cùng khách nhân trước mắt đợi một chỗ. Sau thời gian dùng cạn một chén trà nhỏ, trong một pháp trận che giấu loại nhỏ ở một phòng khác của cửa hàng, vòng ánh sáng bảo vệ lóe lên một gã long nhân trẻ tuổi thân hình cao lớn thoáng hiện ra gã nhanh chóng đi vài bước tiến vào trong cửa hàng liên tiếp móc ra ba vòng tay chữ vật màu xanh độc nhất vô nhị từ trong người tất cả đều giao cho trưởng quầy trung niên mời tiền bối kiểm tra số lượng xem xem đã chính xác hay chưa trưởng quầy trung niên lập tức quay người nâng vòng tay chữ vật vừa thu được cho người khách trước mặt ta tin tưởng danh dự của quý tộc không cần kiểm tra lại người khác trong vòng ánh sáng màu xanh trả lời nhàn nhạt, nhạt một tiếng sau đó cánh tay hơi động một chút, một luồng sáng màu xanh bay ra cuốn lấy ba vòng tay chữ vật rồi lập tức xoay người bước đi, thật sự không kiểm tra gì cả. Chỉ để lại hai gã long nhân trong cửa hàng quay mặt nhìn nhau. Khí phách người này thật lớn, số lượng phong tinh kim lớn như vậy mà cũng không cần nhìn qua một lần. Long nhân trẻ tuổi cao lớn khẽ thở dài một hơi, có vài phần cảm khái nói. Người thì biết cái gì, những người này có thể tới long đảo, khẳng định là có chút quan hệ với những đại nhân chân long kia ở trên đảo huống hồ cảnh giới bọn họ đã đến trình độ này còn sợ cửa hàng chúng ta lừa gạt hay sao nếu thực sự chúng ta dám làm như vậy họ chỉ cần nói cho chấp sự trên đảo một tiếng ta và ngươi còn có thể có quả ngon để ăn nữa ư trường quầy trung niên trợn trắng mắt nói long nhân trẻ tuổi tự ngẫm nghĩ một hồi sau đó cũng có chút giật mình rồi vội gật gật đầu đồng ý cùng lúc đó một luồng ánh sáng màu xanh hạ xuống một đỉnh núi nào đó bên ngoài trấn nhỏ sau khi hào quang thu vào hiện ra một người mặc áo bảo xanh, đúng là Hàn Lập. Hắn một lần nữa lấy ra ba cái vòng tay chữ vật, sau khi kiểm tra một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc thỏa mãn, Độn quang nổi lên lần nữa, toàn thân lại hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay về một phía khác của Long Đảo. Ba tháng sau, một đạo cầu vòng bay phía trên một vùng sơn mạch đỏ thấm, sau mấy cái chấp động bỗng nhiên hạ xuống một sơn cốc nhìn rất bình thường phía dưới. Trong sơn cốc, trên một bình đài trống trải có năm nam nữ ngồi ngay ngắn, dung mạo quần áo và trang sức khác nhau. Một bé gái nhìn như chỉ 7-8 tuổi, một lão giả có làn da màu bích lục, một đôi vợ chồng trung niên tầm 30 tuổi, cuối cùng là một đại hán trên người đầy hoa văn màu bạc. Đạo cầu vồng trên không trung xoay quanh một cái rồi hạ xuống trung tâm bình đài một cách vô cùng chuẩn xác, Hàn Lập chậm rãi bước ra từ trong đó. Ánh mắt Hàn Lập quét qua những người khác ở đây, mỉm cười, cũng khoanh chân ngồi xuống ngay chỗ cách bé gái không xa. Những người này ở đây chẳng có chút ngạc nhiên nào với việc Hàn Lập xuất hiện, tất cả đều trầm mặc ngồi bất động tại chỗ. Không lâu sau, tiếng phá không phía chân trời vừa vang lên, cùng lúc đó đã có một đạo cầu vồng năm màu bắn tới. Đạo cầu vồng này cũng chỉ chấp động mấy cái đã tới trên không trung sơn cốc, hào quang thu vào, trong đó hiện ra một nữ tử xinh đẹp mặc áo xiêm nhiều màu. Nữ tử từ không trung dần dần hạ xuống bình đài, thần sắc lạnh như băng giò xét trái phải một phen, sau đó cũng tìm một nơi không có người ngồi xuống. Nhân số đã đẽ rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu trao đổi đi thôi. Chư vị nếu không có ý kiến, vậy lão phu trước tiên thả con săn sắt, bắt con cá rô a. À. Lão giả có làn da màu bích lục sau khi thấy nữ tử ngồi xuống liền chậm rãi đứng dậy mở miệng. Nếu đạo hữu đã nguyện ý lên trước, vậy cứ tự tiện là được. Trao đổi như thế này, đương nhiên trước sau cũng giống nhau cả. Mấy người khác, kể cả Hàn Lập đều không có ý kiến phản đối, hoặc trực tiếp mở miệng đồng ý, hoặc lặng yên không nói gì. Vì vậy lão giả cũng không khách khí nữa, tay áo run lên, một chỗ chính giữa bình đài lập tức nổ vang, một bàn đá hình chữ nhật phát ra ánh sáng trắng lăng không hiện ra trên mặt đất, sau đó bàn tay lão khẽ đảo, tức thì linh quang nổi lên, liên tiếp hơn 10 đồ vật vững vàng rơi xuống mặt bàn. Ánh mắt hàn lập tập trung vào đó, cũng nhìn rõ ràng bộ dáng những vật này. Ngoại trừ mấy thứ chứa trong hộp ngọc, hộp gỗ, phần lớn những vật khác đều là bảo vật linh giới quý hiếm khó gặp, trong đó có mấy vật thậm chí hắn cũng không thể phân biệt được. Mấy loại vật phẩm này của ta phải đổi lấy vạn niên âm tủy, hiên viên mộc, cửu khiếu linh thúy, đương nhiên nếu có huyền thiên tàn bảo, loại đồ vật bực này, lão phu cũng tuyệt đối sẽ làm cho người trao đổi thỏa mãn. Lão giả dùng ngón tay điểm nhẹ mở mấy hộp gỗ ra, sau đó không chút hoang mang nói. Những người khác sau khi xem hết những thứ trên bàn đá, hoặc mặt không biểu tình, hoặc trao mày, nhưng không ai lập tức mở miệng nói câu gì. Sao, những vật này của lão hủ đều không lọt vào mắt mấy vị đạo hữu ư? Nếu đã như vậy, tại hạ lập tức thu hồi lại, để vị đạo hữu kế tiếp lên đi lão giả chờ đợi một lát thấy vẫn chưa có người nào có ý tứ muốn trao đổi lúc này mới có chút không kiên nhẫn nói đạo hữu làm gì phải nóng vội như thế hiên viên mộc nơi này ta cũng có một khối chỉ có điều không biết có vừa lòng đạo hữu hay không nghe xong lời nói của lão giả đúng là bé gái trông có vẻ nhỏ tuổi nhất kia mở miệng thanh âm non nớt vô cùng bàn tay bé nhỏ khẽ vẫy một cái lập tức một khối đen xì bay vút ra trên mặt lão giả hiện lên vẻ vui mừng khoát tay mau chóng lăng không hấp khối đồ vật kia tới, sau khi dùng mắt kiểm tra một chút lại lộ ra vài phần thất vọng. Khối hiên viên mộc này niên đại có chút chưa đủ, hơn nữa thể tích cũng hơi nhỏ. Đạo hữu định dùng nó đổi lấy vật gì? Lão giả cẩn thận tự định giá thoáng một cái, sau đó vẫn mở miệng dò hỏi. Ta định dùng khối hiên viên mộc này đổi lấy một viên thái ất đan trên bàn. Bé gái dùng ngón tay chỉ một cái hộp ngọc nào đó trên bàn, không khách khí trả lời. Một viên thái ất kim đan, giá trị cũng là không khác lắm ta đổi, lúc này lão giả không chút do dự đáp ứng. Bé gái nhếch miệng nhỏ lên, một ngón tay chỉ lên bàn đá ngoắc một cái, một viên đan dược màu vàng lập tức bay lên, tự động bay tới chỗ bên cạnh bé gái. Bé gái giơ tay bắt lấy viên đan dược, sau khi thu hồi liền điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, lần nữa xếp bằng ngồi xuống. Ta cảm thấy có phần hứng thú với ngọc khuyết này, dùng một lọ uế âm dịch tương tự vạn niên âm tủy trao đổi, đạo hữu thấy sao? Có người mở đầu, Nam tử trong đôi vợ chồng kia rút cuộc cũng mở miệng nói. Có thể, lão giả chỉ suy nghĩ một chút liền gật đầu đồng ý. Tiếp theo, những người khác cũng lục đục bắt đầu trao đổi, sau một hồi, kết quả là hơn phân nửa những đồ vật trên bàn đều bị thuận lợi đổi đi. Hàn Lập cũng từ đó đổi lấy một loại tài liệu giống như vàng nhưng không phải vàng, giống như đá nhưng không phải đá. Sau khi lão giả hỏi lại ba tiếng, xác định chính xác không còn ai nguyện ý trao đổi nữa, mới có vài phần thỏa mãn thu lại những tài liệu còn thừa trên bàn đá tiếp theo không biết vị đạo hữu nào nguyện ý lên trao đổi. Không biết là ai lười biếng hỏi một câu, nếu không có ai tranh chấp, tại hạ xin phép lên trước vậy. Ánh mắt Hàn Lập chấp động vài cái, sau đó liền mỉm cười đứng lên, nói. Bốn tháng sau, trên một hồ nước khổng lồ, một chiếc thuyền cực lớn màu vàng kim óng ánh đang trôi nổi, gần trăm tên vệ sĩ người mặc áo giáp màu bạc đang đi đi lại lại tuần tra vùng phụ cận. Trên tầng cao nhất của thuyền lớn, trong một đại sảnh tráng lệ, Hàn Lập đang ngồi đối diện một lão giả mặc trường bào màu vàng kim. Sau lưng lão giả còn có một gã thiếu niên mặc ngân sam, sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe miệng đang nở nụ cười, đúng là phàn bào tử đã mời Hàn Lập đến Long Đảo. Nói như vậy, Hàn Đạo Hữu cần xem trước đồ vật lão phu lấy ra trao đổi một chút, mới có thể quyết định có mang viên chân hồn đan ra trao đổi hay không. Lão giả mặc trường bào màu vàng, trên đầu có sừng tím tương tự phàn bào tử, khuôn mặt vuông vức, hai hàng lông mày giống như kiếm, vừa mới mở miệng đã khiến cho người ta một loại cảm giác không giận mà uy. kim trưởng lão thứ lỗi. mấy tháng này, hàn ngỗ cũng đã đi qua hơn phân nửa long đảo, hơn nữa cũng đổi được một ít tài liệu chân quý trong tay mấy vị đạo hiếu, thu hoạch có thể nói là cực kỳ lớn. nhưng nếu nói có đồ vật có hiệu quả như chân hồn đan, lại thật sự chưa từng thấy qua. cho nên tại hạ cũng cảm thấy thập phần hứng thú với đồ vật mà kim tiền bối xuất ra. hàn lập rất bình tĩnh trả lời lão giả mặc áo bào màu và ngồi đối diện chính là kim đại trưởng lão của tộc chân long hắc hắc đạo hữu muốn như vậy cũng là chuyện đương nhiên kỳ thật lão phu đổi lấy viên chân hồn đan này đối với tộc chân long chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn mà là vật chuẩn bị dùng để hoàn lại một đại nhân tình của một vị lão hữu năm đó đã từng thiếu nợ về phần đồ vật dùng để đổi lấy chân hồn đan tuyệt đối sẽ làm cho hàn huynh thỏa mãn phan bao tử người lấy đồ vật đó ra đi kim trưởng lão nghe vậy trên mặt không hề lộ ra vẻ mặt mất hứng, ngược lại còn mỉm cười quay lại phía sau phân phó một tiếng. chương 2439, trao đổi, hội nghị. Phan bao tử mỉm cười, tay áo run lên, một cái hộp ngọc màu đỏ như lửa to cỡ bàn tay bay ra, bên ngoài được dán một lớp phù lục màu vàng kim, gần như là bao phủ hơn một nửa hộp ngọc. Hộp ngọc vừa hiện ra, chấp động một cái lập tức đã bay thẳng đến chỗ hàn lập. Ánh mắt hàn lập lóe lên, cánh tay sau khi mơ hồ một cái đã chộp được hộp ngọc này vào tay, ngón tay vừa điểm vào hộp ngọc lập tức toàn bộ phù lục rơi xuống nắp hộp thình lình mở ra bên trong hiện ra bảy cái lân phiến có màu sắc khác nhau tất cả chúng đều mơ hồ tản ra uy áp cực kỳ kinh người đây là hàn lập trông thấy vậy thì cũng vô cùng kinh ngạc hàn đạo hữu cứ tự mình đánh giá sẽ hiểu phàn bao tử giang rộng hai tay ra vẻ cứ để tùy hàn lập muốn làm gì thì làm trong lòng hàn lập có đôi chút nghi hoặc nhưng ngược lại cũng không sợ đối phương thi triển thủ đoạn gì cổ tay hàn lập lắc nhẹ một cái lân phiến màu lam nhạt từ trong hộp bay ra, chuẩn xác rơi vào trong bàn tay của hắn. Khi ngón tay vừa tiếp xúc với miếng lân phiến này, sắc mặt Hàn Lập lập tức biến đổi, dường như cảm nhận được cái gì, lập tức đem miếng lân phiến đó dán lên trên trán rồi nhắm hai mắt lại. Thời gian chậm chậm trôi qua, thân sắc trên mặt Hàn Lập bắt đầu thay đổi liên tục, lúc thì vô cùng giật mình, lúc thì lại giống như hoảng sợ, cuối cùng thậm chí còn hiện ra vẻ sợ hãi. Ước chừng mất thời gian uống cạn chén trà, Hàn Lập mới ho nhẹ một tiếng gỡ miếng lân phiến trên trán xuống rồi mở hai mắt ra. Hóa ra những miếng lân phiến này đều là Hàn đạo hữu biết là tốt rồi, mấy thứ này đối với người bình thường mà nói đương nhiên là vô dụng, nhưng đối với người một lòng muốn độ kiếp phi thăng mà nói thì giá trị to lớn đến như nào cũng có thể nghĩ được. Dù sao thì không phải bất cứ ai cũng có cơ hội thể nghiệm những cảm thụ về việc độ kiếp phi thăng của người khác. Lão giả áo bào màu vàng bình tĩnh nói: nhưng mà thiên kiếp phi thăng của quý tộc so với những sinh linh khác hẳn là có nhiều chỗ khác nhau mới đúng. Sau khi sắc mặt Hàn Lập thay đổi vài lần mới cẩn thận hỏi. Tuy rằng hơi có chút khác nhau, nhưng tổng quát thì không có gì khác biệt quá lớn. Mà theo Lão Phu biết, ngoại trừ bộ tộc chân Long chúng ta ra thì vào lúc độ kiếp có rất ít kẻ đồng ý để cho người khác ở lại trong vùng lân cận, càng không cần phải nói có thể tận mắt nhìn thấy uy lực chân chính của thiên kiếp phi thăng. Mà loại chân lân lưu ảnh thuật này cũng là một thiên phú thần thông đặc biệt của long tộc chúng ta, những người khác không thể nào làm giống như vậy được, dưới uy lực của thiên kiếp căn bản là không có khả năng thành công. Trong những miếng lân phiến này có người độ kiếp thành công, cũng có người trực tiếp bị hủy diệt dưới thiên kiếp, tin rằng đối với hàn đạo hữu thì tầm quan trọng hẳn là không kém chân hồn đan. Kim trưởng lão vân vê tròm dâu, vô cùng tự tin. Những miếng lân phiến này hẳn là một loại đồ vật tiêu hao không thể sao chép được nếu không thì tiền bối cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy. Hàn lập tiếp tục kiểm tra những cái vải này một chút, rồi có vẻ hơi giật mình mà hỏi. Ha ha, Hàn đạo hữu thật không hổ là cường giả đã từng chém giết tiên nhân. Những cái vải này đích xác là không thể sử dụng vĩnh viễn, mỗi một cái chỉ có thể sử dụng ba lần, khi số lần đã hết thì nó lập tức tự động tiêu hủy. Về phần thuật sao chép, trong tộc cũng chỉ có một mình trưởng lão là ta biết mà thôi. Nếu không thì đồ vật bực này lão phu sao dám mang ra đổi lấy thứ khác chứ lão giả áo bào màu vàng hề có chút bất ngờ nào, mà ngược lại thừa nhận rất thản nhiên. Nếu chỉ có thể sử dụng 3 lần, tác dụng thực sự có thể sẽ bị giảm đi không ít, đổi lấy chân hồn đan, thật có chút không đủ rồi. Hàn Lập rất bình tĩnh nói, bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm, nếu như mấy thứ này không đủ, lão phu còn có một lọ kim tang dịch vạn năm. Linh dịch này chẳng những bản thân vô cùng thần kỳ, lại càng là vật chủ chốt để luyện chế nhiều loại đan dược trong truyền thuyết, ngay như là trên long đảo cũng không có nhiều lão giả áo bào màu vàng không chút do dự nói thêm một câu. Kim tang dịch vạn năm, thêm vào loại linh dịch này, biết thật là cũng đủ rồi. Tốt, hàn mỗ trao đổi, lúc này đây hàn lập không suy nghĩ thêm gì nữa, vừa mới nghe tên kim tang dịch thì lập tức đáp ứng. Tuy rằng chân hồn đan có thể làm lớn mạnh lực lượng tinh thần, giúp nó ngưng kết thêm một tầng, nhưng nếu tính về mặt thực dụng thì đối với hắn mà nói thật đúng là không bằng những miếng lân phiến có ghi lại quá trình độ kiếp phi thăng của long tộc này. Huống chi chúng nó có thể sử dụng mấy lần, cũng đủ để cho những người thân của hắn hưởng được đôi chút ích lợi. Như vậy thì một viên chân hồn đan không thể nào sánh bằng. Đương nhiên nguyên nhân ở đây cũng là vì trong tay hắn còn có hai khỏa chân hồn đan, nếu không cũng sẽ không dễ dàng quyết định như vậy. Lão giả áo bào màu vàng thấy Hàn Lập đồng ý nhanh như vậy thì có chút bất ngờ, trong lòng hơi nao nao, nhưng cũng cũng lộ vẻ vui mừng mà nói. Đạo hữu quả nhiên là người hào sảng, chẳng trách phàn bào tử ngay khi gặp đã gửi thiệp mời, chắc chắn rằng trong đạo quả đại hội đạo hiếu cũng sẽ có thu hoạch. Vừa nói, tay hắn cũng khẽ động, trong lòng bàn tay lập tức có thêm một cái bình nhỏ màu vàng kim, bàn tay run nhẹ một cái, bình nhỏ đã bay về phía Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập hơi run lên đã cuốn chiếc bình nhỏ ấy vào bàn tay, sau khi mở nắp bình ra thì dùng thần niệm cũng dò xét vào bên trong, rất nhanh đã gật đầu thu lấy. Tiếp đó một cánh tay khác của hắn hơi động, một cái hộp gỗ lớn cỡ bàn tay bỗng nhiên hiện ra, hắn búng nhẹ ngón tay một cái. Vèo một tiếng, Hộp gỗ đã bay thẳng về phía đối diện, lão giả áo bào màu vàng nâng tay khẽ vẫy, hộp gỗ liền run lên rồi vững vàng dừng lại ở bên cạnh, tiếp đó không thấy lão giả này có động tác gì, nhưng nắp hộp lại tự động mở ra, lộ ra một viên đan dược màu vàng kim. Hai mắt lão giả nhíu lại, nhẹ nhàng ngửi một chút, trên mặt liền lộ ra vẻ thỏa mãn. Ha ha, quả nhiên là chân hồn đan, vậy là ta đã có thể trả lại cho tên lão hữu kia một cái công đạo rồi. Thời gian sau đó, Hàn Lập cũng không nói thêm gì với vị đại trưởng lão chân long tộc này, chỉ sau vài câu khách khí liền cáo từ rời đi. Đương nhiên Phàn Bào Tử cũng lẳng lặng mà rút lui. Ngày đó mặc dù là lần đầu ta thấy Hàn Đạo Hiếu thần du vạn dặm nhưng đã đoán được rằng Đạo Hiếu chắc chắn sẽ không phải là cường giả bình thường, nhưng cũng không ngờ được mới mấy năm không gặp, Đạo Hiếu đã tạo dựng được thanh danh lớn như vậy. Chẳng những chém giết được tên minh trùng mẫu có thanh danh hiển hách, thậm chí lại còn chém chết được cả một tên chân tiên trên tiên giới giáng xuống. chậc chậc đáng tiếc sự việc cỡ này phàn mỗ lại không có duyên tham dự. Trong hư không cách xa kim sắc cửa thuyền hơn trăm dặm, phàn bào tử đang nửa thật nửa giả nói với Hàn Lập. Hàn Mỗ cũng là dựa vào rất nhiều ngoại lực, dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể làm được việc này. Nếu lặp lại lần nữa thì Hàn Mỗ không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ngược lại ta thật không ngờ rằng sự kiện đạo quả đại hội này lại là chuyện rất có tiếng tăm, chuyện ngày đó tặng thiết mời có thể nói là tại hạ đã nhận một cái nhân tình không nhỏ của đạo hữu rồi hàn lập mỉm cười trả lời ha ha việc đó thì tính làm gì ngày đó ta nhìn hàn huynh rất vừa mắt nên mới làm như thế nếu đổi lại là một người khác ta sẽ không làm vậy phiên bao tử cười ha ha ra vẻ không quan trọng nói cho dù thế nào đi nữa thì đối với ta lần đạo quả đại hội này có ích không nhỏ thậm chí là không có được đạo quả thì chuyến đi này cũng không tệ hàn lập nghiêm sắc mặt ô nói vậy thì đối với chuyện tranh đoạt đạo quả mấy tháng sau chắc là Hàn Đạo Hữu đã có kế hay rồi. Lần này cường giả nhận lời mời đến Long Đảo tuy rằng không ít, nhưng có thể thực sự cùng Đạo Hữu đánh đồng thì chỉ sợ không được mấy người. Huống hồ, ta nghe nói nhà đầu Điền Phi Nhi kia dường như trước đây đã từng nhận một cái nhân tình không nhỏ từ ngươi, lần này lại là một trong những chấp sự của đại hội. Sau khi con mắt của Phàn Bào Tử xoay một cái, như cười như không nói. Khổ, lời này của Phàn Huynh có hơi quá mức thổi phồng A, hiện tại cường giả hội tụ trên Long Đảo Đông Đúc, nhưng có ai thực sự can đảm nói rằng mình nhất định đoạt được một quả đạo quả và lại Hàn Mẫu cũng chỉ mới gặp mặt Điền Tiên Tử hai lần mà thôi Hàn lập ho nhẹ một tiếng trả lời vô cùng hàm hồ Phàn Bào Tử cười hắc hắc một tiếng vẻ mặt lộ vẻ không tin nhưng cũng không có hỏi tiếp mà lại chuyển sang đề tài khác có vẻ hứng thú hỏi đến sự kiện Minh Trùng chi mẫu và vị chân tiên dáng thế mã lương hai vấn đề này ngược lại cũng không có gì lớn để giấu giếm sau khi nghe Hàn lập trả lời toàn bộ Phàn Bào Tử vô cùng thích thú sau nửa canh giờ, một mình phàn bào tử quay về kim sắc cự thuyền, còn Hàn Lập thì đã biến mất tâm hơi. Nửa tháng sau, trong một cái sơn động cực kỳ bí ẩn, Hàn Lập đang dán một cái ngọc giản màu trắng trên trán, ánh mắt chấp động không ngừng. Phong Nguyệt Trân Quân, tiến giai đại thừa năm vạn năm, người của Diêm Đô Giới, am hiểu ngũ nhạc huyền công. Thiên Tước Tử, tiến giai đại thừa ba vạn năm, người của huyền vị giới, tinh thu 36 loại độc công, có thể giết chết cùng giai một cách vô hình, tuyệt đối không thể để người này tiếp cận bản thân trong vòng trăm trường. Bát nhã tán nhân, tiến giai đại thừa 6 vạn năm, người của Linh La Giới, chủ tu ba loại đại thần thông Phật môn, sở tu La Hán Kim Thân gần như đại thành, đã từng lấy sức lực một người, trong vòng một ngày chém giết ba gã ma tu đại thừa. Những tin tức này nhất nhất hiện lên trong thần thức của Hàn Lập, nhưng mà gương mặt hắn lại không có chút biểu cảm nào. Ba tháng sau đó, đúng là ngày đạo quả đại hội chính thức bắt đầu, sau khi bộ tộc chân Long cử hành một phen nghi thức thật lớn, trong một mảnh không gian cấm chế rất lớn chỉ có long tộc mới có, sự kiện tranh đoạt đạo quả đã bắt đầu. Ở một mảnh rừng rậm cao vút trong mây, Hàn Lập ở dưới những tảng cây đang phi hành về phía trước một cách chậm chậm cách mặt đất ba thước. Bỗng nhiên vài cây đại thụ trong khu vực lân cận chợt mơ hồ một cái, phân biệt biến thành vài tên cự nhân giữ tợn cao trăm trượng, toàn thân xích lõa đầu trần, tràn ngập sát khí, hơn 10 cái cánh tay dương lên lập tức có vô số lôi hỏa xanh biếc điên cuồng ập xuống. Tiếng nổ ầm ầm đồng loạt vang lên. Những quyền ảnh rậm rạp, phát ra từng chùm tia sáng màu xanh biếc chói mắt cũng từ trong tay những cự nhân này đánh nhanh xuống, trong lúc nhất thời cả phiến hư không giống như đều bị chèn ép dập nát. Tới tốt lắm, Hàn Lập thấy vậy cũng không lộ ra vẻ giật mình, ngược lại sau một tiếng cười lạnh, một chân đột nhiên giẫm mạnh xuống. Oanh một tiếng, bên dưới lập tức có vô số kiếm khí màu xanh biếc phóng nhanh ra, chém tan hơn phân nửa quyền ảnh cùng lôi hỏa, sau đó kim quang lại chợt lóe lên, một cỗ ma thần ba đầu sáu tay cao cả ngàn trượng từ trong rừng rậm xông ra sáu cánh tay xoay múa thật nhanh giống như bánh xe, nhất thời một vòng ánh sáng màu vàng kim minh mông cuồn cuộn hiện ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ những quyền ảnh còn thừa kia. Di, nhất thời, một thanh âm giật mình vang lên ở trên một cây cây đại thụ cách xa vài dặm, lúc này sáu con mắt của ma thần ba đầu nhanh như điện đảo qua, đột nhiên cái đầu ở giữa mở to miệng phun ra một quả cầu ánh sáng màu xanh thấm, bên trong mơ hồ bao vây một cái bình nhỏ màu xanh cao vài tấc. Phạm nhân sắp kết thúc. Một ít bạn đọc bởi vì cơ duyên viết sách bình luận mà bắt đầu bước vào con đường sáng tác, chúc phúc cho bọn hắn. Chương 2440, đắc quả lấy được quả. Bình nhỏ chỉ hơi đón gió quay tít một vòng rồi bỗng nhiên lóe lên, không một dấu hiệu biến mất khỏi vị trí cũ. Sau một khắc, phía trên không trung của rừng rậm cuồng phong gào thét, từng đám linh vân năm màu cuồn cuộn tuôn ra. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, một cái miệng bình che khuất cả bầu trời đột nhiên hiện ra từ trong đám linh vân năm màu mới chỉ hơi hướng xuống phía dưới một chút, từ đó đã tuôn ra vô số phù văn màu xanh sẫm. Những phù văn này vừa mới bay ra khỏi miệng bình đã lập tức ào ào nổ tung hóa thành từng đoàn thanh khí. Trong thoáng chốc, một cỗ pháp tác chấn động cực kỳ to lớn lập tức bao phủ khắp cả đại địa. Từng tràng âm thanh oanh long long ầm ầm vang lên, cả bầu không khí như khẽ run lên, vô số cây cối bùn đất như thủy triều phóng thẳng lên trời. Mới bắt đầu chẳng qua chỉ là một vài cây cối cùng với từng khối bùn hình cầu, nhưng trong nháy mắt lập tức đã hóa lớn thành cả mảnh rừng rậm cùng với cả khối đất đai. Không cần biết là bao nhiêu thứ nhưng cứ mỗi lần khoảng nghìn trượng xung quanh bị miệng bình hút vào, tất cả cùng lập tức ầm ầm chấn động hóa thành bột phấn, đều bị khẽ hấp thu hầu như không còn lại chút gì. Trong hư không chu vi ngàn dặm xung quanh, nhất thời tất cả đều trở nên mơ hồ vặn vẹo, đều bị một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt bao phủ vào trong, mặt đất tức thì hiện ra một cái thung lũng cực lớn đen xì, dưới đáy vô cùng nhẵn bóng, không có một chút cây cỏ nào hết vẫn còn đang có chiều hướng lan rộng ra trông vô cùng quỷ dị một tiếng gầm phẫn nộ vang lên một đoàn ánh sáng màu trắng đột nhiên xông ra từ một chỗ bùn đất nào đó dưới thung lũng sau một cái chấp động liền biến thành một con voi khổng lồ cao hơn ngàn trượng con voi khổng lồ này toàn thân như tuyết trắng long lanh sau lưng lại có thêm một cặp cánh bằng lửa màu đỏ tím chỉ hơi vỗ nhẹ một cái lập tức nổi lên từng vòng lôi hỏa màu tím hùng hổ bắn thẳng đến chỗ hàn lập hóa ra là thiên tượng tôn giả thần nào lại có được thần thông hóa mộc phi linh. Hàn lập vừa thấy phi tượng màu trắng, đồng tử có chút co rụt lại, nhưng một ngón tay chỉ hơi điểm nhẹ vào miệng bình trên không chung một cái, miệng niệm chú nhưng không phát ra chút âm thanh nào. Phanh một tiếng, miệng bình cực lớn lại hơi lóe lên ánh sáng màu xanh, một vật gì đó mơ hồ từ đó bắn ra. Con voi khổng lồ màu trắng gào lên một tiếng thảm thiết, trên người đột nhiên quỷ mị hiện ra một cái xiềng xích màu xanh sấm, cũng chỉ hơi mơ hồ một cái đã cứng rắn trói chặt hắn lại hai cánh con voi khổng lồ điên cuồng vỗ đập, một tầng ánh sáng màu trắng óng ánh lưu chuyển bất định trên toàn thân, từng cỗ sóng khí kinh người điên cuồng tuôn ra, nhưng xiềng xích màu xanh sẫm lại vẫn cứ như giỏi bám vào xương quấn quanh người hắn, chỉ hơi mơ hồ trong không trung một cái đã lại cứng rắn chó chặt. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, con voi khổng lồ lập tức vỡ tan ra giống hệt từng mảnh gốm sứ vỡ vụn, từ đó hiển lộ ra một gã tăng nhân trung niên trên người mặc áo cà sa màu trắng. Tăng nhân này diện mạo cực kỳ thanh tú, nhưng giờ phút này vẻ mặt lại tràn đầy kinh hoàng thời điểm trông thấy xiềng xích thoáng cái lại siết chặt vào hắn lập tức cắn răng một cái tay áo run lên thoáng cái đã rút ra một lưỡi dao kỳ quái dài nhỏ màu đỏ như máu sau khi lóe lên một cái đã hung hăng chém mạnh lên trên xiềng xích oanh một tiếng một cỗ huyết quang tanh tưởi nồng đậm cuồn cuộn tỏa ra khắp nơi trên bầu trời bỗng hiện ra một đóa hoa màu đỏ như máu cực kỳ chói mắt hầu như bao phủ trọn cả thân hình tăng nhân vào bên trong nó nhưng xiềng xích màu xanh sẫm vẫn cứ bình yên vô sự chuyển động cực nhanh bên trong đóa hoa màu máu đó sau khi mơ hồ một cái lại lần nữa vững vàng chó chặt tăng nhân lại cùng lúc đó ở vùng hư không xung quanh hiện ra từng mảng ánh sáng màu xanh sau khi tụ lại ở chính giữa lập tức tạo thành một đạo vòi rồng màu xanh mịt mờ phóng thẳng lên trời một cỗ sức lực mạnh mẽ không thể tin nổi từ đó tuôn ra lập tức xé nát đóa hoa màu máu thành vô số mảnh nhỏ tiếp theo một mảnh ánh sáng óng ánh ở bên trong vòi rồng bỗng nhiên hóa thành vô số lưỡi dao cuồn cuộn chém tới tăng nhân đang đứng ở trung tâm. Mỗi một lưỡi dao này đều mỏng như tờ giấy, mặt ngoài trải rộng một tầng linh văn màu xanh sấm quỷ dị, đồng thời khí tức pháp tắc từ đó cũng nhàn nhạt, nhạt phát ra. Thần niệm của tăng nhân bị trói khẽ đảo qua những lưỡi dao này, sắc mặt thoáng cái tái nhợt không còn giọt máu, không đợi cho chúng chém tới đã lập tức hét lớn. Dừng tay, bần tăng nhận thua, chủ động nguyện ý đưa ra đạo bài. Vừa dứt lời, hắn liền vội vàng há miệng ra, phun ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Chú ngữ trong miệng hận lập lập tức dừng lại, sau khi ánh mắt khẽ liếc qua tấm lệnh bài màu bạc nhạt một cái, mặt không biểu tình nói. Một cái, những cái khác đâu rồi, nếu như đại sư không chịu giao ra toàn bộ, thì đừng trách tại hạ thật sự ra tay vô tình, bạn đang đọc truyện tại. Được rồi, ta giao toàn bộ ra đây, gặp phải người mạnh mẽ như đạo hiếu, xem như bần tăng xui xẻo vậy, chỉ có thể hoàn toàn rút lui khỏi cuộc tranh đoạt này. Tăng nhân trung niên nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, sau một thoáng cân nhắc, đành cười khổ một tiếng nói. Tiếp theo hắn lại há miệng phun ra hai tấm lệnh bài màu bạc nhạt nữa. Lúc này đây, ngay khi hai khối lệnh bài vừa mới thoát khỏi sự khống chế của tăng nhân, lập tức không gian phía dưới hắn chấn động, một tòa quang trận năm màu lăng không hiện ra. Quang trận này chỉ hơi chuyển động xoay tròn một cái đã lập tức cùng với gã tăng nhân lóe lên biến mất không còn tung tích. Tại chỗ cũng chỉ để lại ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cùng với một cái xiềng xích màu xanh sẫm. Hàn Lập trông thấy cảnh này thì không ngạc nhiên chút nào, ngược lại sau khi khẽ cười một tiếng thì đưa tay đánh ra một chiêu. Sau một tiếng phốc, xiềng xích màu xanh sẫm cùng miệng bình đang ở trên không trung, tất cả đều mơ hồ một cái rồi biến mất không thấy gì nữa, màn sáng màu xanh lá ở bốn phía cùng mây đen trong không trung cũng tán loạn rồi biến mất, một cái bình nhỏ màu xanh lá từ trên cao từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, ba khối lệnh bài màu bạc nhạt cũng run lên tự bắn thẳng về phía Hàn Lập. Tay áo Hàn Lập vung lên, ánh sáng óng ánh màu xanh lập tức cuốn đến trước người hắn, lệnh bài màu bạc nhạt cùng chiếc bình nhỏ màu xanh lá thoáng cái đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau khi thân hình hắn khẽ động, lập tức hóa thành một đạo thanh hồng phóng thẳng lên trời, sau khi độn quang chớp động vài cái đã thoát khỏi phiến khu vực này. Một lát sau, vài đạo độn quang từ những hướng khác chợt bay tới, sau khi dùng thần niệm từ xa quét đến nơi này một lượt thì đều cẩn thận rời đi mỗi người một hướng. Mấy ngày về sau, trên không trung một mảnh sa mạc màu đỏ thấm quỷ dị. Hàn lập biến thành cự viên ba đầu sáu tay màu vàng kim, một quyền hư không đánh cho một con cự trùng giữ tợn dài hơn trăm trượng nát bấy, từ bên trong thân thể kia không ngờ lại rơi ra một khối lệnh bài màu bạc nhạt. Sau khi cái đầu ở giữa của cự viên khẽ hút khối lệnh bài màu bạc nhạt vào trong miệng thì lập tức thu lại pháp tướng biến thân, khôi phục hình người bay lên không rời đi. Nửa tháng sau, phía trên một mảnh hải dương minh mông bát ngát. Hàn Lập cùng một lão giả mặc áo bào màu vàng, một vị phu nhân mặc áo bào màu hồng, đang đứng đối lập với nhau từ xa tạo thành hình tam giác. Thần sắc hai người kia đều ngưng trọng, duy chỉ có nét mặt Hàn Lập là không chút biểu tình. Ở chỗ giữa ba người, một đầu cửa kình thân dài ngàn trượng màu vàng lăng không lơ lửng tại đó, trên người trải rộng các loại vết thương, khí tức như có như không, bộ dáng như đang hấp hối. Huyến thú này khó chơi như vậy, khẳng định là không chỉ có một khổi lệnh bài bên trong cơ thể. Mà xem ra hai vị đạo hiếu cũng không có ý định rời khỏi đây, đã như như vậy thì hai người cũng không cần phải đi nữa, thu hoạch của các người cũng để luôn lại tại đây đi. Cuối cùng Hàn Lập cũng mở miệng, nhưng thanh âm lại băng lạnh thấu xương, làm cho người ta nghe xong phải kinh hãi. Thần thông của các hạ mặc dù hơn người, nhưng muốn lấy một địch hai, cũng không tránh khỏi là quá xem thường ta cùng hoa dung phu nhân. Kể ra thì hai người tại hạ cũng muốn thử tranh đoạt cùng với đạo hiếu. Nội tâm của lão giả mặc áo bào màu vàng chợt dùng mình, nhưng lại hừ lạnh một tiếng nói. Vừa dứt lời, hai tay của hắn lư không đánh ra một chảo, xung quanh mình hiện ra một thanh kiếm rất lớn đen như mực cùng với một bảo tháp màu xanh biếc. Cự kiếm màu đen như mực chỉ hơi rung động, lập tức tạo thành một trận bão cát màu đen đầy trời cuốn đến. Còn bảo tháp màu xanh biếc ngay sau khi được tế ra, tức thì đón gió nhoáng một cái hóa thành gần giống một ngọn núi khổng lồ, dưới đáy phát ra từng tầng hào quang diễm lệ bay thẳng xuống dưới chỗ hàn lập. Phu nhân mặc áo màu hồng bên cạnh tức thì không nói hai lời, một tay bấm niệm pháp quyết, từng luồng hỏa diễm màu đỏ thấm từ bên ngoài có thể phóng thẳng lên trời, sau khi xoay tròn tại chỗ, lập tức biến thành một con phượng hoàng lửa cực lớn màu đỏ thấm. Sau khi phượng hoàng này ngẩng đầu gáy một tiếng, hai cánh đột nhiên vỗ nhẹ, lập tức mang theo biển lửa cuồn cuộn sông tới phía trước. Tới hay lắm, Hàn lập tức thì quát khẽ một tiếng, một tay vung lên, ba tòa núi nhỏ màu sắc khác nhau bỗng nhiên hiện ra phía trước người, nhoáng một cái đã che chắn cho Hàn lập ở phía sau, đồng thời tay kia cũng đánh ra một trường, chiếc bình nhỏ màu xanh lá thoáng cái hiện ra, bạn đang đọc truyện tại. Miệng hắn lẩm bẩm vài tiếng, rồi ném chiếc bình nhỏ màu xanh lá lên không trung. Một tháng sau, trung tâm của một không gian thần bí, trên một đài cao ở tầng mây cao vút, mấy tên trưởng lão long tộc đang đứng tại đó quay về một hướng khác ngắm nhìn cái gì đó. Bỗng nhiên từ xa hiện lên một đạo độn quang, một đạo thanh hồng chói mắt bay thẳng đến đó, chỉ sau vài cái chớp động đã bay tới lên trên đài cao, sau khi độn quang thu vào, một bóng người nhẹ nhàng hạ xuống, vừa vặn xuất hiện trước mặt mấy vị trưởng lão long tộc. Người này đúng là Hàn Lập, sau khi ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện một lượt, lập tức dừng lại trên người một lão già mặc áo bào màu vàng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Ha ha, quả nhiên Hàn Đạo Hiếu là người đầu tiên kiếm được đủ đạo bài, đi đến đạo đài chi nhân. Lão già mặc áo bào màu vàng cười ha hả nói, kim tiền bối khen chật rồi, tại hạ cũng là do may mắn mới có thể gom góp đủ đầy đủ đạo quả lệnh bài nhanh như vậy kính xin mấy vị trưởng lão nhìn xem, số lượng đã đủ hay chưa? Hàn lập trả lời, tay áo khẽ động, lập tức trên trăm khối lệnh bài màu bạc nhà từ đó bay thật nhanh ra, tất cả đều vững vàng lơ lửng trước mặt mấy người trưởng lão long tộc. Ân, tổng cộng 108 khối, những thứ này đủ để đổi lấy một quả quảng linh đạo quả rồi. Phong trưởng lão, mau lấy ra một đạo quả giao cho Hàn đạo hiếu. Sau khi thần niệm của kim trưởng lão khẽ quét qua số lệnh bài này thì hơi khẽ gật đầu, Thập phần dứt khoát quay sang nói với một gã nam tử trung niên mặc áo bào màu trắng khác. Nam tử mặc áo bào trắng nghe vậy khẽ cười một tiếng, một tay đưa vào trong tay áo tìm lấy ra một cái hộp trắng ngoãn như ngọc, sau khi đánh pháp quyết khai mở, lập tức lộ ra một linh quả màu đỏ tím ong ánh to bằng nắm đấm. Ánh sáng toàn thân linh quả này phảng phất giống như phỉ thúy, mơ hồ tản mát ra một cỗ khí tức thơm ngát khó diễn tả được thành lời. Hàn Lập đứng cách xa mới chỉ hơi ngửi thấy được, cũng lập tức cảm thấy trong đầu mát lạnh, tai thính mắt tinh. Không hổ là bảo vật được xưng ngàn giới đệ nhất linh quả, quả nhiên không giống bình thường. Hàn Lập không có khách khí đưa tay nhận lấy hộp ngọc, ánh mắt sáng ngời đánh giá vật bên trong một lúc lâu mới hơi cảm khái nói một câu. "Hắc hắc, công hiệu của linh quả này không cần lão phu nói nhiều nữa, chắc hẳn Hàn đạo hữu cũng đã hiểu rõ rồi." "Đáng tiếc loại quả này cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, nếu không nhất tộc chúng ta làm sao có thể cam lòng lấy ra tổ chức thịnh hội đây." "Đúng rồi, quảng linh đạo quả không nên để ở bên ngoài quá lâu." Tốt nhất là hàn đạo hữu nhanh chóng cất kỹ đi thì hơn." Kim trưởng lão lời đầu tiên ngạo nghễ nói, sau đó lại có thiện ý nhắc nhở một câu. "Đa tạ tiền bối chỉ bảo, chẳng qua vãn bối cũng không cần phải phiền toái như vậy." Hàn Lập quay sang Kim trưởng lão khẽ cười, lập tức đưa tay nhấc linh quả từ trong hộp ra, sau đó đưa thẳng vào trong miệng. Sau vài tiếng nhấm nuốt, đã nuốt gọn vào trong bụng không còn dư thừa chút nào. Một màn này lập tức làm cho tất cả trưởng lão Long tộc đang có mặt ở đây đều trở nên trợn mắt há mồm. Hàn Lập lại chép miệng vài cái, bộ dáng như vẫn còn chưa thỏa mãn. Chương 2441, biến đổi của nhân tộc. Hàn đạo hữu, người thật quá nóng vội, vậy mà lại trực tiếp phục dụng đạo quả như vậy. Một hồi lâu sau, Kim trưởng lão mới hồi phục lại tinh thần, có vài phần giở khóc giờ cười nói. Thiên địa linh vật có thể ngộ nhưng không thể cầu như thế, đương nhiên phải sớm vào trong bụng mới an tâm nhất, cũng tránh lộ ra ngoài lại trêu chọc đỏ mắt kẻ khác. Hàn lập mỉm cười trả lời nếu đạo hữu đã sớm có tính toán chúng ta tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa chẳng qua nếu phối hợp quảng linh đạo quả này cùng mấy loại linh vật khác hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút kim trưởng lão than nhẹ một tiếng nói thời gian vạn năm của quảng linh đạo thể có lẽ cũng đủ cho chúng ta sử dụng nếu trong thời gian như vậy mà còn không cách nào làm cho tu vi tăng tiến thêm nghĩ đến cho dù đạo thể này có nhiều thời gian hơn nữa cũng vô dụng nhưng cho dù có nói thế nào lần này vãn bối cũng xem như nhận một lần nhân tình không nhỏ của quý tộc, nếu ngày sau có cơ hội, chắc chắn sẽ báo đáp. Những người khác cũng sắp tới nơi này, hàn mỗ cũng không dừng lại ở đây nữa. Hàn lập vốn đang lắc đầu, thần sắc bỗng nghiêm túc ôm quyền với đám người long tộc, sau đó độn quang bên ngoài thân thể nổi lên, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh ngút trời rời đi. Sau mấy cái chấp động, độn quang liền triệt để biến mất phía cuối chân trời. Không hổ là cường giả đã chém giết tiên nhân, nếu về sau hắn thật sự có thể phi thăng tiên giới, có lẽ sẽ trở thành một tồn tại không thể xem nhẹ. Nam tử long tộc mặc áo bào trắng chật chật tán thưởng một câu. Đúng, nhưng muốn vậy thì kẻ này phải thật sự có thể phi thăng tiên giới mới được. Kim trưởng lão nhìn về hướng hàn lập biến mất, thần sắc lại thoáng có vài phần quỷ dị nói. Lời này của đại trưởng lão là có ý gì? Với thực lực của hắn, bây giờ lại phục dụng quảng linh đạo quả, có lẽ sẽ có cơ hội không nhỏ vượt qua phi thăng chi kiếp. Một thiếu nữ mặc áo bào màu xanh lục, bộ dáng như trưởng lão Long Tộc, có vài phần kinh ngạc nói. Vài tên Long Tộc khác cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Các người cảm thấy thần thức của người này như thế nào? Kim trưởng Lão Vân về tròm dâu, cũng không trực tiếp trả lời, ngược lại cười cười hỏi. Rất cường đại, cơ hồ là tồn tại số một số hai trong đạo quả đại hội lần này. Nam tử Long Tộc mặc áo bào trắng suy nghĩ một chút liền quyết đoán trả lời. Đâu chỉ như thế nếu ta không đoán sai thần niệm lực mà người kia thể hiện ra trước mặt chúng ta chẳng qua chỉ là một phần nhỏ thần niệm chính thức của hắn mà thôi kim trưởng lão cười hắc hắc một tiếng nói điều này sao có thể nói như vậy chẳng phải ngay cả thần niệm lực của ta cũng không thể so sánh với hắn sao kim trưởng lão chẳng lẽ ngươi đã dùng bí thuật kia lặng lẽ dò xét qua kẻ này rồi lúc này đã có người kinh sợ hô lên một tiếng đúng là như thế nếu không lão phu sao có thể nói như vậy được thật vô cùng đáng tiếc Bốn dĩ thần niệm càng mạnh thì càng hữu ích với việc vượt qua phi thăng chi kiếp, nhưng thần niệm lực của hắn quá mức mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua cực hạn thừa nhận của sinh linh giao diện chúng ta rồi. Sau khi ta dùng thiên phú dò xét qua đã phát hiện, thần thức của hắn nhìn qua thì cường đại, nhưng căn cơ lại có tai họa ngầm trùng trùng điệp điệp. Nếu không có kế sách ứng đối thỏa đáng, chỉ sợ mấy trăm năm kế tiếp, ngay cả tính mạng cũng không thể giữ được. Kim trưởng lão ung dung nói, cái gì, thậm chí lại có loại chuyện này nữa sao? không biết bản thân người này có biết tai họa ngầm trong thần thức của mình hay không cho dù hiện tại không biết nhưng tin tưởng qua một thời gian ngắn nữa có lẽ hắn sẽ phát giác ra nhưng đến lúc đó chỉ sợ đã chậm mất rồi đúng vậy loại chuyện liên lụy đến thần niệm lực này quả thực là khó giải quyết nhất lòng tộc chúng ta cũng không thể xuất ra đối sách nào tốt nếu không vừa rồi kim trưởng lão cũng sẽ trực tiếp mở miệng nhắc nhở a à. một đám trưởng lão long tộc sau khi kinh ngạc một phen đều không nhịn được nhao nhao lên tiếng mà đúng lúc này tiếng xé gió nơi chân trời vừa vang lên, một đầu dao long trắng hồng đã xuyên qua hư không hiện ra, bay vụt về phía đài cao. Sau một tiếng nổ vang, một chỗ trước đài cao không xa hiện ra một thiếu niên tuấn tú, phong độ tư thái nhẹ nhàng, áo bào trắng, đai lưng ngọc, đầu đội kim quan, hai tay hạ xuống ôm quyền nói. Hiên viên tộc, hiên viên kiệt, bái kiến chư vị đạo hữu long tộc. Cái gì, là người của tộc thượng cổ hiên viên? Một đám trưởng lão long tộc trên đài cao nghe vậy liền kinh hãi, ánh mắt sáng lên, tất cả đều tập trung trên người thiếu niên, trong lúc nhất thời đã ném tất cả sự việc liên quan đến Hàn Lập ra sau đầu. Một năm sau, Hàn Lập thuận lợi trở về Vô Nhai Hải thuộc nhân tộc, cũng trở lại Thanh Nguyên Cung gặp mấy người Nam Cung Uyển, băng phượng một chút thời gian, kể lại một vài chuyện cực kỳ trọng yếu, sau đó liền lập tức tiến vào trong mật thất cấm chế trùng trùng điệp điệp, bắt đầu bế quan, bạn đang đọc truyện tại. Lần này Hàn Lập bế quan tựa hồ không phải chuyện đùa, sau khi đi vào cũng không thấy xuất quan hiện thân. Thời gian cứ vậy qua đi, trong nháy mắt đã trôi qua 200 năm. Trong thời gian này, nhân tộc đã xảy ra biến hóa kinh người, nghiêng trời lệch đất. Mấy năm sau khi Hàn Lập bế quan, băng phách tiên tử với thân phận lão tổ đại thừa bỗng nhiên quay trở về nhân tộc, ngay lập tức đã hành động toàn bộ tộc quần. Tiếp theo, một tộc và hơn phân nửa các chủng tộc nhỏ yếu phụ cận nhân tộc lần lượt nguyện ý tôn nhân tộc làm chủ, biểu hiện rõ ý định phụ thuộc. Sau đó, Dạ Xoa tộc luôn luôn bất hòa với nhân tộc, đột nhiên buông bỏ khu vực cư trú tiến vào bên trong khu vực man hoang, không biết đã di chuyển đến nơi nào của đại lục. Nhân tộc gặp tình cảnh này, đương nhiên không chút khách khí chiếm cứ phần lớn những khu vực này. Theo đó, không ít dị tộc trên đại lục phong nguyên biểu hiện ra thiện ý với nhân tộc, thậm chí cả phi linh tộc cũng trực tiếp nguyện ý kết minh với nhân tộc. Cơ hồ chỉ trong vòng chưa đến trăm năm, nhân tộc dường như đã trở thành một trong những tộc làm cho người ta chú ý nhất trên đại lục phong nguyên trong nhân tộc không biết từ bao giờ lại lưu truyền một ít công pháp tu luyện đỉnh dai và các loại thần thông bí thuật kinh người. Hơn nữa một ít thiên tài địa bảo vốn chỉ có thể phát hiện ra trong truyền thuyết cũng bắt đầu xuất hiện nhiều lần ở khu vực nhân tộc. Dưới sự kích thích như vậy, không ít tu tiên giả đẳng cấp cao trong tộc vốn bị kẻ tại bình cảnh, cũng trong thời gian ngắn đồng loạt tiến dai thành công. Trong đám hậu bối gần đây càng xuất hiện một vài thiên tài có thể chất tu luyện đặc thù, khiến cho không ít thế lực điên cuồng tranh đoạt. Yêu tộc với tư cách luôn luôn là minh hữu của nhân tộc, Tuy rằng không có được biến hóa long trời lở đất giống như nhân tộc, nhưng thực lực cũng kịch liệt bành trướng giống như được thổi hơi vậy. Sau khi yêu tộc chiếm cứ một vài khu vực nhân tộc không rảnh bận tâm, khu vực khống chế so với trước kia hầu như tăng lên gấp bội. Một vài công pháp thần thông mới xuất hiện, đan dược bảo vật có số lượng không nhỏ cũng từ nhân tộc chảy vào trong yêu tộc, khiến bọn họ cũng được lợi ích không nhỏ. Mà tất cả những điều này, nếu ai có ý cẩn thận truy xét liền có thể phát hiện, ngọn nguồn của toàn bộ những biến hóa đó đều đến từ cùng một nơi. Bất luận là công pháp đỉnh giai hay là những bảo vật đan dược cực kỳ quý hiếm kia, đều xuất hiện đầu tiên ở khu vực phụ cận Thanh Nguyên Cung, sau đó mới lặng lẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở khu vực khác. Vì vậy nên thực lực hai tộc mới có thể thoát thai hoán cốt với tốc độ kinh khủng như vậy. Lại qua 200 năm sau, một chỗ ở biên giới khu vực phong ấn tiếng tăm lừng lẫy ở ma giới, một đội vệ sĩ ma tộc đang đánh mấy con ma lang hai đầu kéo một chiếc phi xa màu đen, nhanh chóng tuần tra tại tầng trời thấp đúng lúc đội vệ sĩ vừa mới đi xa tai một chỗ trong không trung bỗng nhiên xuất hiện chấn động nhàn nhạt, nhạt một bóng người mờ mờ màu xanh lặng yên xuất hiện hắn chỉ quay đầu nhìn lướt về hướng mấy tên vệ sĩ đi xa sau đó lập tức nhìn về một chỗ sâu trong khu vực phong ấn không ngờ luyện thần thuật này lại thực sự khó giải quyết như vậy ngay cả ma quang và hỏa tu tử cũng đều thúc thủ vô sách đáng tiếc qua siêu hồn chỉ lấy được phần nhỏ trong trí nhớ của một vị tiên nhân khác nếu không nói không chừng cũng không cần đi chuyến này rồi bóng người máu xanh nhạt thì thào vài tiếng, sau đó thân hình khẽ chuyển động, lần nữa biến mất không một tiếng động. Một ngày sau, bóng người màu xanh xuất hiện lần nữa ở một chỗ bí ẩn nào đó trong khu vực phong ấn. Cách đó không xa là một tế đàn màu máu cao lớn dị thường, phía trên là một cái bình bát đen kịt, bốn phía lại có tám cây đồng trụ màu xanh to lớn đứng vững. Hàn đạo hiểu, người đến thật đúng hẹn, xem ra chỗ không tốt của luyện thần thuật, người đã không tiếp tục hoài nghi thêm gì nữa rồi. Bóng người màu xanh vừa mới tới gần tế đàn, bình bát màu đen nhoáng một cái, từ bên trong truyền ra giọng nói nhàn nhạt, nhạt của nam tử. Bóng người màu xanh đúng là hàn lập bế quan 200 năm, rút cuộc đã phát hiện thức hải xảy ra vấn đề, lâm vào đường cùng liền lặng yên ly khai thanh nguyên cung, lần nữa tiến vào ma giới. Ước định của tiền bối lúc trước có thay đổi hay không? Hàn lập nhìn chằm chằm vào bình bát trên tế đàn, mặt không biểu tình, hỏi. Với thân phận của bần đạo, sao có thể có thể nuốt lời được đây? giọng nói của nam tử không chút do dự vang lên nếu đã như vậy ta đáp ứng điều kiện lúc trước của tiền bối tiền bối cũng nên cho ta biết phương pháp tu luyện chi tiết tầng thứ ba luyện thần thuật a hàn lập suy nghĩ một chút sau đó liền chậm rãi nói ha ha hàn đạo hữu làm như thế mới là cử chỉ sáng suốt dù sao chỉ có tu thành tầng thứ ba người mới có đủ thời gian phi thăng tiên giới nếu không hết thảy đều là nói chuyện viển vông mà thôi nam tử khẽ nở nụ cười lộ vẻ hết sức cao hứng Tiếp đó trong bình bát vang lên thanh âm ông ông, một đạo ánh sáng trắng bắn ra từ trong đó, sau một cái chớp động đã tới trước mặt Hàn Lập. Rõ ràng đó là một ngọc phù lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài khắc sâu vô số phù văn vàng bạc, đồng thời từng điểm tinh quang ngũ sắc chớp nháy bất định, lộ vẻ thần bí vạn phần. Đây chính là trương bảo phù có thể nối thẳng đến tiên giới kia, về phần pháp quyết thúc dục tế luyện là như vậy. Nam tử nói xong, theo bản năng hạ thấp giọng xuống. Nửa ngày sau, một đạo cầu vồng màu xanh ở trung tâm một hồ nước trong khu vực phong ấn bắn ra, sau mấy cái chấp động liền nhận ra phương hướng chuyển xác bắn đi. Trong đạo ánh sáng màu xanh, Hàn Lập hai tay để sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự, tựa như đang suy nghĩ về một sự tình gì đó, bạn đang đọc truyện tại. 300 năm sau, trong một gian đại điện của Thanh Nguyên Cung, một nữ tử mặc áo trắng, dung mạo xinh đẹp, đang cung kính nói gì đó với Hàn Lập ngồi ngay ngắn bên trên. Cuối cùng nàng hơi khom người xuống, bàn tay cuốn một cái, lấy ra một vòng tay chữ vật mờ mịt hơi nước, hai tay dâng lên trao cho Hàn Lập. Bạch Quả Nhi, ngươi làm tốt lắm, không ngờ lần này ngươi ra ngoài du lịch chẳng những tu luyện Hàn Phách Thần Thông tới cảnh giới như thế, còn tìm được nhiều hảo âm thạch như vậy, chuyện này thật sự rất không dễ dàng. Hàn Lập dùng thần niệm đảo qua vòng tay chữ vật trong tay một chút, lại quan sát môn hạ đệ tử trước mắt, trên mặt lộ ra một chút vui vẻ hiếm thấy. Chương 2442, trở lại nhân giới. Đệ tử cũng là lần này lúc đi du lịch tại Tây Xuyên chi địa ở Đại Lục Lôi Đình, phát hiện một mỏ huyền ngọc ẩn giấu cực sâu, trong lúc vô ý mới phát hiện được nhiều hạo âm thạch ở chỗ trung tâm của nó như vậy. Bạch Quả Nhi lập tức cung kính trả lời, thì ra là thế, nhưng nếu không phải ngươi tu luyện hàn phách thần thông tới cảnh giới như thế, chỉ sợ cũng không cách nào cảm ứng được những hạo âm thạch này. Lần này xem như ngươi lập nhiều đại công rồi, đi xuống trước đi. Lát nữa hiển nhiên ta sẽ trọng thưởng xứng đáng. Hàn lập gật đầu, sau đó thần sắc ôn hòa phân phó. "Vâng, vậy đệ tử xin cáo lui trước." Lúc này Bạch Quả Nhi nhu thuận thi lễ lần nữa, sau đó liền thối lui ra khỏi đại điện. Hàn Lập chờ thân ảnh xinh đẹp của Bạch Quả Nhi biến mất sau cửa điện, trên mặt mới hiện lên vẻ đăm chiêu. Hạo âm Hàn Phách Sơn trong nguyên hợp ngũ cực sơn rút cuộc đã có thể luyện chế. Bây giờ cũng chỉ còn lại tài liệu để luyện chế tòa Bắc Cực Nguyên Sơn cuối cùng là không có tin tức gì. Nhưng đối với điều này, thực sự hắn cũng không quá lo lắng. Năm đó ở trụy ma cốc tại nhân giới, hắn đã từng tận mắt thấy số lượng bắc cực nguyên quang kinh người, nghĩ tới hẳn là tại nơi đó có thể dễ dàng tìm được số lượng bắc cực nguyên tinh cần thiết. Tuy nhiên với tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, bản thể đương nhiên không thể nào trực tiếp hạ giới được. Nếu không sẽ không thể nào chịu đựng nổi lực bài xích kinh khủng của giao diện, cũng chỉ có thể vận dụng tinh bản chuyên môn phá giới, cộng thêm một cái giá không nhỏ mới có thể để một đám phân hồn phá giới trở lại nhân giới mà thôi hắn một mực bồi dưỡng một đám phân hồn đặc thù trong nguyên hồn đăng lần này rút cuộc cũng có thể phái đi làm một việc trọng dụng rồi hàn lập vừa nghĩ đến việc có thể trở lại nhân giới thất huyền môn hoàng phong cốc lạc phân tông một đám tên gọi tông môn lập tức hiện lên trong đầu đồng thời hình dáng cha mẹ tiểu muội lệ phi vũ đại diễn thần quân lại càng hiện lên rõ ràng hơn cả tâm trí hắn trong lúc này đều triệt để lâm vào hồi ức chuyện lấy tải tại t r er, u i mấy tháng sau một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ trong một gian mật thất của thanh nguyên cung trong một cái đỉnh đỏ thắm cực lớn trong mật thất một ngọn núi nhỏ óng ánh màu trắng như tuyết thấp thoáng hiện ra bên trong vô số ngọn lửa màu bạc lượn lờ ngọn núi nhỏ kia vừa mới ra khỏi đỉnh lô lập tức đón gió lớn lên mặt ngoài của nó có các loại phù văn màu trắng như ẩn như hiện một cỗ hàn khí trắng xóa từ phía trên cuồn cuộn tuôn ra rút cuộc đã luyện thành hạo âm hàn phách sơn lúc này chỉ còn lại duy nhất tòa bắc cực nguyên sơn a Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở một góc mật thất, nhìn ngọn núi nhỏ óng ánh trước mắt, hai mắt khẽ nhíu lại. Một năm sau, nhân giới, trên một con đường nhỏ bí ẩn ở biên giới giữa Đại Tấn và Man Tộc, mấy tên nam tử tướng mạo hung ác, đang vây quanh một đống lửa nướng một con thú nhỏ không biết tên, đồng thời cũng to nhỏ nói gì đó. Mấy người này tuy quần áo cũ nát, nhưng bên người đều mang theo đoạn đao, trường thương. Các loại binh khí, trên bề mặt của chúng còn đọng lại vài vết máu phía xa xa bên cạnh đống lửa còn một gã nam tử vóc người gầy yếu đang nằm ngang trên mặt đất. Nam tử này thoạt nhìn chỉ khoảng 20, 21 tuổi, sắc mặt tái nhợt dị thường, hai mắt nhắm nghiền, mặc một bộ nho bào màu lam, toàn thân bị dây thường trói chặt, cái miệng há ra đang bị một thanh gỗ hai đầu vắt nhọn chèn chặt lại, hơn nữa còn có một dòng máu đen nhỏ không ngừng chảy ra, bộ dáng như sắp chết vậy. Vài tên đại hán kia lại coi như không thấy, vừa ăn thịt, vừa cao hứng bừng bừng nói chuyện với nhau. Không biết bao lâu sau, một tên nam tử tóc tai bù xù trong đó, đột nhiên nói với những người khác một câu. Tên nghèo kiết xác hủ lậu kia chắc cũng tắt thở rồi, ai qua xem một chút đi. Hắc hắc, chỉ là một thư sinh nghèo trói gà không chặt mà cũng dám quản nhàn sự của mấy người chúng ta. Thật đúng là không biết sống chết, ta đi nhìn qua hắn một cái, tên nghèo kiết xác này hơn nửa ngày không nhúc nhích lấy một lần, hẳn cũng sắp chết rồi. Nếu hắn còn không chết, ta sẽ bồi thêm cho một đao, tự tay tiến hắn đi hoàng tuyền. Một gã nam tử khác giá người rất nhỏ gầy, liếc xéo về phía nam tử đang bị trói chặt, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Tùy ngươi, nhưng cũng nên giải quyết gọn gàng một chút. Ngày mai chúng ta cũng nên ly khai khu vực này, đến một nơi khác tiếp tục tiêu giao. Gần đây thế giới tu đạo đại loạn, ngay cả cấp bậc như ta cũng không thể tiếp tục lăn lộn nữa. Nam tử tóc tai bù xù kia, không có ý kiến gì, nói. Nam tử gầy nhỏ cười cười với vẻ cực kỳ dữ tợn, sau đó cầm lên một thanh đơn đao, đúng là đi về phía nam tử mặc áo lam. Hắn tung ra một cước, một tiếng trầm đục vang lên, nam tử áo lam bị đá bay ra xa vài thước, mặt hướng lên trời, nhưng toàn thân vẫn bất động, máu đen nơi khóe miệng có vài phần ngưng động lại. Nam tử nhìn như gầy yếu này, không ngờ khí lực lại không nhỏ chút nào. Vậy mà lại chết thật à, phi, coi như vận khí người cũng tốt, nếu không còn phải chịu đựng thêm một đau của bổn đại gia. Nam tử gầy nhỏ thấy vậy, nhổ một cục đàm xuống mặt đất, sau đó liền nhấc đao, xoay người đi về bên cạnh đống lửa ngồi xuống đúng lúc này bỗng nhiên một cỗ tà phông xám xịt từ xa xa cuốn tới bên trong chợt hiện lên hỏa diễm một tiếng cười quái dị trầm thấp truyền ra hay a à, không thể tưởng được nơi hoang vu này vậy mà cũng có thể gặp được con mồi tốt như thế hấp thu âm hồn của các ngươi bảo vật kia của ta cuối cùng cũng có thể tế luyện thành công không xong rồi là tên yêu đạo gây xôn xao khu vực chung quanh mọi người chạy mau nam tử tóc dài nghe xong lời nói kia sắc mặt đại biến lập tức quát to một tiếng, sau đó đứng bật dậy, binh khí cạnh người cũng không kịp lấy, vội vàng chọn một phương hướng chạy đi như điên. Mấy tên khác thấy vậy, mặt cắt không còn chút máu giải tán ngay lập tức, điên cuồng chạy đi. Trong nháy mắt, xung quanh đống lửa chỉ còn lại một mình nam tử mặc áo lam bất động nằm đó. Cà cà, tiếng cười quái dị không ngừng vang lên trong cơn gió xám xịt kia, nó quay tít một vòng, đột nhiên từ trong đó bắn ra mấy luồng khí đen đuổi theo các phương hướng khác nhau. Sau một lát, Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương trước sau truyền đến từ các hướng kia. Theo đó tiếng cười quái dị âm hiểm liền dừng lại, tất cả các luồng khí đen kia đột nhiên quay về chỗ không trung bên trên ngọn lửa, chúng quay tròn một vòng rồi tụ lại, tại tầng trời thấp hiện ra một gã đạo sĩ mặc đạo bào màu đen, bạn đang đọc truyện tại. Đạo sĩ kia có một đôi mắt tam giác nhỏ, hai hàng lông mày dài hẹp, gây cho người ta một cảm giác âm hiểm vạn phần, giờ phút này tay hắn đang nâng một tinh cầu màu xám trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng. Không tệ, không tệ. Tinh hồn mấy tên kia không ngờ lại ẩn chứa sát khí nồng đậm như thế, xem ra người chết tại trong tay bọn chúng cũng không ít, dùng để tế luyện bảo vật kia của ta đúng là không thể tốt hơn rồi. Ô, bên cạnh vẫn còn một người nữa, dường như hồn phách còn chưa tán đi, vậy thì cũng thu luôn đi. Đạo sĩ áo đen vốn đang hoa chân múa tay vui sướng một phen, ánh mắt quét qua mặt đất một lần nữa, trên mặt lộ vẻ bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền rung rung tinh cầu trong tay về hướng nam tử đang nằm dưới đất. Phốc một tiếng, một luồng khí đen từ mặt trên tinh cầu cuốn ra, bay thẳng về phía nam tử kia. Oanh, trong nháy mắt khi luồng khí đen vừa mới tiếp xúc với nho sinh áo lam, bỗng nhiên nó lại không có chút dấu hiệu nào vỡ tan ra, sóng khí cuồn cuộn thổi ra khiến bản thân đạo sĩ cũng phải liên tục lùi lại phía sau. Vờ nào đạo hữu nào lén lén lút lút, sao không hiện thân gặp mặt. Đạo sĩ áo đen thấy thế, trong nội tâm cả kinh quát to một tiếng, sau đó vội phóng ra mấy chương phù lục. Thoáng một cái liền hóa thành mấy tầng sáng màu sắc khác nhau bảo hộ hắn vào trong, đồng thời mặt mũi mang theo vẻ cực kỳ cẩn thận bắt đầu dò xét bốn phía. Nhìn ngươi một thân tà khí, chắc hẳn tu luyện một loại công pháp ma đạo cấp thấp nhất a. Một giọng nói nam tử nhàn nhạt, nhạt từ bên cạnh truyền ra. Ai, đạo sĩ áo đen bị dọa nhảy lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng vừa nhìn đã không nhịn được trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy tên nho sinh áo làm kia vốn đang nằm trên mặt đất, chẳng biết đã ngồi dậy từ lúc nào, chẳng những dây thừng trên người và cây gỗ trong miệng không thấy đâu nữa, mà còn dùng một loại ánh mắt mơ hồ nhìn hắn. Các hạ là ai, đến đây vì bần đạo sao? Đạo sĩ áo đen kinh nghi, trong đầu xuất hiện vô số ý nghĩ, hết sức cẩn thận hỏi. Vì ngươi mà đến sao? Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng mình rồi, chỉ sợ toàn bộ nhân giới này cũng không có ai đủ tư cách khiến ta làm như thế đấy. Ánh mắt nam tử áo lam quét qua xung quanh một vòng, sau đó lại liếc về phía đạo sĩ, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng nói. Cái gì? Nhân giới? Ngươi là, được rồi, có cái gì để nói với một tên tiểu bối ma đạo như người đây ta cũng có thể lập tức biết nơi này là nơi nào của nhân giới mà ánh mắt nho sinh áo lam lạnh lẽo trực tiếp cắt ngang câu nói của đạo sĩ áo đen hắn há miệng ra một sợi tơ màu xanh lập tức bắn ra tiếng xé gió suy suy vang lên mấy tầng sáng hộ thân bên ngoài người đạo sĩ áo đen lúc này vỡ vụn ra trên chắn hắn xuất hiện thêm một cái lỗ máu không kịp phát ra tiếng nào trực tiếp xoay người ngã xuống đất nho sinh áo lam nhẹ nhàng nhấc tay lên veo một tiếng thi thể đạo sĩ áo đen lăng không bay đến rồi lơ lửng bên cạnh ánh sáng màu lam trong mắt nho sinh lóe lên một sợi tơ óng ánh từ giữa hai đầu lông mày mơ hồ bắn ra chấp một cái đã chui vào trong đầu đạo sĩ kết quả chỉ một lát sau nho sinh nhẹ buông tay cứ mặc cho thi thể đạo sĩ rơi xuống mặt đất đại tấn nội loạn chính tà đại chiến có chút thú vị không ngờ lúc này trở lại nhân giới vậy mà lại trở nên hỗn loạn như thế nhưng những điều này cũng không có quan hệ nhiều lắm với ta Đáng tiếc tu vi kẻ này mới chỉ là trúc cơ, sự tình biết được không nhiều lắm, cũng không biết tình hình thiên nam bên kia như thế nào. Nho sinh áo lam như đang suy nghĩ điều gì, sau khi thì thảo vài tiếng mới không chút hoang mang đứng dậy. Hắn đương nhiên là hàn lập trở về nhân giới, tuy rằng đám phân hồn này mang theo không nhiều pháp lực cho lắm, chỉ sắp xỉ nguyên anh đỉnh phong, nhưng đối với nhân giới mà nói, gần như đã là loại tồn tại vô địch rồi. Hàn lập quan sát trên dưới thân người, quần áo đầy bụi bặm, sau đó lại đưa tay sờ soạng gương mặt một chút bỗng nhướng mày lên đột nhiên hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra bao trọn thân hình sau một thoáng mơ hồ một gã thanh niên mang vẻ mặt bình thường mặc áo bảo xanh xuất hiện ở chỗ cũ hàn lập sau khi thi triển bí thuật rất dễ dàng biến ảo thân thể thành hình dáng của mình sau đó hắn dậm chân một cái liền hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi bên ngoài một tòa đại thành nào đó ở đại tấn mấy trăm vạn binh sĩ đang dọc theo từng cái thang mây cao mất giống như những con kiến, dốc sức liều mạng bò lên phía trên tường thành. Mà ở trên tường thành, binh sĩ thủ thành cũng đang dốc sức liều mạng dùng cung tên điên cuồng bắn xuống phía dưới, hơn nữa càng có hàng dãy trường thương liều mạng đâm về phía những binh sĩ công thành đang bò lên tường thành. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, sát khí ngút trời. Chương 2443, nhân giới đa dạng. Tại một chỗ cao mấy ngàn trượng trên bầu trời, mấy trăm tên tu sĩ chính tả đang chia thành hai phe liều mạng chém giết. Sát khí cuồn cuộn cả một vùng, vô số quỷ ảnh trùng điệp biến ảo hiện ra, một phe bày ra vài tòa pháp trận loại nhỏ, các loại pháp khí bảo vật, âm thanh điện quang lôi hỏa gầm rú rung trời. Mà người có cảnh giới cao nhất trong những tu sĩ này cũng chỉ là hai tên tu sĩ kết đan, còn lại đa số đều có tu vi trúc cơ. Quả nhiên đại tấn đại loạn có quan hệ rất lớn với việc những tông môn thế lực này nhúng tay vào. Nhưng bất kể là bên phe nào chiến thắng, e rằng hoàng tộc đại tấn cũng đều có khả năng thay đổi dòng họ. Hàn Lập đứng trên một đám mây trắng rất cao trên bầu trời đánh giá cuộc đại chiến phía dưới, lại có chút cảm khái thở dài nói. Mọi chuyện xảy ra ở đại tấn năm đó lại hiện ra trong tâm trí hắn rõ mồn một giống như vừa diễn ra ngày hôm qua, nhưng trên thực tế đã trôi qua mấy ngàn năm, chưa cần nói những người cũ năm xưa còn hay mất, chỉ sợ là ngay cả những tông môn ngày xưa mà hắn biết cũng có nhiều khả năng đã biến mất. Hiện tại cái gọi là thủ đoạn tranh đấu của đám tu sĩ chính tà bên dưới đương nhiên càng không xứng để Hàn Lập quan tâm. Hắn chỉ dừng lại gần đó trong chốc lát rồi lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục lặng yên biến mất vào trong những đám mây trắng. Tại một nơi cấm địa bị thiết hạ cấm chế trùng điệp ở phía Nam Đại Tấn, nhiều đội tu sĩ mặc quần áo của nhiều tông môn khác nhau đang tuần tra một cách rất nghiêm chỉnh ở chân một ngọn núi lớn, cao vút mây xanh khắp cấm địa cũng đã được bố trí cấm chế cấm không vô cùng lợi hại, ngoại trừ cảnh giới cao nhất Nguyên Anh lão tổ là có thể bay, những vệ sĩ này thật sự không hề lo lắng có người trực tiếp tiến vào trong ngọn núi lớn từ trên không trung. Năm xưa, tuy rằng ngọn núi lớn này đã từng gây ra biến động cực kỳ to lớn, thậm chí có không ít tu sĩ cao dai vì vậy mà ngã xuống, kết quả khiến cho mấy đại tông môn hiệp lực tiến hành phong ấn, cử người trông giữ. Nhưng từ mấy ngàn năm trước đến nay, những bảo vật còn sót lại bên trong cũng đã sớm bị đào móc không còn, căn bản không còn cái gì đáng giá để cho những tồn tại cao dai chú ý, bạn đang đọc truyện tại. Cho nên những tên tu sĩ thủ vệ của những tông môn này nhìn như vô cùng chăm chú, nhưng thực tế đều là giả dối, hoàn toàn là làm qua loa cho có lệ mà thôi. Dưới tình hình như vậy, thình lình xuất hiện một đạo hư ảnh mờ mờ, không xem những cấm chế trùng điệp và nhiều đội thủ vệ vào đâu, chợt lóe lên một cái đã đi vào trong ngọn núi đen. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập hiện ra trên bầu trời cách đỉnh ngọn núi lớn hơn trăm trượng, sau đó cúi đầu, thần niệm khẽ quét về phía ngọn núi bên dưới. Đối với lực thần niệm khổng lồ của hắn thì kể cả khi núi này được bảo hộ trong rất nhiều tầng cấm chế cũng không thể ngăn cản được chút nào, trong nháy mắt hắn đã nhìn thấu toàn bộ mọi ngóc ngách của ngọn núi lớn. Sau khi Hàn Lập nhìn thấy một vài nơi quen thuộc như thực như ảo, trên mặt hắn hiện ra một chút phức tạp. Nếu như Côn Ngô Sơn đã cảnh còn người mất, vậy thì ngươi cũng không cần hiện hữu nơi đây làm gì, ta tiến ngươi quay về trong hư vô vậy. Sau khi Hàn Lập thì thào một câu, Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vồng phóng lên trời. Một lát sau, đỉnh ngọn núi lớn bỗng rung động kịch liệt, một bàn tay khổng lồ màu xanh dài gần ngàn trượng xuyên qua hư không hiện ra, hung hăng vỗ xuống. Một tiếng nổ khiến cho đất rung núi chuyển vang lên, lập tức kích thích vô số quầng sáng cấm chế, từng vòng không gian dao động mãnh liệt nhộn nhạo xuất hiện. Cả ngọn núi lớn mơ hồ một cái đã biến mất không thấy đâu nữa, tại chỗ cũng chỉ còn lưu lại một cái hố to sâu vô cùng một màn này đương nhiên bị tất cả những tu sĩ tuần tra ở xung quanh đó nhìn tận mắt mỗi người không nhịn được trợn mắt há hốc mồm nghi ngờ bản thân mình đang nằm mơ sau đó không lâu một vài lão quái nguyên anh kỳ bị việc này kinh động cũng gấp gáp chạy tới nhưng sau khi bọn hắn tra xét một phen ngoại trừ phát hiện xung quanh đó còn lưu lại chút dấu vết của lực lượng không gian ra thì không thể tìm được tung tích của côn ngô sơn đâu nữa bọn hắn cũng chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc mà hậm hực rời đi về sau việc này đã trở thành một trong 10 truyền thuyết lớn nhất không thể tưởng tượng nổi ở Đại Tấn. Một đoạn thời gian sau đó, Côn Ngô Sơn đã trở thành đề tài đàm luận của vô số tu sĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, những tin đồn có liên quan cũng ngày một ít đi, sau vạn năm thì chỉ có thể tìm thấy sự việc liên quan đến Côn Ngô Sơn trên một vài điển tịch, thông qua vài chữ miêu tả đại khái lại mà thôi. Loạn tinh hải, thánh địa thiên tinh thành, lúc này đang nhốn nháo, náo nhiệt vô cùng, vô số thuyền lớn nhỏ như con kiến đang đi về phía hòn đảo lớn này. Ở trong thành, tu sĩ trúc cơ, kết đan xuất hiện nhiều vô số kể, ngẫu nhiên còn có thể thấy một hai lão tổ nguyên anh kỳ ngồi xe bay ngang trên không bên trong thành, thẳng đến đỉnh cao nhất của tinh cung. Hôm nay chính là sinh nhật ngàn năm một lần của Lăng lão tổ, người đứng đầu tinh cung, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong tinh hải đã bắt đầu chuẩn bị đại lễ của mình từ mười mấy năm trước rồi. Bọn họ chỉ cầu mong có thể làm cho vị Lăng lão tổ này vui vẻ, như vậy thì thế lực của bọn họ mới có thể tiếp tục được tinh cung che chở bình yên. Đến trưa, trong đại điện tinh cung đã có khoảng mười mấy tên tu sĩ Nguyên Anh tụ tập, trên mặt tất cả đều hiện lên vẻ cung kính nhìn một nữ tử nhìn như còn trẻ, mặc cung trang màu trắng đang ngồi trên ghế chủ vị. Nàng này mặt như bạch ngọc, trời xinh xinh đẹp dị thường, nhưng khi đôi mắt đẹp lấp lóe tinh quang đảo qua chỗ nào thì những lão tổ Nguyên Anh ở chỗ đấy vội vàng cúi đầu xuống, biểu lộ vẻ vô cùng cung kính. Với tư cách là tu sĩ hóa thần sơ kỳ duy nhất trong loạn tinh hải, hơn nữa bởi vì một nguyên nhân thần bí không ai biết nào đó, thọ nguyên của nàng vậy mà lại có thể đột phá giới hạn của tu sĩ nhân giới vẫn còn sống đến tận hôm nay vị lăng cung chủ này hoàn toàn có tư cách khinh thường toàn bộ chúng tu sĩ bạn đang đọc truyện tại thời gian cũng đến rồi bắt đầu làm lễ đi trong lúc một vài thị nữ đem một ít linh quả linh trà đưa đến trước mặt tất cả những tu sĩ nguyên anh kia vị lăng cung chủ này thản nhiên nói bên dưới lập tức có người dạ một tiếng rồi tiếp tục sai bảo xuống nhưng đúng lúc này Bên ngoài đại điện chợt có một giọng nói của nam tử thản nhiên truyền đến. "Ha ha, xem ra Hàn Mộ tới đúng lúc, bạn cô tử phương xa tới, Thiết Nghĩ Lăng Tiên tử sẽ không tiếc mời ta một chén rượu a." À. Vừa dứt lời, một bóng người ngoài cửa điện nhoáng lên, hiện ra một nam tử mặc áo bào xanh có khuôn mặt bình thường đang mỉm cười đi tới. Thần niệm của những tu sĩ Nguyên Anh có mặt ở đây đảo qua, vậy mà lại không thể phát hiện trên thân người này có chút dao động linh lực nào, hoàn toàn giống như một phàm nhân. "Ngươi là, không có khả năng làm sao ngươi còn có thể ở trong giới này được. Thần sắc, lâm cung chủ, vốn đang hờ hứng, sau khi nghe được giọng nói của nam tử, bỗng nhiên nét mặt hiện lên chút kinh nghi, đến khi thấy rõ khuôn mặt người mặc áo bảo xanh đang đi vào đại điện, lập tức giật mình sửng sốt, giọng nói cũng có chút run run. Không có gì, chỉ là có chút sự tình quấn thân, ta mới không thể không hạ giới một chuyến. Nhưng thật đáng mừng là sau nhiều năm không gặp, tiền tử đã thực sự tiến dai đến cảnh giới hóa thần rồi. Nam tử áo bào xanh dĩ nhiên là Hàn Lập, khẽ mỉm cười nhìn Lăng Ngọc Linh nói. Tất cả mọi người đều lui xuống, ta muốn một mình Hàn Nguyên cùng vị lão hữu này đôi chút. Sắc mặt Lăng Ngọc Linh sau khi thay đổi liên tục vài lần, đột nhiên lạnh lùng ra lệnh. Những tu sĩ Nguyên Anh đang ngồi trong biện mặc dù không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cũng mơ hồ không rõ lai lịch của Hàn Lập ra sao, nhưng sau khi được nghe lời này cũng không dám chống lại, chỉ có thể nhao nhao đứng dậy cáo từ lui xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có hai người Hàn Lập và Lăng Ngọc Linh. Hàn Đạo Hiếu, người thật sự là quay trở về từ linh giới. Chờ mọi người vừa đi khỏi, Lăng Ngọc Linh lập tức thi pháp kích phát cấm chế nào đó trong đại điện, cách ly toàn bộ nội điện với bên ngoài, sau đó mới ngồi xuống ghế của mình, cực kỳ vui mừng hỏi. Đúng là ta đã hạ giới, nhưng việc này nói ra rất dài dòng, sau này hai người chúng ta có thể chậm rãi nói sau. Sau nhiều năm rời khỏi nhân giới, Ta cũng có một số chuyện cần hỏi thăm vị chủ nhân tinh cung như ngươi một chút đấy." Hàn Lập cười cười, không chút hoang mang nói, "Hàn huynh yên tâm, tuy rằng những năm gần đây ta không hay ra ngoài loạn tinh hải, nhưng sự việc xảy ra ở những nơi khác tại nhân giới vẫn nắm rõ như lòng bàn tay. Có việc gì Hàn huynh cứ hỏi là được." Sau khi Lăng Ngọc Linh phục hồi lại tinh thần từ trong khiếp sợ, thần sắc trở nên phức tạp nói, "Nếu như vậy thì đương nhiên là chuyện tốt nhất rồi, lần này ta một đường hạ giới, ngoài Lăng đạo hữu ra, những người khác mà ta quen biết khi xưa cũng không tìm thấy ai nữa. Chuyện mà ta muốn biết cũng không nhiều lắm, phần lớn là có liên quan đến người xưa mà thôi. Thần sắc Hàn Lập cũng lộ ra đôi nét cảm khái. Thời gian sau đó, vị chủ nhân tinh cung này và Hàn Lập ở trong đại điện Hàn Nguyên hơn nửa ngày. Đến khi cấm chế bao phủ đại điện vang lên một tiếng rồi tự động tan biến thì một đạo cầu vồng trói mắt phóng ra, từ trong đó truyền ra một câu nói chậm rãi. Lăng đạo hiếu, hy vọng còn có ngày gặp lại ở linh giới. Tiếp đó độn quang chợt lóe, đạo cầu vòng kia đã hoàn toàn tan biến trong hư không. Trong đại điện, Lăng Ngọc Linh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, trong tay đang cầm một cái ngọc giản, trên mặt mơ hồ có một chút cực kỳ hưng phấn. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã rời xa Thiên Tinh Thành ngoài vạn dặm, đang ở trong tầng sáng màu xanh yên lặng cân nhắc những chuyện mà Lăng Ngọc Linh vừa nói với hắn. Năm đó, sau khi hắn và Nam Cung Uyển để lại hải đảo kia ở loạn tinh hải, nó đã nhanh chóng trở thành đại bản doanh của một thế lực không nhỏ của tinh hải người cầm đầu thế lực đó không ngờ là một trong những đệ tử của hắn năm đó điền cầm nhi vài tên hậu nhân khác cũng có tu vi kết đan hậu kỳ và nguyên anh sơ kỳ cũng miễn cưỡng xem như là đồ tôn của hắn rồi hơn nữa một người trong đó lại đang ở trong đám tu sĩ nguyên anh tới chúc mừng lăng ngọc linh kia chẳng qua hàn lập biết rõ những đồ tôn trên danh nghĩa này dưới sự chiếu cố tận tình của lăng ngọc linh phát triển vô cùng thuận lợi không gặp vấn đề gì cho nên cũng không cao hứng có ý định gặp bọn chúng mà bản thân điền cầm nhi từ hơn 2.000 năm trước, vì đột phá tới cảnh giới hóa thần, đã cưỡng ép độ kiếp không thành mà biến thành cho tàn, cũng may là trước đó đã an bài đôi chút, thần hồn cũng không hoàn toàn tan biến, có lẽ còn có chút ít cơ hội luân hồi chuyển thế. Về phần Thạch Kiên, một tên đệ tử khác, kẻ kế thừa trước giáo chủ thiên trúc giáo, lúc tu vi đang là Nguyên Anh Kỳ đã đồng quy vô tận với một gã cường địch mà ngã xuống. Tuy nhiên hắn lại thu được vài tên đệ tử có tư chất không kém, không những không đoạn tuyệt truyền thừa đạo thống của đại diễn thần quân năm đó, ngược lại những năm này ngày càng trở nên hưng thịnh lại nói hoàng phong cốc và lạc vân tông hai tông môn này có quan hệ rất sâu xa với hắn sau khi trải qua hơn mấy ngàn năm cũng có sự phát triển kinh người năm đó vốn là hoàng phong cốc đã ở trong tình trạng rất khó khăn thế nhưng sau mấy ngàn năm chuyển biến liên tiếp thu nhận một vài tên đệ tử thiên tài phần lớn đều trở thành tu sĩ nguyên anh vì vậy nên hoàng phong cốc một lần nữa quật khởi chẳng những thanh thế hơn xa khi trước mà còn trở thành một đại tông môn không nhỏ ở thiên nam bên cạnh đó lạc phân tông bởi được hàn lập chiếu cố rất nhiều sau khi hắn phi thăng trưởng lão nguyên anh kỳ xuất hiện không ngừng luôn luôn là một thế lực mạnh hùng bá sơn mạch phân mộng xem như chính thức uy trấn một phương cổ kiếm môn bách xảo viện những tông môn ở sơn mạch phân mộng năm đó trải qua những năm sau này cũng đã bị một vài tông môn mới xuất hiện thay thế vị trí lúc hàn lập nghe được những tin tức này mặc dù biết rõ lăng ngọc linh sẽ không lừa gạt mình nhưng hắn cũng sửng suốt một hồi cuối cùng cũng chỉ biết cười khổ mà thôi Chương 2444, Bắc Cực Nguyên Tinh. Nửa năm sau, Thiên Nam, Việt Quốc, Kính Châu, bên cạnh một chỗ phế tích hiếm có người biết tới, một nam tử mặc áo bảo xanh đang đứng ở cuối một con đường nhỏ, nhìn một đoạn tường đá không trọn vẹn trước mắt, trầm tư không nhúc nhích. Mảnh phế tích này hiển nhiên không biết đã tồn tại ở chỗ này bao lâu rồi, chẳng những khắp nơi toàn là cỏ hoang bụi cỏ cao cỡ nửa người, mà còn một ít gạch đá tường đổ bám đầy từng tầng rêu xanh đen mà trước mặt người áo xanh ngẫu nhiên lộ ra một bộ phận tường đá màu xám trắng, bên trên có khắc một chữ phủ điêu không trọn vẹn hàn. Không biết bao lâu sau, trên con đường nhỏ phía sau người mặc áo bảo xanh truyền đến tiếng bước chân, một lát sau, một cặp vợ chồng dắt tay một đứa bé trai cười cười nói nói từ chỗ quẹo đi tới. Tuổi tác đôi vợ chồng này cũng không phải quá lớn, chỉ khoảng 30 tuổi, người chồng có làn da ngăm đen, tay chân vừa thô vừa to, người vợ có phần khá xinh đẹp, nhưng lại có khuôn mặt đỏ ửng. Mặt mũi cả hai người đều tràn đầy vẻ gian nan vất vả, giỏ trúc trong tay cầm theo một ít hương nến. Chỉ có điều hai người này nhìn qua thì trông như một đôi vợ chồng nông thôn bình thường, nhưng khi vừa nhìn thấy phía trước có người, nhất thời đều sướng sở trong chốc lát. Ngược lại đứa bé trai tầm 7-8 tuổi kia, nhìn qua dị thường đáng yêu, trong đôi mắt đen nhánh mơ hồ có thể thấy được vài phần linh động, đồng thời dùng ánh mắt tò mò đánh giá người xa lạ trước mắt. Vì, vị công tử này, xin hỏi ngươi là, sau khi tên nam tử kia thoáng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn mang theo vợ con mình đi tới, có vài phần lắp bắp hỏi. Mặc dù chỉ nhìn thấy bóng lưng người trước mắt, nhưng hắn cũng nhận rõ được người kia là người có học vấn và địa vị, đương nhiên khiến cho nam tử rất hiếm khi ra khỏi nông thôn như hắn có vài phần kính sợ. Không có gì, ta họ Hàn, hôm nay tới nơi này bái tế một chút từ đường Hàn ra năm đó mà thôi. Người mặc áo bảo xanh sau khi trả lời hờ hững một câu, rút cuộc cũng quay người lại, khuôn mặt rất bình thường, nhưng giữa lông mày lại mơ hồ có ba phần cảm giác tương tự với nam tử trong đôi vợ chồng đứng phía sau công tử cũng là họ hàn xem ra là một chi nhánh tộc nhân năm đó của hàn gia lưu chuyển bên ngoài ta nghe tổ gia gia đã từng nói hơn ngàn năm trước hàn gia cũng có một thời kỳ hưng thịnh có không ít tộc nhân lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm trước vẫn còn có người đến đây bái tế chẳng qua những năm gần đây rất ít nhìn thấy những người của chi nhánh hàn gia khác đến bái tế nam tử ba mươi mấy tuổi nghe xong lời này cũng không cảm thấy quá mức giật mình, trên mặt lộ ra vài phần vui mừng nói. Đúng vậy, qua nhiều năm nhiều đời luân chuyển, chỉ sợ những tộc nhân chi nhánh này đã quên mất nơi khởi nguyên của Hàn gia rồi, sao còn có thể đến đây bái tế gì được nữa. Ngược lại chi các ngươi làm tốt lắm, vậy mà có thể cam tâm tình nguyện canh giữ ở nơi đây một mực không rời. Người mặc áo bào xanh có vài phần tán dương với đôi vợ chồng nói. Ha ha, nghe tổ gia gia nói, những vị cùng thế hệ của người cũng không phải là không có ý định rời khỏi nơi đây nhưng thật sự không thể bỏ được địa phương Hàn gia từng hưng thịnh năm đó. Hơn nữa nghe nói tổ tiên Hàn gia chúng ta năm đó có một vị thần tiên, nếu chẳng may chi chúng ta cũng rời đi, vạn nhất lúc tổ tiên thần tiên quay về, chỉ sợ cũng thực sự không tìm thấy những hậu nhân như chúng ta, lúc đó mới bỏ qua ý nghĩ này đấy. Nam tử họ Hàn nghe vậy, chất phác nói: "Tổ tiên thần tiên, ha ha, ta cũng đã được nghe nói qua đồn đại này, nhưng đây là sự việc vài ngàn năm trước rồi, chỉ sợ căn bản không có cách nào cho là thật được." người mặc áo bào xanh không có ý kiến gì nói điều này ta cũng không rõ nhưng các trưởng bối cũng nói như vậy đó ngoài ra ở thời điểm đại tế tổ gia gia đã từng lấy ra vỏ kiếm của thần kiếm nghe nói là do tổ tiên thần tiên lưu lại nếu như vậy có lẽ cũng có vài phần có thể tin tưởng nam tử họ hàn nhếch miệng cười cười nói vỏ kiếm của thần kiếm hai hàng lông mày người mặc áo bào xanh khẽ nhướng lên thần sắc có vài phần kinh ngạc đúng vậy nghe các trưởng bối nói năm đó thần kiếm này luôn luôn được treo bên trong tổ từ đã từng cứu hàn gia chúng ta khỏi mấy lần tai họa diệt tộc đáng tiếc về sau có một lần sử dụng kiếm này liền biến thành vô số kim quang biến mất chỉ để lại vỏ kiếm này vẫn tồn tại đến hậu thế nhưng không còn có bất kể hiệu quả thần kỳ nào nữa vẫn luôn luôn được một chi chúng ta cất giữ bạn đang đọc truyện tại cũng bởi nguyên do không có thần kiếm năm đó hàn gia sau một lần đại nạn khác mới nhanh chóng suy sụp xuống những tộc nhân còn lại mới không thể không đường ai nấy đi ly tán khắp nơi nam tử họ hàn chẳng biết tại sao cảm thấy người trước mắt cực kỳ thân cận không phát hiện ra mình đã nói ra tất cả mọi chuyện ra là vậy tất cả điều này ta cũng không rõ lắm nhưng một tộc hưng hưng suy suy cũng là chuyện bình thường bất kể là ai cũng không cách nào tránh được đây là con trai của ngươi sao nhìn rất thông minh tên gọi là gì người mặc áo bảo xanh nghe vậy liền than nhẹ một tiếng nhưng nhanh chóng rời ánh mắt sang đứa bé trai bên cạnh đôi vợ chồng nghe như tùy ý hỏi một câu ha ha đây là đứa con thứ ba của ta tên hàn minh tới đây nhanh nhanh dập đầu bái kiến tộc thúc nam tử họ hàn nghe đối phương khen ngợi trong lòng hết sức cao hứng lập tức kéo thằng bé phía sau ra nói mà đứa bé trai kia tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không sợ hãi chút nào thực sự lập tức quỳ xuống dập đầu hai cái bang bang trước mặt người mặc áo bảo xanh sau khi kêu một tiếng tộc thúc mới đứng lên một lần nữa tốt đúng là một thằng bé thật tốt nếu như ngươi đã gặp được ta cũng coi như có duyên với nhau như vậy đi, ta có một vật cho ngươi, nếu ngươi thực là người có phúc, nói không chừng sẽ có một phen đại cơ duyên đang chờ, nếu không có thì nó cũng có thể bảo vệ ngươi sống lâu trăm tuổi. Người mặc áo bảo xanh liếc thấy trong người bé trai cũng có linh căn, tuy chỉ là một loại linh căn bình thường, nhưng cũng để cho nội tâm hắn khẽ động, nói ra những lời vừa rồi. Sau đó hắn lật tay một cái, trong tay lập tức xuất hiện thêm một khối ngọc bài óng ánh, sau khi hắn đánh vào trong đó một đạo pháp quyết liền lấy ra một sợi dây màu đỏ từ trong không trung, hơi khom người trực tiếp treo lên cổ đứa bé trai. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngọc bài này vốn đang phát ra ánh sáng màu trắng cực kỳ chói mắt, sau đó nhoáng lên một cái, kể cả sợi dây đỏ ở cổ đứa bé trai, lại cùng lúc biến mất không thấy đâu nữa. Vợ chồng nam tử họ Hàn thấy vậy đương nhiên là cực kỳ kinh ngạc, sau đó lập tức ngẩng đầu lên, trước mắt là mảnh phế tích trống không, làm gì còn bất kỳ người nào nữa. Mẹ ơi, chẳng lẽ gặp ma ban ngày sao? Không riêng nam tử họ Hàn đang trợn mắt há hốc mồm, nữ tử bên cạnh cũng bị dọa cho kêu toáng lên. Vài ngày sau, chuyện Hàn gia Hàn hắc tử ban ngày gặp ma, thoáng truyền ra mấy sơn thôn nhỏ xung quanh, khiến cho mấy phụ nữ lắm chuyện trong thôn có thêm một chủ đề rất tốt, hơn nữa còn một mực kéo dài tới mấy tháng sau, cuối cùng mới không còn ai nhắc tới. Chỉ là ai cũng không biết, đứa bé trai tên Hàn Minh này, mấy tháng sau trong lúc vô tình mở ra bí mật trong ngọc bài, sau đó đột nhiên rời nhà trốn đi, cũng tại mấy năm sau nhờ Ngọc Bài này trực tiếp bái nhập làm đệ tử một vị trưởng lão nguyên anh kỳ của Lạc Vân Tông, cuối cùng trở thành một tên đại tu sĩ tiếng tăm lừng lẫy, theo đó Hàn gia cũng lần nữa thịnh vượng lên. Mấy ngàn năm qua, bởi vì các loại linh dược, linh vật đã bị ngắt sạch, vẻ náo nhiệt bên ngoài trụy ma cốc đã trở nên trống trải dị thường, lúc này không còn ai nguyện ý mạo hiểm tiến nhập vào trong nữa. Nhưng hôm nay, một bóng người màu xanh lại bỏ qua một ít kỳ hiểm và các loại cấm chế còn sót lại, một đường đi thẳng vào trong. Sau cả buổi một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên trong trụy ma cốc, khiến cho mặt đất phụ cận khẽ rung lên, tiếp theo một đạo cầu vòng trói mắt xuyên thủng bầu trời phá không bay ra, sau mấy cái chớp động liền biến mất trên 9 tầng mây, vô tung vô ảnh. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên nhanh chóng kinh động đến mấy tiểu tông môn chiếm giữ vùng xung quanh, chúng lập tức phái môn hạ đệ tử đến đây xem xét. Kết quả những người này khi vừa đến đại điểm sự việc phát sinh trong sơn cốc, tất cả đều lắp bắp kinh hãi chỉ thấy một ngọn núi vốn dĩ ngăn trở trong ngoài cốc đột nhiên biến mất không thấy tung tích, mà ở chỗ cũ còn lưu lại một cái hố cực lớn, sâu vô cùng, bên trong mơ hồ còn có một vài tia ánh sáng màu trắng bạc thoát ra ngoài. Bắc Cực Nguyên Quang, tu sĩ tông môn có chút kiến thức rộng rãi, liền nghẹn ngào hô lên lai lịch những tia sáng trắng bạc này, lúc này không ít người vừa sợ vừa mừng, vội vàng mạo hiểm tiến vào khu vực bên dưới, tất cả đều muốn thu thập một ít Bắc Cực Nguyên tinh. Nhưng đáng tiếc, mặc dù những người này đã tìm tòi mấy trăm lượt, cũng chỉ tìm được hơn 10 khối bắc cực nguyên tinh mà thôi. Vì thế những tu sĩ tông môn này còn xảy ra một cuộc xung đột không nhỏ. Bóng người màu xanh làm ra chuyện này, dĩ nhiên là Hàn Lập vừa từ kính châu Việt Quốc chạy tới rồi. Hắn dùng đại thần thông lôi ra tất cả bắc cực nguyên tinh giấu dưới mặt đất trụy ma cốc, giờ đây đã không còn bất cứ điều gì ở nhân giới có thể giữ chân hắn lại nữa rồi. Lúc này hắn đang tùy ý tìm một sơn động bí mật ở xung quanh, bắt đầu bố trí một tòa pháp trận dị thường phức tạp. Lần này quay lại linh giới, bởi vì muốn mang theo bắc cực nguyên tinh lấy được vượt giới quay về, cho nên độ khó so với lúc hạ giới thậm chí còn lớn hơn một bậc, cho nên không thể không mượn chút lực lượng của pháp trận. Mấy canh giờ sau, pháp trận cuối cùng đã được bố trí xong xuôi. Lúc này Hàn Lập đang ngồi xếp bằng ở trung tâm pháp trận, hai tay bấm niệm pháp quyết, một khối pháp bảo hình mâm tròn cực lớn năm màu hóa thành một mặt trăng tròn từ kia trong người hắn bay rất nhanh ra ngoài. Cả tòa pháp trận cũng, ông ông, cộng hưởng không thôi, từng mảng linh quang từ trong pháp trận cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ triệt để thân hình hàn lập vào trong. Sau mấy nhịp thở, một tiếng nổ mạnh vang lên trong sơn cốc, một cột sáng màu trắng sữa vô cùng thô to phóng lên trời, trực tiếp xuyên thủng hơn vạn trượng không chung, mới lóe lên biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, vốn dĩ là hàn lập đang ngồi xếp bằng trong trận pháp, ánh sáng màu xanh trên người sau một hồi lượn lờ, thoáng một cái đã khôi phục trở lại về hình dáng nho sinh áo lam, đồng thời thân hình mềm nhún, cứ như vậy ngã vào trong pháp trận, không còn chút sức sống nào nữa. Linh giới, vô nhai hải trong mật thất thanh nguyên cung hàn lập một mực bế quan bỗng nhiên mở hai mắt ra trên mặt bồ đoàn bỗng dưng xuất hiện thêm một cái vòng tay chữ vật màu vàng nhạt hàn lập nhìn vật ấy trên mặt cũng lộ ra thần sắc hài lòng đã có những bác cực nguyên tinh này nguyên hợp ngũ cực sơn hắn luôn luôn tha thiết ước mơ cuối cùng cũng có thể luyện chế được rồi hơn nữa còn có viên chân hồn đan kia tin tưởng cho dù kia hiện tại độ phi thăng chi kiếp kia cũng có khả năng thành công nhất định đương nhiên để chắc chắn đạt được mục đích trước tiên chính hắn vẫn cần tu luyện thành công tầng thứ ba luyện thần thuật, cộng thêm mượn lực lượng của Quảng Linh Đạo thể luyện thành ngũ tảng đoán nguyên công cùng mấy môn công pháp tiên giới. Nếu thực sự như thế, hắn lại càng nắm chắc tỷ lệ không nhỏ phi thăng tiên giới. Hàn Lập yên lặng suy nghĩ, trong lòng khó nén nổi một chút hưng phấn. chương 2445, phi thăng chi kiếp. Thời gian 8.000 năm, đối với một phàm nhân chính là thọ nguyên kinh khủng vô cùng mong muốn nhưng không thể đạt được, còn đối với những thượng cổ chân linh bất động ngủ say hơn ngàn năm kia chỉ là vài lần nghỉ ngơi mà thôi, mà đối với một giới mà nói, lại càng chỉ là một cái nháy mắt. Một ngày 8.000 năm sau, trong từng thành thị lớn nhỏ của nhân tộc đã hoàn toàn trở thành thế lực số một trên đại lục phong nguyên, vô số người bình thường từ chỗ ở bay vọt ra, tụ tập thành nhóm tại một vài quảng trường, trà lâu, mặt mũi tất cả đều cực kỳ hưng phấn, đang nhao nhao nghị luận điều gì đó. Trên từng con đường lớn nhỏ, càng có thể thấy được không ít lực sĩ vũ trang hạng nặng đang đi tới đi lui, trên không trung cũng thỉnh thoảng thấy được nhiều đội tu sĩ đang qua lại tuần tra. Trong vài tòa thành khổng lồ, cứ điểm quan trọng trong khu vực nhân tộc chiếm hữu, tất cả các loại cấm chế đều được mở ra, cùng với đó là từng tòa pháp khí phi hành cực lớn bay lên trời, phía trên là từng đoàn giáp sĩ, tất cả đều như đang lâm đại địch, cảnh giác tất cả dị động bên ngoài thành. Trên đỉnh một ngọn núi lớn cách một tòa đại thành nào đó hơn mấy vạn dặm, ba gã đại thừa dị tộc, Quần áo và trang sức khác nhau đang ngồi xếp bằng trên một khối đá lớn quay mặt vào nhau. Một đại hán há to miệng uống rượu, trên người khoác một bộ da thú năm màu dữ tợn, một thiếu niên áo trắng tay nâng quyển sách, sắc mặt tái nhợt dị thường, cùng với một lão giả áo xanh hai mắt nhắm nghiền, trên mặt đầy nếp nhăn. Bích Thiên Quân tính toán thời gian, xem ra đã đến lúc đó rồi. Không biết bao lâu sau, đại hán dữ tợn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Muốn độ kiếp phi thăng, đương nhiên phải chọn lúc giữa trưa, khi mà dương khí nồng đậm nhất người nọ nếu như được xưng là cường giả đệ nhất linh giới sao có thể không biết chút kiến thức bình thường như thế được đạo hữu chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa là được hai mắt lão giả áo xanh cuối cùng cũng mở ra thản nhiên nói điều này cũng đúng với khoảng cách gần như thế này nếu phi thăng thiên kiếp thật sự phủ xuống chúng ta sao có thể không cảm ứng được chút nào tuy nhiên không ngờ trải qua nhiều năm như vậy rút cuộc lại có người dám độ kiếp phi thăng bản thiên quân vẫn không nhịn được có vài phần kích động Đại hán giữ tợn vừa sờ tóc ngắn màu lam trên đầu, vừa nhếch miệng cười cười nói. Lần trước linh giới có người phi thăng tiên giới thành công đã là chuyện từ bao giờ rồi, ta nhớ không rõ lắm, chỉ cảm giác đó là chuyện tình cực kỳ lâu trước kia. Tuy nhiên vị hàn thiên tôn nhân tộc này có thể tạo nên tên tuổi trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn không có chút ý tứ giữ bí mật chuyện mình độ kiếp, thực sự là có đại khí phách. Những người độ kiếp trước đây, không ai không lén lén lút lút, rất sợ bị người thứ hai biết rõ thiếu niên áo trắng kia cũng hạ quyển sách trong tay xuống có vài phần cảm khái nói những năm gần đây một vài khuôn mặt cũ trong chúng ta đã không thấy nữa xem ra bọn họ đã len lén tiến hành độ kiếp tuy nhiên chúng ta lại không có bất kỳ cảm ứng nào cả xem ra những lão hữu này đều độ kiếp thất bại đã không còn tồn tại nữa rồi lão giả vẫn không nhanh không chậm nói những lão gia hỏa chúng ta bình thường đều dốc sức liều mạng áp chế pháp lực chỉ sợ thiên kiếp tìm đến mà vị hàn thiên tôn này lại dám chủ động độ kiếp phi thăng khi thời gian tiến vào đại thừa chưa đủ vạn năm. Hắc hắc, những cái khác tạm chưa nói đến, chỉ riêng phần đảm lượng này, bổn tỏa đã thập phần bội phục rồi. Đúng rồi, bích đạo hiếu, nghe nói người đã từng bái kiến vị hàn thiên tôn này vào vài ngàn năm trước kia đúng không, người này rút cuộc là người như thế nào? Đại hán giữ tận cười hắc hắc hỏi lại, đúng thế, mấy năm nay ta một mực bế quan không ra, đích xác là chưa từng gặp qua vị hàn đạo hiếu này. Thiếu niên áo trắng nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt hứng thú. Năm đó đích xác ta đã từng gặp mặt hàn đạo hiếu trong một cái thịnh hội nào đó, nhưng không cách nào dùng ngôn ngữ để có thể hình dung được người đó. Lão ông nhướng mày, trần chờ một chút mới trả lời. Vậy tu vi thần thông của hắn rút cuộc như thế nào, với năng lực của bích đạo hiếu, chắc chắn có thể cảm ứng được một chút ha. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, nếu chỉ hỏi về thực lực, ta chỉ có thể nói là rất mạnh, hết sức mạnh mẽ. Mặc dù lão phu không trực tiếp ra tay thử, nhưng tin tưởng coi như ba bốn người như ta cộng lại, cũng tuyệt không phải đối thủ của người kia. Cơ thịt trên mặt lão giả thoáng co quắp một hồi, mới chậm rãi trả lời. Cái gì, Bích Thiên Quân chẳng lẽ đang nói dẫn sao? Ba bốn người cũng không phải đối thủ của hắn, ba người chúng ta tương giao cũng coi như không ngắn, thần thông của ngươi như thế nào, hai người bọn ta còn có thể không biết sao. Thiếu niên áo trắng vốn đang hơi giật mình, nhưng lập tức lắc đầu quẩy quẩy. Đại hán giữ tợn bên cạnh, cũng mang vẻ mặt không tin nhìn sang. Với loại chuyện thế này, sao ta có thể nói đùa với hai vị đạo hiếu? Hai vị chỉ cần vừa thấy người kia, sẽ ngay lập tức hiểu rõ lời nói của lão phu tuyệt không có nửa phần giả dối. Những thứ khác không nói, vị hàn thiên tôn này chỉ dùng một ánh mắt đã có thể làm cho ta có một cảm giác kinh hồn bạt vía. Nếu không phải thần niệm lực của đối phương gấp mấy lần ta trở lên, sao chuyện đó có thể xảy ra được? Lão giả cười khổ trả lời, thiếu niên áo trắng và đại hán giữ tợn nghe vậy, không khỏi quay mặt nhìn nhau. Được rồi, thực lực vị Hàn Đạo hữu này càng mạnh, hy vọng vượt qua phi thăng chi kiếp cũng càng lớn. Nếu thật sự có thể độ kiếp thành công, trong nháy mắt lúc phi thăng, trong thông đạo từ tiên giới sẽ tản mát ra một chút chấn động tiên giới, toàn bộ cường giả của giao diện đều có thể cảm ứng được. Nếu như có thể tìm hiểu một ít lực lượng pháp tắc từ đó, cũng sẽ có lợi ích không nhỏ. Đương nhiên chúng ta ở gần thế này, tin tưởng sẽ có thể tìm hiểu dễ dàng hơn một chút. Đại Hán giữ tận thở dài một hơi, sau đó mới một lần nữa khôi phục chấn định nói. Ha ha, đúng thế, nếu không chúng ta cần gì phải lặn lội vạn giảm tới đây chứ. Thiếu niên áo trắng cũng cười rộ lên, vì vậy sau khi ba người nói với nhau vài câu nữa, lại lần nữa yên tĩnh chờ đợi. Một màn tương tự như vậy cũng phát sinh ở vài chỗ bí ẩn bên ngoài tòa thành khổng lồ. Trong lúc bất chi bất giác, khu vực phủ cận nhân tộc đã tụ tập số lượng đại thừa linh giới kinh người trong đó có không ít lão quái vật dị tộc vẫn một mực bế quan nhiều năm không ra, lúc này phải dốc sức liều mạng áp chế pháp lực mới dám ra ngoài. Nhân tộc, vô nhai hải, trên một mảnh đá ngầm tại một hoang đảo nào đó sát biên giới, một nam một nữ đang sóng vai đứng vững. Nữ mặc một bộ trang phục màu trắng, dung nhan kiều diễm, rõ ràng là băng phách tiên tử, nam là một đại hán khí độ bất phàm, mắt hổ dâu quai nón, mặc một bộ cẩm y. Hồ Tuấn Đạo Hiếu, lần này Hàn Huynh độ kiếp nắm chắc không nhỏ, chúng ta quan sát gần như thế, nghĩ đến chỗ tốt lấy được chắc chắn không nhỏ. Lát nữa nhất định phải cẩn thận quan sát mới được, băng phách tiên tử quay đầu về phía nam tử mặc cẩm y, nói. Điều này là đương nhiên, hàn thiên tôn thần thông quảng đại, tiểu đệ năm đó nếu không phải nhận được nhiều loại linh đan từ thanh nguyên cung, chỉ sợ cũng không có ngày bước vào cảnh giới đại thừa. Đại hán mặc cẩm y có vài phần cung kính trả lời, đây đúng là một gã đại thừa tên, Hồ Tuấn, vừa mới xuất hiện trong vạn năm nay của nhân tộc. Mà vị đại thừa nhân tộc Mạc Giản Ly ngày xưa, cuối cùng cũng ngã xuống trong lần đại thiên kiếp mấy trăm ngàn năm một lần. Một chỗ trên hoang đảo, có hơn 10 nam nữ tu vi cao thấp khác nhau đứng phía trước một chiếc thuyền lớn đen kịt, trong đó có ba nữ tử tuyệt sắc mang phong thái khác nhau, thần sắc ngưng trọng nhìn ra xa, chỗ trung tâm của hoang đảo. Đúng là ba nữ tử nam cung uyển, nguyên giao, ngân nguyệt. Không lâu sau khi phân hồn hàn lập từ hạ giới phản hồi linh giới, nguyên giao đã mang theo nghiên lệ quay trở về nhân tộc, cũng ở trong một thiên điện nào đó trên nguyên hợp đảo, từ đó về sau không rời khỏi đảo nửa bước. Về phần Ngân Nguyệt sau khi vứt bỏ hậu hoạn của vong tình quyết, hơn 10 năm trước rút cuộc cũng tiến giai đại thừa kỳ. Phía sau ba nữ tử một đoạn, băng phượng và khí linh tử, hải đại thiếu, bạch quả nhi, một đám môn hạ đệ tử đứng đó. Thời gian mấy ngàn năm đủ để cho tất cả những đệ tử này của Hàn Lập đều lần lượt tiến vào cảnh giới hợp thể, về phần bọn chúng có thể tiến vào đại thừa kỳ hay không, điều này lại còn xem tạo hóa sau này của chính bọn chúng ra sao nữa băng phượng và nam cung uyển nguyên giao trải qua nhiều năm tu luyện như vậy vẫn kẹt tại bình cảnh còn kém một bước để tiến giai lên cảnh giới đại thừa nhưng tin tưởng với thân thể của băng phượng về sau tỷ lệ tiến giai đại thừa lớn hơn xa so với những người khác những người này đều là người thân nhất của hàn lập mặc dù rất tin tưởng hàn lập nhưng lúc này gặp phải phi thăng thiên kiếp trong truyền thuyết bất giác tất cả đều lộ vẻ lo lắng hơn vạn dặm trên bầu trời một thiếu nữ chân trần mặc áo đen đang đứng trên đầu một con quái điểu đen xì, si, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoang đảo. Bên cạnh là một phu nhân mặc cung trang màu tím, nàng ta có vài phần bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ, một lát sau mới nói. Đại nhi, nếu như người thật muốn cáo từ hàn tiền bối, cần gì phải dừng lại ở nơi đây, trực tiếp đến tận nơi không phải tốt sao, cũng tránh khỏi về sau lưu lại khúc mắc trong lòng. Không cần, hàn đại ca những năm gần đây luôn luôn đối đãi với ta như muội muội bên kia đã có nam cung tỷ tỷ ta cần gì lại phải đi quấn quýt si mê, chỉ cần ở đây lẳng lặng nhìn người kia phi thăng là được rồi. Thiếu nữ áo đen lại hết sức bình tĩnh nói, phu nhân mặc cung trang màu tím nghe vậy, chỉ có thể than nhẹ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa. Tại một chỗ ở trung tâm hoang đảo đã sớm bố trí một pháp trận cực lớn, hàn lập và giải đạo nhân, hỏa tu tử, ma quang đang đứng chung một chỗ, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn lên trời cao. Giờ phút này, trên không trung hoang đảo, một đám mây năm màu hầu như bao phủ toàn bộ hòn đảo đang được vô số linh khí cuồn cuộn hội tụ từ từ hình thành tuy tốc độ rất chậm nhưng dùng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lớn dần lên xem ra sau một lát nữa hàn đạo hữu không cách nào áp chế phi thăng chi kiếp được rồi tin tưởng với thực lực của đạo hữu vượt qua kiếp nạn này là chuyện rất dễ dàng ma quang hạ thấp đầu xuống sau đó liền cười khẽ nhìn hàn lập nói ma quang huynh nói đùa rồi không biết bao nhiêu cường giả đại thừa đã vẫn lạc dưới phi thăng thiên kiếp tại hạ sao dám có chút coi thường đây. Hàn lập cũng hơi cúi đầu, sau đó thản nhiên nói. Hắc hắc, nếu đổi lại là một kẻ hạ giới khác khoác lác, hỏa tu tử ta còn có thể tin tưởng vài phần đấy, nhưng từ khi ngươi tu thành tầng thứ ba luyện thần thuật cùng ngũ tàng đoán nguyên công kia, chỉ sợ chân tiên bình thường cũng không cách nào so sánh với thực lực của ngươi bây giờ. Nếu hiện tại gặp lại mã lương lúc trước, dưới tình cảnh pháp lực bị áp chế, tin tưởng chỉ sau mấy chiêu đã bị ngươi chém giết sạch sẽ rồi chợt chợt. Cái này cũng có chút kỳ quái, rõ ràng tư chất của ngươi không tính là xuất chúng, vậy mà có thể tu luyện những thần thông tiên giới tới tình trạng như vậy, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp được loại quái thai như thế này đấy." Hỏa tu từ một bên cũng chắt lưỡi lấy làm lạ nói. "Có lẽ ta trời sinh thích hợp tu luyện vài loại công pháp tiên giới này a." À? Hàn Lập cười cười, "Sau này nếu thực sự chủ nhân đến tiên giới, cũng đừng quên lời hứa của ta." Giải đạo nhân một bên thần sắc đờ đẫn, bỗng nhiên cũng chủ động mở miệng, sau khi ngươi khôi phục trí nhớ trước kia, lại thật sự nhận ta làm chủ, chuyện ta đã đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được." Hàn Lập Liếc nhìn Giải Đạo Nhân, sau đó thần sắc có mấy phần nghiêm nghị trả lời. "Chương 2446, phi thăng tiên giới cuối. Đây chẳng qua cũng chỉ là một tâm nguyện chưa xong của ta đối với chủ nhân, chờ đến khi chủ nhân thực sự phi thăng xong mới có cơ hội hoàn thành được." Giải Đạo Nhân khẽ gật đầu, rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Lúc này đám mây năm màu ở trên không trung càng lúc càng trở nên khổng lồ, một cỗ khí thức không thể giải thích được từ đó phát ra ngưng tụ lại. Mấy vị đạo hiếu, trước tiên nên tạm tránh đi một chút. Đến lúc ta phải độ kiếp rồi, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt nhíu lại nói. Mấy người thiên ngoại ma đầu tất nhiên là không có ý kiến gì khác nữa, sau khi hóa thành độn quang đều cùng bay ra bên ngoài hoang đảo. Cùng lúc đó, tay áo Hàn Lập run lên, một đoàn ánh sang màu vàng kim từ đó bắn ra, Bên trong mơ hồ có một tiểu nhân đầu trọc không lông mày màu tím vàng, cũng lập tức lóe lên phá không bay đi. Kia đúng là đầu vệ kim trùng vương, lúc này thần sắc Hàn Lập mới trở nên bình tĩnh, ngồi xuống khoanh chân xếp bằng. Sau mấy cái chấp động, toàn bộ mấy người thiên ngoại ma đầu, hỏa tu tử đều xuất hiện trên bầu trời bên ngoài đảo hoang kia, độn quang ầm ầm dừng lại, quay người nhìn về đảo hoang ở phía xa kia. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên phía xa xa, ở giữa đám mây năm màu trên bầu trời bỗng hiện ra một cái hắc động khổng lồ bên trong vang lên từng tiếng gào rít, từ đó tuôn ra một cơn gió màu xám trắng. Mới xuất hiện thì chỉ là một cơn gió nhẹ mà thôi, nhưng vừa thoát ra khỏi miệng hắc động, lập tức hóa thành một cỗ thiên phong ngập trời rít gào ông ông, ầm ầm kéo xuống. Thiên cương chi phong xuất hiện rồi, xem ra thiên kiếp phi thăng thực sự đã giáng xuống. Hỏa tu tử vừa trông thấy cảnh này, cười hắc hắc nói. Mặc dù cương phong này cũng lợi hại, nhưng đối với hàn đạo hữu sớm đã có thủ đoạn ứng phó mà nói, hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến hắn. Thiên ngoại ma đầu cũng ung dung nói. Thiên ngoại ma đầu vừa mới dứt lời, lập tức một chỗ bên trên đảo hoang kia xuất hiện một đóa hoa sen màu xanh to cỡ căn phòng đang mở từng cánh hoa, nhưng trong nháy mắt lập tức đã biến lớn tận vài mẫu. Sau khi quay tít một vòng, kiếm quang màu xanh óng ánh từ đó cuồn cuộn tuôn ra, tất cả những thứ phụ cận xung quanh đó đều bị chém nát hết thảy. Mặc cho thiên phong cuồn cuộn, đất đá bay mịt mù trời đất, đóa hoa sen màu xanh ở phía dưới lại không chút sứt mẻ gì hết, vững vàng bảo hộ toàn bộ những gì ở phía dưới nó thiên cương chi phong này liên tục kéo dài trong mấy canh giờ. Nếu là đại thừa bình thường, chỉ bằng vào cơn gió này cũng đủ để cho bọn hắn không ngừng kêu khổ rồi, pháp lực bên trong cơ thể hao hụt đi không ít, căn bản không có khả năng chịu thêm được thiên kiếp khủng khiếp tiếp theo sau đó nữa. Nhưng đối với Hàn Lập mà nói, một chút pháp lực ấy bất quá cũng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Một tiếng trầm đục, trong hắc động lóe lên hào quang, cuồng phong đầy trời rốt cục cũng ẩm vang một tiếng rồi dừng lại, nhưng ngay sau đó từ bên trong lại tuôn ra một cỗ khí tức cực kỳ nóng bỏng bao phủ cả miệng hắc động, tiếp theo vô số phù văn màu đỏ thấm từ miệng lỗ hắc động tuôn ra. Mỗi một phù văn này đều chỉ lớn cỡ bàn tay, mặt ngoài chấp động óng ánh, mơ hồ còn có một tia kim văn như ẩn như hiện. Phốc 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 sau mấy tiếng trầm đục không ngớt, những phù văn phiêu phù phía dưới hắc động này ầm ầm nổ tung hóa thành từng chùm ánh sáng màu đỏ thấm. Sau một khắc, từ trên bầu trời xuất hiện cơn mưa dung nham chi chít dày đặc, cơ hồ đem cả nửa bầu trời nhuộm thành một màu đỏ rực. Dù cho hoang đảo này vô cùng rộng lớn, một chỗ cực xa cách nơi mưa dung nham bao phủ, mọi người đứng ở biên giới đảo vẫn cảm nhận được từng cơn sóng nhiệt mang theo khí tức dung nham vô cùng nóng bỏng, tất cả đều trở nên biến sắc, nhao nhao thả ra các loại pháp bảo phòng ngự bảo vệ toàn thân. Sau khi mặc linh thánh thuyền run lên một hồi, một màn bảo hộ màu đen cũng hiện ra bảo hộ tất cả mọi người đang ở trên thuyền trong đó. Vẻ mặt của mấy người nam cung uyển cũng không khỏi hiện lên một chút lo lắng. Các nàng đứng ở chỗ này, mới chỉ bị uy năng của cơn mưa dung nham thoáng ảnh hưởng mà đã xuất hiện vẻ không thể chịu nổi. Còn Hàn Lập đứng ở ngay phía dưới đó chẳng phải là gấp trăm ngàn lần như vậy ư. Càng làm cho các nàng lo lắng chính là, đây bất quá cũng mới chỉ là bắt đầu thiên kiếp mà thôi. Bên trong đó hoa sen màu xanh khổng lồ truyền ra một tiếng thanh minh, một con chim khổng lồ màu bạc từ đó bay ra. Con chim khổng lồ màu bạc này lúc mới xuất hiện chỉ lớn có vài trượng, nhưng hai cánh đột nhiên giang rộng, không thèm quan tâm đến cơn mưa dung nham ở xung quanh, lông vũ toàn thân cũng biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, Sau đó thoáng cái hóa thành một quái vật ngàn trượng khổng lồ, đồng thời một cổ lực lượng kỳ hàn từ trên thân con chim khổng lồ này tuôn ra, thoáng cái biến phương viên ngàn dặm bên trong này hóa thành địa phương băng hà. Ba ngày ba đêm sau, tất cả những loại hình thiên kiếp lần lượt phủ xuống, nhưng toàn bộ đều bị đóa hoa sen màu xanh bên ngoài hàn lập thông rong hóa giải từng cái một. Giờ phút này, cả hoang đảo dưới những ảnh hưởng khủng bố của thiên kiếp, đã sớm không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một tòa quang trận sáng lập lòe đang nâng đỡ đóa hoa sen màu xanh. Mặt biển xung quanh càng hạ thấp xuống đến mấy trượng, hơn nữa một nửa biến thành mặt băng óng ánh, một nửa thì biến thành một biển dung nham cuồn cuộn. Ngoại trừ băng phách, ngân nguyệt và vài tên đại thừa, những người khác đều phải lùi lại chỗ xa hơn để chờ đợi. Sau khi lỗ đen trên bầu trời tán loạn biến mất, từng đoàn từng đoàn lôi điện màu tím bắt đầu ngưng tụ trong đám mây năm màu, lôi kiếp đáng sợ nhất trong thiên kiếp rút cuộc đã phủ xuống rồi. Nhưng Hàn Lập đã sớm có chuẩn bị, chỉ thấy hắn giơ một tay lên, một ngọn núi nhỏ màu xám xuyên qua hư không xuất hiện ngay phía trên đóa hoa sen màu xanh, sau đó nó quay tiết một vòng liền biến thành một ngọn núi chọc trời cao vạn trượng. Thanh âm, ông ông, vang lên, từng vòng ánh sáng màu xám lập tức từ trong ngọn núi cuốn ra, nhộn nhau lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Lôi điện màu tím từ không trung đánh xuống, mỗi lần bị một đạo ánh sáng màu xám quét qua sẽ bị thu nhỏ lại một phần, bên trong những quần sáng màu xám này lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc nào đó vừa vặn khắc chế thiên lôi. Thậm chí một vài lôi điện màu tím còn chưa đánh xuống, bị hơn 10 vòng ánh sáng cùng lúc quét chúng liền biến thành hư vô ngay giữa không trung. Nhưng những lôi điện còn lại kia, lại bỏ qua ngọn núi khổng lồ màu xám, thân thể như vô hình trực tiếp xuyên thủng ngọn núi đánh xuống. Hàn lập thấy cảnh này, hai mắt đột nhiên bộc phát ra lam mang chói lòa, thoáng một phát đứng lên. Một tiếng hét dài vang vọng chín tầng trời. Một thần ma ba đầu sáu tay cực lớn lóe lên xuất hiện phía trong đóa hoa sen màu xanh, một tay chảo một phát vào hư không, một cây kiếm cực lớn màu xanh lục lăng không xuất hiện phía trước thân người. Thần ma chẳng quan tâm đến cây kiếm khổng lồ, ngược lại giống to một tiếng, một màn hào quang màu vàng như thực thể lăng không xuất hiện trên người, đồng thời sáu bàn tay nắm lại thành quyền, hung hăng đấm về phía không trung trên đỉnh đầu. Sau mấy tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp, đỉnh đầu thần ma lăng không hiện ra một vòng xoáy khổng lồ mờ mờ màu vàng nó chỉ hơi xoay chuyển một chút một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong đó cuốn ra một vài lôi điện màu tím vàng rơi xuống dưới bị cỗ lực lượng này dẫn dắt phần lớn đều lóe lên rồi bị hút vào trong đó còn vài đạo lôi điện còn sót lại như cá lọt lưới thì đánh lên trên màn hào quang màu vàng trên người thần ma nhưng cũng chỉ làm cho hắn lắc lư vài cái không thể phá vỡ được đây chính là một trong những bí thuật tiên giới mà hàn lập tu luyện nguyên cương cháo lôi điện màu tím vàng trên trời đánh xuống trong khoảng thời gian hơn nửa canh giờ sau đó lôi điện hơi dừng lại một chút một hư ảnh lôi long màu tím vàng thon dài như ẩn như hiện trong đám mây ngũ sắc đúng lúc đó chúng đồng thời há to cái miệng lớn ra từng đoàn từng đoàn lôi cầu khổng lồ cỡ gian phòng điên cuồng nện xuống oanh một tiếng màn hào quang trên người thần ma ba đầu sáu tay bị hơn người đạo điện xà tím vàng quấn quanh một hồi cuối cùng cũng vỡ vụn từng khúc mà tan biến đám mây năm màu cuồn cuộn trên bầu trời khẽ động một cái sau đó tiếng sấm cũng từ từ nhỏ lại một khuôn mặt khổng lồ không chút biểu tình từ trong đám mây chậm rãi biến ảo hiện ra đằng sau gương mặt khổng lồ một vòng sáng trói mắt màu tím lóe lên sau đó một khe hở màu trắng thật dài từ từ mở ra từ trong đó mơ hồ truyền ra từng hồi phạm âm cửa tiên giới hàn lập biến thành thần ma phía dưới pháp lực trong thể nội đã tiêu hao mất 9 phần người vừa thấy cảnh này trong lòng mừng rỡ thầm kêu một tiếng một tay bấm pháp quyết lập tức thu nhỏ lại khôi phục hình người hắn ngẩng đầu nhìn khe hở màu ngà sữa trong không trung trên mặt khó nén được vẻ kích động. Nhưng đúng vào lúc này, gương mặt khổng lồ cơ hồ đã nhạt như không thấy, vậy mà đột nhiên há miệng ra một lần nữa. Sau một tiếng sét đánh, một đạo lôi điện bảy màu khác biệt một trời một vực với loại lôi điện lúc trước lóe lên đánh xuống, chỉ sau một chút rung động đã quỷ dị xuyên thủng cả ngọn núi khổng lồ lần đóa hoa sen màu xanh, rất nhanh đã tới chỗ đỉnh đầu Hàn Lập. Không ổn, Hàn Lập hết sức hoảng sợ, nhưng hai tay lập tức trụm lại trà sát, giơ lên đỉnh đầu, lôi hỏa màu vàng liên tiếp từ trong tay bắn ra, sau đó thanh kiếm gỗ màu xanh sẫm trong tay run lên một chút rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh sẫm ngút trời bay lên ninh đón. Một tiếng nổ mạnh vang khắp bầu trời, một vầng sáng diễm lệ hầu như chiếu sáng khắp hải dương xuất hiện trong không trung, nhưng chỉ chợt hiện lên rồi lập tức vỡ vụn trong từng đợt chấn động pháp tắc. Kiếm quang màu xanh sẫm lóe lên một cái rồi hạ xuống, Hàn Lập cầm trong tay thanh kiếm gỗ màu xanh sẫm loạn choạng ngã ra. Chẳng qua lúc này sắc mặt hắn đang tái nhợt dị thường, toàn thân cháy đen, thanh kiếm gỗ trong tay cũng bị gãy rời. Hàn lập cúi đầu nhìn qua thanh kiếm gỗ không trọn vẹn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên gương mặt khổng lồ giữa không chung, lúc này nó đã thực sự biến mất không thấy đâu nữa, mới thở dài một hơi, trong lòng hắn giờ phút này mới thực sự thả lòng. Ha ha, chúc mừng Hàn huynh vượt qua thiên kiếp, lập tức có thể phi thăng thiên giới rồi. Không gian bên cạnh Hàn Lập chấn động một chút, một cái trận pháp bằng ánh sáng đen xì hiện lên, sau đó ma quang, hỏa tu tử, giải đạo nhân, tiểu nhân màu vàng cùng nhau xuất hiện, ma quang thấp giọng cười cười nói. Đúng vậy, rút cuộc đã vượt qua phi thăng chi kiếp, lập tức có thể trở thành một tên tiên nhân chính thức A. Hàn lập giống như đang tự nói với chính mình, thì thảo trả lời. Ma quang mỉm cười, đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên khe hở màu ngà sữa trên bầu trời tuôn ra hào quang cực kỳ rực rỡ. Một cột sáng màu trắng nhũ cực lớn từ đó phun ra rồi hạ xuống, thoáng một cái đã bao bọc tất cả mấy người hàn lập vào trong đó. Cột sáng quay tít một vòng, lúc này vô số phù văn màu vàng tuôn ra, đồng thời một cỗ pháp tác chấn động tiên giới khiến người ta hít thở không thông tràn ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã đảo qua tất cả mọi nơi hẻo lánh của linh giới. Những cường giả đã ngoài đại thừa đều cảm ứng được cỗ ba động này, toàn bộ đều nhao nhao kinh hỉ, lập tức nhắm mắt tìm hiểu. Ma quang, hỏa tu tử, hai người thấy cảnh này cũng đại hỉ liếc nhìn nhau một cái, sau đó một tên thì thân hình nhoáng một cái, hóa thành một đám khí đen chui vào trong thân thể hàn lập, một tên thì tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành một quả cầu lửa trốn vào trong tay áo Hàn Lập. Phệ Kim trùng vương và giải đạo nhân, một cái là tiên khôi lỗi, một cái là linh thú của Hàn Lập, đương nhiên càng không e ngại cột sáng này, sau khi Hàn Lập vẫy tay một cái, cả hai đều hóa thành hai đạo độn quang chui vào linh thú hoàn trên cổ tay Hàn Lập. Lúc này, phía xa xa trên bầu trời mới có tiếng phá không truyền đến, mơ hồ có thể thấy được hơn 10 đạo độn quang từ phía chân trời hiện ra, cũng dùng tốc độ nhanh nhất bay tới chỗ này nhưng đã muộn mất rồi. Sau khi Hàn Lập mơ hồ trông thấy Nam Cung Uyển mặt mũi tràn đầy vẻ lo nghĩ, dường như sắp khóc trong một đạo độn quang, liền có cảm giác thân hình nhẹ bẫng, lập tức được vô số ánh sáng màu vàng bao bọc, bay dọc theo cột sáng về phía khe hở trên không trung kia. Khi vừa mới tiến vào trong khe hở, Hàn Lập tức thì cảm thấy toàn thân cứng đờ, đầu hơi gục xuống, cứ như vậy rơi vào hôn mê. Không biết bao lâu sau, Hàn Lập trong một cỗ khí thức mát lạnh chậm rãi mở mắt ra, Trước mắt xuất hiện gương mặt một gã thanh niên anh tuấn dị thường. Gã thấy hắn tỉnh dậy liền mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng noán, nói: "Tại Hà Cao Thăng, Hoan nghênh Đạo hữu phi thăng tới Bắc Hàn Tiên vực." Chương 2447, ngoại truyện, tại một nơi nào đó ở cực tây, có một cánh cửa đá nằm trên ngọn núi đứng sừng sướng ở đó không biết bao nhiêu năm. Đột nhiên, phanh, một tiếng nổ vang trời, cánh cửa đá vỡ tung từ trong ra ngoài. Vụn đá bắn đi tứ phía, từ bên trong đám bụi vụn đá đó một người thanh niên mặc trường bào màu xanh vẻ mặt không lộ bất kỳ sắc thái tình cảm nào bước ra người thanh niên này có làn da ngăm đen khuôn mặt bình thường nhưng đôi mắt có thần dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu mọi việc đồng tử mơ hồ lóe ra lam mang lưu truyền bất định đây chính là thánh đường của thiên trúc giáo đã biến mất hàng ngàn năm trước đó sao xem ra nơi này đã bị thời gian xói mòn không còn được như xưa chỉ có điều không ngờ được rằng cấm chế bên ngoài lại vẫn còn rất lợi hại Mặc dù đã mất đi hơn nửa hiệu lực nhưng cũng khiến ta phải tốn nửa ngày trời mới phá giải được. Người thanh niên dừng lại trước cánh cửa đá đã bị nổ tung, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh quan sát, nhíu mày tự nói vài câu. Đằng sau cánh cửa đá, rõ ràng là một gian mật thất rộng chừng 30 trượng. Ở giữa gian mật thất có một thạch quan, phong cách cổ xưa. Xung quanh thạch quan là hơn 10 khối lối bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Ngoài những con khối lối không còn nguyên vẹn này ra thì trong mật thất không còn thứ gì khác người thanh niên đứng ở trước cánh cửa trầm ngâm trong chốc lát hắn quay lại nhìn thạch quan bên trong mật thất chậm rãi đi đến bên cạnh những con khôi lỗi kia với tạo nghệ khôi lỗi thuật của hắn chỉ liếc qua một cái là biết được những con khôi lỗi này không cách nào sửa chữa được cho nên hắn cũng không có chú ý nhiều đến những con khôi lỗi này nghe nói đây là nơi ẩn thân cuối cùng của đại diễn thần quân ở đây lại có một cỗ thạch quan xem ra chuyện này cũng không phải là giả không có lửa làm sao có khói người thanh niên thì thào một câu đầu vai người thanh niên hơi di động một chút thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa sau một khắc ở gần thạch quan xuất hiện hư ảnh nhàn nhạt, nhạt thân hình người thanh niên lại xuất hiện tay áo vung lên phốc một cố kình phong thuận theo cái vung tay đó quét sạch những bụi bặm bám trên thạch quan cho bụi được quét sạch trên nắp thạch quan xuất hiện những hoa văn chẳng chịt người thanh niên dò xét những hoa văn này trong chốc lát lại yên lặng tính toán một hồi lùi về phía sau nửa bước hai tay hắn giơ lên trước ngực mười ngón tay nhanh chóng vận chuyển pháp quyết trong chốc lát đủ loại màu sắc hoa văn từ mười ngón tay của người thanh niên bay ra cũng hóa thành những linh quang chui vào bên trong thạch quan ông ông âm thanh vang lên hoa văn trên nắp thạch quan tỏa sáng hào quang tầng tầng tia sáng bắn lên khoảng không phía trên thạch quan đồng thời đẩy những linh quang kia ra khỏi thạch quan người thanh niên thấy vậy liền nhíu mày hai tay lại tiếp tục huy động một bàn tay đưa về phía vỗ xuống đồng thời người thanh niên mỉm cười nói chỉ là một vật chết mà cũng muốn ngăn cản ta sao vừa dứt lời không gian liền chấn động một cự trưởng màu xanh cao lớn gần trượng xuất hiện phía trên thạch quan hung hăng vỗ xuống một cái oang một tiếng nổ lớn vang lên những tia sáng toát ra từ hoa văn trên nắp thạch quan bị cự trưởng mạnh mẽ đánh tan thậm chí nắp thạch quan cũng bị ảnh hưởng những vết nứt bắt đầu xuất hiện chỉ trong nháy mắt nắp thạch quan vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ nắp thạch quan đã vỡ những gì ở bên trong thạch quan cũng hiện ra trước mắt. Người thanh niên tập trung tư tưởng suy nghĩ, đồng thời ánh mắt cũng nhìn vào trong thạch quan. Hắn bất chợt giật mình, trong thạch quan, ngoại trừ một khôi lối hình người màu xanh, có vóc dáng không khác gì một người trưởng thành ra thì không có bất kỳ thứ gì khác. Đây là, người thanh niên nhíu mày, đánh ra một trưởng, veo, khôi lỗi hình người màu xanh trong thạch quan bất giác bay lên tiến đến gần người thanh niên. Hắn cẩn thận kiểm tra khôi lỗi hình người màu xanh này. Sau một lúc lâu, người thanh niên khẽ vung tay đẩy khôi lỗi hình người này vào bên trong thạch quan vẻ mặt lộ sự thất vọng rõ rệt hắn lẩm bẩm nói chỉ là hào nhoáng bên ngoài căn bản không có tác dụng gì xem ra nơi này cũng không phải là nơi đại diễn thần quân tạo hóa chẳng nhẽ chuyến đi này của ta tay không mà về sao nói xong những lời này người thanh niên quay người lại hắn muốn theo đường cũ rời khỏi mật thất nhưng ánh mắt của hắn vô tình nhìn về phía một con khôi lỗi cũ nát nằm ở một góc khuất nội tâm khẽ động hắn cải biến chủ ý, đi qua đó kiểm tra. Đại diễn thần quân uy chấn cực tây hơn trăm năm, khôi lỗi thuật cũng là thủ đoạn mà hắn am hiểu nhất. Khôi lỗi ở đây tuy không thể nào sử dụng được nữa nhưng bộ dáng con khôi lỗi nằm ở góc khuất kia lại bất đồng. Người thanh niên cảm giác được hắn có thể tìm được niềm vui ngoài ý muốn từ con khôi lỗi này. Cánh tay vung lên, hơn 10 con khôi lỗi xung quanh thạch quan bị thu vào trong chữ vật thủ trạc. Thân hình người thanh niên chợt biến mất rồi lại xuất hiện bên cạnh con khôi lỗi cũ nát nằm trong góc khuất. Đây là một con khôi lỗi cự viên, khi nhìn thấy con khôi lỗi này, sắc mặt người thanh niên kinh biến. Con khôi lỗi cự viên này vốn nằm im bất động ở đó, đột nhiên từ trong miệng bắn ra một mũi tên bảy màu. Bắn thẳng tới mi tâm của người thanh niên, hắn cả kinh, nhưng không hề bối rối. Cánh tay không nhanh không chậm vung lên, một tiểu thuẫn màu đen xuất hiện trước mặt. Phốc, mũi tên bảy màu giống như không tồn tại xuyên qua tiểu thuẫn màu đen chui vào bên trong mi tâm người thanh niên người thanh niên loạn trọng lùi về phía sau vài bước mới có thể ổn định thân hình. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng kinh sợ, không còn bảo trì được sự chấn định như trước nữa. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã dính phải thất tình quyết của bản thần quân, còn không mau thành thật quy thuận ta. Nếu không, ngươi sẽ biết được cảm giác thể nào là sống không bằng chết. Bên tai người thanh niên truyền đến một giọng nói tinh tế. Thất tình quyết, người thanh niên vừa nghe xong những lời này, trong lòng không khỏi rét lạnh với tính cách của hắn, khẳng định sẽ không đứng khoanh tay chịu chết. Không chút lưỡng lự, tay áo mãnh liệt phung lên, 72 thanh phi kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra xung quanh biến thành một kiếm trận. Bảo hộ hắn ở bên trong, người thanh niên tùy ý khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, hai tay đặt trước bụng bắt đầu vận công. Hừ, thật đúng là không thấy thạch quan không đổ lệ. Tốt, bản thân quân thi pháp, để cho người biết thế nào là sự lợi hại của thất tình quyết. Ra mặt người thanh niên có chút co rúm lại, Hắn giống như không hề nghe thấy lời nói kia. Đồng thời từ trong miệng hắn phát ra những chú ngữ tối nghĩa khó hiểu. Về sau, thân hình người thanh niên run lên, nhưng vẫn bảo trì tư thế bất động. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, âm thanh chú ngữ so với lúc đầu xuất hiện dồn dập hơn. Mí mắt người thanh niên thoáng động, vẻ mặt đột nhiên biểu lộ cực kỳ cổ quái. Nguyên lai like thất tình quyết này chỉ có thể tác dụng lên Nguyên Anh. Nếu như vậy thì đạo hữu tìm nhầm đối tượng rồi, người thanh niên bỗng cười ha ha hai mắt mở trừng, một ngón tay dơ ra vẽ lên hư không một đồ án. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một đạo ánh sáng màu xanh sắc bén chém khôi lỗi cự viên làm hai nửa. Khôi lỗi cự viên tách ra làm hai, bên trong xuất hiện một người nhỏ bé. Người này chỉ cao hơn một xích, toàn thân người này đầy những hoa văn giống như trên nắp thạch quan. Thì ra đây chỉ là một tiểu khôi lỗi hình người hiếm thấy. Tuy đây chỉ là một khôi lỗi hình người nhưng lại có thể biểu lộ ra nét mặt giống như người thật. Hai mắt óng ánh xoay động, tiểu khôi lỗi này muốn nói gì đó. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì người thanh niên bên trong kiếm trận đứng lên. Cánh tay đưa ra, xuất hiện một lực lượng quỷ dị giam cầm tiểu khôi lỗi hình người này tại chỗ. Tiền bối tự xưng là thần quân, chẳng nhẽ chính là đại diễn thần quân uy chấn cực Tây vạn năm trước. Người thanh niên nhìn chằm chằm vào tiểu khôi lỗi hình người, chậm rãi hỏi. Đúng thì sao, không đúng thì thế nào? Tiểu khôi lỗi hình người sau một lúc trầm mặc mới mở miệng nói. Thanh âm có chút già nua, ha ha vô lý ra tay đối với ta ta đương nhiên sẽ không tha nhưng vãn bối lần này bôn ba đến cực tây chính là muốn tìm tiền bối cho nên việc này có thể bỏ qua người thanh niên nghe vậy liền nở nụ cười giống như không phải cười nói tìm ta ngươi là người nào tiểu khôi lỗi kinh ngạc hỏi vậy thật sự là đại diễn tiền bối thật sự là không thể nào tưởng tượng được tiền bối lại có thể còn sống sau vạn năm như vậy vãn bối xin tự giới thiệu vãn bối là hàn lập trong lúc vô tình học tập được đại diễn quyết của tiền bốn lần này từ thiên nam xa xôi đến đây muốn thỉnh giáo tiền bối người thanh niên mở miệng khẽ nói vẻ mặt lộ ra sự chân thành đồng thời vung tay lên giải thoát giam cầm cho tiểu khôi lỗi hàn lập người tu luyện đại diễn quyết của ta tiểu khôi lỗi cũng ngây người đúng vậy vãn bối hiện tại đã tu luyện thành công đến tầng thứ bốn bây giờ chỉ còn thiếu khẩu quyết ba tầng cuối cùng mà tiền bối không có truyền lại hàn lập thật sự không có ý tứ giấu giếm thản nhiên trả lời. Ngươi đã tu thành bốn tầng đầu, ta không tin, ta muốn kiểm tra một chút, cái này thì đơn giản, vãn bối sẽ thi triển đại diễn quyết tầng thứ tư, tiền bối là người đã sáng tạo ra pháp quyết này, chắc hẳn chỉ cần nhìn qua là biết. Hàn lập cười nói, tốt, vậy thì thi triển cho lão phu nhìn xem, tiểu khôi lỗi không khách khí nói. Hàn lập nghe vậy, lật một tay, đồng thời miệng niệm pháp quyết. Một tia sáng màu vàng lóe lên ở đầu ngón tay, miệng phun ra ba chữ thất thần thứ thanh âm không lớn, nhưng mà tiểu khôi lỗi nghe xong lời này lại biến sắc. Thân hình lập tức bộc phát ra một tầng hào quang màu bạc rung động mấy lần. Sau vài lần rồi mới khôi phục như thường, thất thần thứ, không nghĩ tới người lại có thể tu luyện thành tinh thần bí thuật này. Xem uy lực như vậy, thật sự là đại diễn quyết tầng thứ tư viên mãn mới có được uy năng này. Thế nhưng lúc trước lão phu thi triển thất tình quyết, chuyên môn dùng để đối phó với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không có thể nào tránh thoát được. Ngươi vì sao lại bình an vô sự? Tiểu khôi lỗi lộ ra thần sắc phức tạp, lại nghĩ tới chuyện lúc trước liền hỏi. Ha ha, vấn đề này rất đơn giản. Bởi vì nguyên anh của hàn mỗ căn bản không có chúng phải thất tình quyết, mà là dị nguyên anh thứ hai của hàn mỗ chúng phải. Hàn lập cười nhẹ, ngón tay hướng lên đỉnh đầu vẽ một vòng. Một cỗ hắc khí từ đó xông lên lao ra ngoài, xoáy thành một vòng liền biến thành một nguyên anh màu đen độc nhất vô nhị có khuôn mặt giống hệt hàn lập. Chỉ có điều sắc mặt của nguyên anh màu đen này có phần tiêu tụy bộ dáng như vô hồn. Nguyên Anh thứ hai, điều này sao có thể? Nhìn tu vi của người bất quá cũng chỉ mới tiến giai Nguyên Anh sơ kỳ chưa được bao lâu. Sao còn có dư lực tu luyện ra Nguyên Anh thứ hai? Tiểu khôi lỗi nhìn thấy Nguyên Anh thứ hai của Hàn Lập xuất hiện thì chấn động. Nhãn lực của tiền bối thật chuẩn xác, vãn bối mới ngưng kết Nguyên Anh không lâu, nhưng lại có được cơ duyên cho nên mới có thể luyện chế ra được Nguyên Anh thứ hai. Vấn đề mà tiền bối thắc mắc, vãn bối cũng đã trả lời rồi không biết tiền bối có thể truyền lại ba tầng pháp quyết cuối cùng của đại diễn quyết cho vãn bối hay không? Hàn lập ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi một cách thâm ý. Đại diễn quyết là do lão phu tân tân khổ khổ mới có thể sáng tạo ra được. Nhìn bộ dáng của ngươi chắc hẳn không phải là hậu nhân của môn hạ của ta. Ta vì sao lại phải đem ba tầng pháp quyết cuối cùng truyền cho ngươi? Tiểu khôi lỗi thở dài một hơi, gương mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Hiện tại tiền bối không có tiền vốn để có kè mặc cả hàn lập dò xét tiểu khôi lỗi hắn cười giống như không phải cười nói hắc hắc ngươi nếu như muốn diệt đi nguyên thần của lão phu thì cứ ra tay đi dù sao ta đã sống qua ngần ấy năm rồi bản thần quân cũng sống đủ rồi huống chi cho dù ngươi không có ra tay thì với cường độ linh hồn của lão phu hiện tại cũng không thể nào sống qua vài năm nữa đại diễn thần quân lạnh giọng nói tiền bối ngoan cố như vậy hẳn cho rằng hàn mỗ không có hiểu được siêu hồn bí pháp sắc mặt hàn lập trầm xuống thanh âm lạnh hơn vài phần. Siêu hồn bí pháp, ngươi tưởng rằng lão phu sợ bí pháp này sao? Bản thần quân ngay cả tinh thần bí thuật cỡ đại diễn quyết cũng có thể sáng tạo ra thì cái siêu hồn bí pháp kia sao có thể làm khó được bản thần quân? Nếu không được, bản thần quân lập tức tự bảo nguyên thần là được. Đại diễn thần quân không thèm để ý đến lời nói của Hàn Lập, bộ dáng rừng dưng như không. Hàn Lập nghe đại diễn thần quân nói như vậy cũng phải im lặng suy nghĩ một hồi. Trước mắt, lão quái vật này chỉ còn lại một phần nguyên thần cơ hồ không có bất kỳ pháp lực nào. Nhưng đối với tinh thần bí thuật lại tinh thông dị thường. Nếu thật sự mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ không có cách nào khiến cho lão mở miệng. Tiền bối cần gì phải cứng rắn nghẹn kháng như vậy? Hàn Mỗ lại cho rằng thế gian không có bất kỳ vật gì không trao đổi được. Chỉ là cái giá phải trả có đủ hay không thôi. Nét mặt Hàn Lập khôi phục như bình thường, chậm rãi nói ra. Trao đổi, lão phu nhìn không ra, trên đời này còn có thứ nào có thể làm cho lão phu động tâm? Tiểu khôi lỗi khoanh tay trước ngực, nhìn Hàn Lập nhàn nhạt nói. Không biết thứ này có khiến tiền bối cảm thấy hứng thú hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút, cổ tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay chấp động quang mang, bỗng nhiên một đoạn quái mộc dài hơn một thước xuất hiện. Đoạn quái mộc này bề ngoài cháy đen thô giáp, khô ghê, xấu xí vô cùng. Dưỡng hồn mộc, ngươi lại có được linh vật loại này. Đại diễn thần quân vốn lạnh nhạt, hờ hững, vừa thấy dưỡng hồn mộc liền lộ ra sự vui mừng cực độ. Dưỡng hồn mộc, chẳng những có thể bảo trì hồn lực của tiền bối không bị thất thoát ra ngoài, càng có khả năng dưỡng hồn kỳ diệu. Đối với tình trạng của tiền bối hiện tại mà nói đúng là bảo vật. Hàn Lập đưa đoạn dưỡng hồn mộc ra trước mặt đại diễn thần quân, cười nhạt nói. Dưỡng hồn mộc này xác thực có tác dụng rất lớn đối với ta. Nhưng cho dù có được nó để tẩm bổ linh hồn thì Lão Phu cũng chỉ có thể sống thêm chục năm mà thôi. Chỉ bằng thứ này, Lão Phu không thể đáp ứng, truyền lại ba tầng pháp quyết sau cùng của đại diễn quyết cho người. Đại diễn thần quân do dự một lúc lâu, nhưng vẫn lắc đầu nói. Đáp án này rõ ràng vượt qua dữ liệu của Hàn Lập. Hắn nhướng mày, suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Các hạ đến cùng có yêu cầu gì mới bằng lòng đem pháp quyết truyền thụ lại cho ta. Ta xem thần quân cũng không phải thật lòng buông xuôi muốn chết sớm như vậy. Ngoại trừ đoạn dưỡng hồn mục này ra thì những điều kiện khác, chỉ cần hàn mỗ có thể làm được, tuyệt đối không từ chối. Xem ra ngay cả bí mật đại diễn quyết có thể trợ giúp đột phát tu vi, người đã biết rõ hắc hắc, đã như vậy cũng không phải là không thể truyền cho ngươi ba tầng pháp quyết cuối cùng. Nhưng ngươi phải giúp ta luyện chế dưỡng hồn mộc này thành một kiện pháp khí dưỡng hồn. Ngoài ra ngươi còn cần làm giúp ta hai chuyện, đại diễn thần quân cười hắc hắc, cũng không có khách khí. Thần quân, mời nói, sắc mặt hàn lập ngưng trọng, chờ đợi yêu cầu của đại diễn thần quân. Nhìn bộ dáng của ngươi, có lẽ có thể giúp được cho bản thần quân không ít việc. Cả cuộc đời ta, ngoại trừ đại diễn quyết ra còn am hiểu khôi lỗi chi đạo đây cũng là một niềm si mê không cách nào kiềm chế được nếu không thì ta cũng không có rơi vào tình trạng như bây giờ thần sắc thần quân bất định chậm rãi nói hàn lập nghe không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi trọng điểm trong lòng nói của đối phương rõ ràng chuẩn bị được đề cập đến những năm này của ta nhàn nhã vô sự cho nên trên phương diện khôi lỗi thuật có đột phát không nhỏ hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá nghiên cứu ra được một loại khôi lỗi cao cấp luận uy lực có lẽ không có kém tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng đáng tiếc bởi vì không có tài liệu, cho nên không thể nào luyện chế ra được. Từ đó cho đến nay, đây vẫn là sự tình khiến lão phu buồn phiền nhất. Ta hy vọng sau khi ra ngoài, đạo hữu có thể thu thập tài liệu, giúp ta luyện chế ra được loại khôi lỗi này, để cho tâm nguyện của lão phu được thực hiện, Đại Diễn Thần Quân ngưng trọng nói. Khôi lỗi có thể so với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, như vậy giá trị của những tài liệu kia cũng không phải là chuyện đùa. Trong lòng Hàn Lập Cả Kinh nhưng trên mặt không xuất hiện dị sắc hỏi lại một câu đúng là như thế hừ bất quá nếu như có thể luyện chế ra con khôi lỗi này thì nó là của ngươi tất cả đều thuộc về ngươi chẳng nhẽ ngươi không muốn sao đại diễn thần quân hừ một tiếng nói vậy điều kiện còn lại của tiền bối là gì hàn lập nghe vậy trong lòng cũng có chút cân nhắc không hề do dự đáp ứng điều kiện này vô cùng đơn giản bản thần quân tuy bị nhốt nhiều năm không có ra ngoài nhưng cũng biết được hiện tại Thiên Trúc giáo chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Cũng không biết hậu nhân của những đệ tử thân truyền của ta còn có chấp trưởng bản giáo hay không. Một thân sở học của ta không thể để bị đoạn tuyệt như vậy được. Cho nên lão phu mong đạo hữu giúp ta tìm kiếm một đệ tử có tư chất tuyệt hảo, đem nhất mạch công pháp truyền xuống. Đại Diễn Thần Quân mở to mắt, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Ha ha, điều kiện này tự nhiên không thành vấn đề." Vãn Bối cũng nhận lời. Hàn Lập nghe thấy điều kiện thứ hai của Đại Diễn Thần Quân liền cười ha ha. Đã như vậy, giao dịch này đã được thành lập, chờ ngươi luyện chế được pháp khí dưỡng hồn, ta sẽ đem khẩu quyết đại diễn quyết tầng tiếp theo truyền thụ cho ngươi. Sau đó cùng ngươi rời khỏi nơi này, Đại Diễn Thần Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Hàn Lập tự nhiên không có dị nghị gì. Chương 2448, Tiên giới. Mấy ngày sau, Hàn Lập đeo trên lưng một đoạn dưỡng hồn mộc dài hơn một thước đi ra khỏi cửa mật thất một luồng gió nổi lên mơ hồ truyền đến những âm thanh nói chuyện với nhau hắc hắc bản thân quân thật không ngờ còn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời tiền bối vẫn nên nhỏ giọng một chút nơi đây là cấm địa của thiên trúc giáo vạn nhất bị đám hậu nhân nghe thấy thì lại phiền toái hừ với tu vi của ngươi những thằng danh con kia còn có thể gây khó cho ngươi sao thanh âm đàm thoại càng ngày càng xa cuối cùng nhạt nhòa theo gió bắc hàn tiên vực hàn lập nháy mắt mấy cái hắn phát hiện ra mình đang nằm trong một thủy trì rộng không đến 10 trường. Nước trong thủy trì trong xanh ôn hòa làm cho người ta có một loại cảm giác ấm áp. Ha ha, Bắc Hàn tiên vực ở phương Bắc là một trong tứ đại tiên vực. Đạo hữu vừa mới phi thăng lên tiên giới, có một vài sự tình cần lưu ý. Nhưng không biết đạo hữu tên họ là gì, là từ hạ giới nào phi thăng. Phi tiên đài này nằm ở một địa phương xa xôi hẻo lánh, có rất ít người giống như đạo hữu có thể trực tiếp phi thăng lên tiên giới. Một người thanh niên đứng bên cạnh, cười hì hì dò hỏi Hàn Lập. Tại hạ là Hàn Lập, là từ linh giới phi thăng lên, nơi này chính là Phi Tiên Đài trong truyền thuyết, trừ đạo hữu ở đây ra, hình như bên ngoài cũng không có người nào khác. Hàn Lập vỗ nhẹ tay xuống mặt nước, thoáng cái đã bay lên khỏi thủy trì. Trên người lóe lên ánh sáng màu xanh dịu nhẹ, quần áo không hề dính một chút nước nào. Lúc này Hàn Lập phát hiện Trường Thiên Bình Nguyên cùng với Ngũ Cực Sơn và các loại trọng bảo đều bình yên vô sự nằm trong cơ thể hắn. Ngược lại đám người ma quang giấu ở trong túi đại linh thú lại không có bất kỳ phản ứng nào. Mà nơi đây xem ra chỉ là một phi thiên đài đơn giản, trừ ở trung tâm có một thủy trì ra thì bốn phía xung quanh phi thiên đài bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng. Bên ngoài tầng ánh sáng, mơ hồ có thể thấy được những bông tuyết rơi như mạn thiên phi vũ. Thế giới bên ngoài là một thế giới băng tuyết, nguyên lai là hàn đạo hiếu, chỉ là đạo hiếu đến từ nơi gọi là linh giới, quả thật có chút phiền toái. Trong số những hạ giới thì cứ 10 hạ giới lại có đến 2, 3 hạ giới được gọi là linh giới. Thôi, ta cứ tùy tiện giúp đạo hữu đăng ký. Dù sao thường cấp cũng không có mấy ai dỗi hơi đi tra những chuyện như thế này. Cao thăng nhướng mày, nhưng cũng lập tức nói, ý tứ không có cái gì phức tạp khó khăn cả. Hai tay cao thăng giơ ra trước người, hóa chảo vồ vào trong hư không. Trong tay lập tức xuất hiện một quyển sách ngọc óng ánh cùng với một cửa bút màu bạc, cũng nhanh chóng viết lên trên đó mấy chữ trong lòng Hàn Lập lúc này mặc dù có phần kinh ngạc nhưng cũng không có lộ ra ngoài. Ngược lại càng đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của đối phương. Một lát sau, hai tay cao thăm léo lên hào quang, sách ngọc cùng cự bút liền biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một ngọc bài màu tím hơi mỏng, cao thăng tươi cười đưa ngọc bài cho Hàn Lập. Đây là, Hàn Lập cũng không có lập tức nhận lấy mà vẫn đứng bất động ở đó hỏi. Đây là tiên bài của đạo hiếu, mỗi một người khi phi thăng, sau khi đăng ký vào trong danh sách đều có thể nhận được ngọc bài này có vật này về sau đạo hữu có thể tiến vào tất cả các đại tiên thành mà không cần phải trải qua quá trình kiểm tra hơn nữa còn có thể tiến vào một số địa phương đặc thù mà không cần giao nạp bất cứ phí tổn nào ha ha cái này chỉ có những người phi thăng lên tiên giới mới nhận được đãi ngộ này giống như ta hay các chân tiên bản thổ tiên giới không có được đãi ngộ như thế này cao thăng dùng một loại khẩu khí hâm mộ nói với hàn lập A à cái này là vì sao? Hàn lập rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh ngạc, tiên giới vô biên vô hạn, tiên nhân bản thổ cũng phải dùng đến đơn vị hàng tỷ để tính toán. Nhưng những người ở hạ giới dựa vào thực lực của chính mình phi thăng lên tiên giới trở thành tiên nhân lại rất ít. Nhưng bên trong tất cả các tiên vực thì trong các tiên nhân đẳng cấp cao, số lượng tiên nhân phi thăng và tiên nhân bản địa lại sắp xỉ ngang bằng nhau. Điều này đại biểu cho cái gì? Có lẽ đạo hữu hiểu, hiểu rất rõ. Cao thăng mỉm cười giải thích, thì ra là thế ta cũng hiểu ra vài phần tiên giới đã có quy định này ta cũng không khách khí hàn lập có chút giật mình gật gật đầu khoát tay đón lấy ngọc bài cầm ngọc bài trong tay hàn lập đưa lên trước mặt cẩn thận quan sát thì thấy mặt trước ngọc bài xuất hiện chân dung của chính mình trông rất sống động bên cạnh còn có ghi lại danh tính của mình cùng với hai chữ phi thăng những văn tự này đều là kim triện văn tay áo hàn lập run lên ngọc bài lập tức lóe lên biến mất hắn mở miệng cười hỏi Nghe khẩu khí của Cao Huynh thì tiên giới tựa hồ rất có trật tự. Nhưng không biết thượng cấp trong miệng đạo hữu có phải. Việc này Hàn Huynh không nên hỏi nhiều, chỉ cần xem qua ký ức thạch này là có chút lý giải. Cao Thăng cũng không có nói gì thêm, giơ tay lên, ném về phía Hàn Lập một khối tinh thạch màu xanh. Hàn mỗ đa tạ, Hàn Lập bắt lấy tinh thạch, trên mặt lộ ra sự cảm kích, sau đó đưa ký ức thạch đặt lên mi tâm. Phương pháp sử dụng ký ức thạch rất dễ, chỉ cần thúc giục một chút pháp quyết rồi đưa thần thức xuyên vào trong đó thời gian trọn vẹn một chén trà hàn lập mới thở khẽ một hơi đưa ký ức thạch ra khỏi mi tâm cũng chậm rãi nói thì ra là thế tiên giới hôm nay bị phân thành vô số tiên vực mà những tiên vực này đều có tiên cung tiến hành giám thị cái này thì có chút ý tứ chỉ là giám thị mà không phải thống trị đạo hữu quả nhiên là một người có ánh mắt tinh tường đã như vậy ta cũng nói cho đạo hữu biết một số tin tức về tiên giới hiện nay không biết đạo hữu có hứng thú nghe tại hạ kể chuyện Cao Thăng nghe được ngữ khí của Hàn Lập, trên mặt lại biểu hiện kỳ quái hỏi. Kính xin Cao Huynh chỉ điểm một hai, Hàn Lập vừa chắp tay, sắc mặt cũng ngưng trọng thêm vài phần. Hàn Đạo Hữu không cần khách khí, tình hình tiên giới xác thực cùng với tiên giới trong ký ức thạch có chút bất đồng. Tiên vực trên danh nghĩa đều thuộc sự giám thị của tiên cung. Nhưng trên thực tế, mỗi tiên vực đều có không ít các thế lực cường đại không dưới tiên cung. Thậm chí còn có các thế lực siêu cường đại có thể cùng tiên cung đối kháng chỉ là chư vị đạo tổ đều muốn duy trì một trật tự nhất định ở tiên giới. Để tránh xảy ra xung đột, khiến cho tiên vực nhiễu loạn khó có thể giải quyết ổn thỏa được nên mới cam chịu để cho tất cả các tiên vực trên danh nghĩa đều do tiên cung làm chủ. Đương nhiên những tiên cung này, bản thân cũng là một thế lực siêu cường đại ở trong tiên vực. Nếu không thì không thể nào phục chúng, mà đại bộ phận chấp trưởng giả của tiên cung đều rất thức thời, cũng không đi chọc giận người khác làm tổn thương thế lực của chính mình. Cho nên, hiện tại tiên giới coi như được bình an. Chỉ cần không xúc phạm cấm luật của tiên giới, tự nhiên có thể ở tiên giới hảo hảo tiêu dao. Mà đạo hữu lại là tiên nhân phi thăng, tình hình cùng tiên nhân bản địa có phần khác biệt. Chân tiên vừa phi thăng mặc dù trải qua lôi kiếp tẩy lễ, chân nguyên trong cơ thể bắt đầu cải biến, có thể tiếp nhận tiên linh lực. Nhưng nếu quá trình chuyển hóa này hoàn tất thì sợ rằng cũng mất đến mấy trăm năm. Tại hạ đề nghị đạo hữu nên chọn một thế lực trong tiên vực phụ thuộc vào đợi khi chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa hoàn toàn thanh tiên linh lực rồi hãng tính đến làm những sự tình khác nếu không đạo hữu là người mới lên tiên giới tiên linh tinh tiêu hao hằng ngày chỉ sợ cũng không phải là con số nhỏ cao thăng cũng không khách khí chậm rãi nói hàn lập đứng bên lắng nghe biểu lộ sự đăm chiêu đa tả cao huynh chỉ điểm nghe khẩu khí của đạo hữu hình như không phải là người của tiên cung hàn lập cười một tiếng đột nhiên hỏi hàn đạo hữu nhìn ra tại hạ xác thực không phải là người của tiên cung mà người của Thạch Kỳ Điện. Sở dĩ xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là nhiệm vụ mà tiên cung giao cho bản điện mà thôi. Bất quá nếu đạo hữu hiện tại chịu gia nhập bản điện, cao mỗ tự nhiên cực kỳ hoan nghênh. Thạch Kỳ Điện chẳng những có thể cung cấp đủ các loại đãi ngộ mà ngay lúc này ta có thể làm chủ cho đạo hữu ở trong bản điện có thể tu luyện miễn phí một bộ tiên gia công pháp đẳng cấp cao. Cao Thăng cũng cười, không chút nào giấu diếm ý đồ của mình, trả lời. Tiên gia công pháp, Hàn Lập nhíu mày hỏi lại một câu tiên gia công pháp là pháp quyết tu luyện dành cho chân tiên chỉ có tu luyện tiên gia công pháp mới có thể chính thức luyện hóa được tiên linh lực không những thế còn có thể giúp cho tiên nhân cấp thấp đột phá trở thành tiên nhân cấp cao bất quá đại bộ phân tiên gia trung giai công pháp cho dù có tu luyện tới viên mãn cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân đề cao một phần cảnh giới mà thôi đến lúc đó không thể không chọn lựa một bộ tiên gia công pháp khác để tu luyện mà chỉ có những thế lực lớn mới cất giữ những tiên gia công pháp cao cấp có khả năng giúp cho chân tiên tu luyện đến khi đột phá một cảnh giới mới thôi. Mà loại tiên gia công pháp có cấp bậc như vậy, ở bên ngoài có rất ít. Dù cho có xuất hiện thì cũng chỉ là mặt hàng bình thường nhất mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Cao Thăng tựa hồ thấy được sự nghi ngờ của Hàn Lập, bèn chủ động giải thích. a à, chẳng nhẽ không có tiên gia công pháp nào có thể đột phá đến cảnh giới đạo tổ sao? Hàn Lập chậm rãi hỏi, đạo tổ, ha ha, Hàn Đạo Hữu có trí khí cao như vậy, không phải người bình thường có được nhưng đáng tiếc cho dù là tiên giới có thập đại thần điển cũng không có một bộ nào giúp cho tiên nhân trực tiếp tu hành lên cảnh giới đạo tổ hiện tại ở tiên giới có hơn trăm vị đạo tổ mỗi một người đều kinh nghiệm qua không biết bao nhiêu kiếp nạn cộng thêm tạo hóa kinh người cũng thiên duyên mới có thể đi tới cảnh giới này cho dù là tiên gia công pháp cao thâm mà chắc nhất cũng chỉ có thể giúp cho tiên nhân tu luyện đến thái ất cảnh nếu như muốn đột phá chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi cao thăng lộ ra một tia thần sắc quái dị nhưng mà về sau vẫn cười ha ha, đồng thời lại giải thích thêm cho Hàn Lập. Xem ra muốn thành tựu đạo tổ, là một chuyện khó có thể đạt được. Nhưng không biết dưới thái ất cảnh còn có mấy tầng tiên nhân cảnh. Hàn Lập nhịt vậy, thần sắc thoáng kinh dị, nhưng vẫn gật gật đầu hỏi tiếp. Tuy chúng ta bị những người ở hạ giới gọi chung là chân tiên, nhưng trên thực thế chân tiên trong chân tiên cảnh chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi. Phía trên còn có hư linh, thanh nguyên, đại la. Mỗi một cảnh giới đều phải khổ tu qua trăm vạn năm mới có hy vọng đột phá. Cho nên mỗi một cảnh giới lại chia thành ba giai vị. Ngay cả những người có cùng cảnh giới nhưng chỉ cần hơn kém nhau một giai vị thôi, thực lực thần thông cũng cách biệt một trời một vực. Cao Thăng lưỡng lự trả lời, "Vậy hiện tại Cao huynh bây giờ ở cảnh giới nào?" Hàn Lập như có điều suy nghĩ, liền hỏi, "Thật hổ thẹn, tại hạ tu thành chân tiên đã mấy trăm vạn năm nhưng vẫn một mực kẹt ở cảnh giới chân tiên thượng vị, không cách nào tiến thêm một bước." nếu không có cơ duyên tạo hóa cuộc đời này cũng chỉ có để dừng lại ở cảnh giới này mà thôi cao thăng nghe vậy cười khổ hàn lập nghe thấy vậy sắc mặt hơi đổi thực lực đối phương hắn không thể nhìn thấu vậy mà vẫn chỉ là chân tiên thượng vị mà thôi nói như vậy như tại hạ vừa mới phi thăng lên tiên giới trở thành tiên nhân có lẽ có tu vi chân tiên hạ vị hàn lập thì thào nói hạ vị miễn cưỡng có thể xem là như vậy dù sao thì hiện tại tiên nguyên lực của hàn đạo hữu còn chưa có chuyển hóa toàn bộ chờ qua mấy trăm năm mới có thể tính là chân chính tiến vào cảnh giới chân tiên cao thăm cười trả lời hàn lập nghe xong càng im lặng nửa ngày một hồi lâu sau mới hỏi thêm lần nữa nghe khẩu khí cao huynh thì trong tiên giới ngoại trừ chân tiên chúng ta ra còn có không ít tu luyện giả bình thường trong tiên giới dưới chân tiên xác thực có không ít tu luyện giả tiên nhân chúng ta mặc dù thần thông quảng đại nhưng không có cách nào có thể bảo chứng hậu nhân của mình có thể tu luyện đến cảnh giới chân tiên những người này bởi vì không cách nào tiếp nhận được tiên linh lực, thọ nguyên có hạn, chỉ có thể tự hành kết hôn sinh con, lại vì gia tộc mà sinh ra đời sau. Cứ như thế tuần hoàn không ngưng nghỉ, thầm nghĩ nhân số cũng không phải là nhỏ. Cao thăng tựa hồ đối với những người phàm tục này không có mấy phần thân thiện. Thì ra là thế, xem ra một bộ tiên gia công pháp cấp cao đối với những chân tiên như chúng ta xác thực rất trọng yếu. Hàn lập gật đầu, bắt đầu đánh giá tình hình. Thạch kỳ điện chúng ta đối với tiên nhân phi thăng tương đối coi trọng, so với các thế lực khác thì điều kiện tốt hơn nhiều. Hơn nữa, đạo hữu trước tiên có thể đảm nhiệm chức vụ khách khanh ngoại môn của bản điện. Qua mấy trăm năm, nếu như cảm thấy bản điện không thích hợp với mình, chỉ cần giao lại tiên gia công pháp cùng một số đồ vật nhận được từ bản điện là có thể rời đi. Bản điện cũng không có tiến hành ngăn trở. Cao thăng tựa hồ nhìn ra tâm tư của Hàn Lập do dự chưa dứt khoát. Cho nên mới nói ra những lời này. Còn có điều kiện này. Tốt, nếu Cao Huynh đã nói như vậy, hàn mỗ trước tiên xin đến thăm quý điện một chuyến ánh mắt hàn lập lóe lên rốt cuộc cũng đưa ra quyết định của mình theo như lời đối phương hàn lập cũng xác định được chuyện trọng yếu nhất bây giờ là chuyển hóa tiên nguyên lực chính thức bước vào cảnh giới chân tiên với tình hình hiện nay của bản thân hàn lập trước phụ thuộc vào một thế lực lớn trong khoảng thời gian đó từ từ tìm hiểu tiên giới đây là một sự lựa chọn không tệ cao thăng biết được sự lựa chọn của hàn lập tự nhiên đại hỷ tay áo vung lên một đạo hư ảnh từ sau lưng hắn tách ra, ngưng tụ thành một cao thăng khác mặc áo bảo màu bạc. Ngươi ở lại nơi này trực thay ta một thời gian ngắn. Ta đưa hàn đạo hữu trở về thạch kỳ đi điện, đi nhanh về nhanh, vạn nhất bị giám sát sứ phát hiện, ta không thể giúp ngươi che giấu quá lâu. Cao thăng áo bảo màu bạc mặt không biểu tình trả lời. Ngươi cũng không cần lo lắng, tòa phi tiên đài ở trên cao lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Giám sát sứ sẽ không dỗi hơi mà đến một nơi xa như vậy lần duy nhất có giám sát sứ xuất hiện cũng là chuyện mấy trăm năm trước rồi. Với lại nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tháng ta sẽ quay trở lại. Cao Thăng không thèm để ý nói, ngươi biết là được rồi, đến lúc đó cũng đừng liên lụy đến ta. Cao Thăng áo bảo màu bạc không nói gì thêm nữa, đi đến bên cạnh thủy trì khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái nhập định. Hàn Lập nhìn thấy tình cảnh này thì nét mặt tự nhiên có một tia kinh ngạc. Khiến cho Hàn Huynh chê cười rồi, đây chính là hóa thân mà ta bí mật tu luyện. Tuy thực lực còn chưa có bằng ta nhưng đối phó với một số gã chân tiên hạ vị cũng dư sức. Có hắn thay ta làm việc, ta mới có thể an tâm rời đi. Đi, Cao mẫu dẫn đạo hữu đến thạch kỳ điện, Cao Thăng vừa cười vừa giải thích, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên màn sáng xung quanh đài cao. Phốc, màn sáng bị điểm hai cái, mở ra hai thông đạo hình tròn. Cao Thăng nhanh chóng đi ra, Hàn Lập cũng đi sát theo sau. Vừa mới ra khỏi đài cao vài bước chân, lập tức có một cỗ kỳ hàn cuốn tới trước mặt Mặc dù với thân thể cường hoành nhưng Hàn Lập cũng phải nhớ mày. Cao Thăng đứng bên cạnh nhìn Hàn Lập, không khỏi kinh ngạc. Bắc Hàn tiên vực với tư cách là một trong tứ đại tiên vực, nhiệt độ ở đây hiển nhiên băng lạnh vô cùng. Mà những bông tuyết kia ẩn chứa lực lượng kỳ hàn so với trong không khí còn lợi hại hơn vài phần. Cho dù là những tiên nhân cấp thấp sinh trưởng ở trong Bắc Hàn tiên vực cũng phải mang theo một hai kiện đồ vật phòng lạnh mới dám trực tiếp đi ra ngoài. Mà Hàn Lập mới chỉ mà một người vừa mới phi thăng trở thành tiên nhân, lại có thể không đổi sắc mặt đối diện với Kỳ Hàn như không có gì xảy ra. Điều này khiến Cao Thăng Thầm kinh hãi, tâm niệm Cao Thăng không ngừng chuyển động, nhưng động tác tay lại không có ngừng một chút nào. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên đánh xuống một đạo pháp quyết màu trắng. Những bông tuyết cuồng vũ, hai đầu khổng tước trắng toát từ dưới lớp tuyết dày xông lên. Đạo hữu, mời, Cao Thăng bước chân lên một đầu khổng tước, rồi mời Hàn Lập lên đầu khổng tước còn lại. Hàn Lập mỉm cười, thân hình thoáng cái xuất hiện trên lưng đầu khổng tước kia cao thăng lập tức quát khẽ một tiếng hai đầu khổng tước dương cánh mà bay cuối cùng hàn lập cũng đã có những bước đi đầu tiên trên tiên giới hết